Xin chào bạn khán thính giả kênh Chuyện Hèm ơn tình. Ngày hôm nay, Huyền Lô Sĩ sẽ gửi đến các bạn tập 4 của bộ truyện Người vợ không danh phận. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì sau khi chấp nhận cưới về một cô vợ xa thế để có thể trợ giúp cho con đường thăng quang tiến trúc của mình, thì Hà Sĩ Kiệt, bởi sức ép của người vợ mới cưới đã chấp nhận trời bỏ. Cô gái đã ở bên cạnh mình 4 năm trời, chính là tương tơ. Ra đi khi mang trong mình, đứa con của anh Từng từng đã trải qua một cuộc sống vô cùng cực khổ, thậm chí là đe dọa tới tính mạng của cô. Nhưng giờ đây, cô đã có những phút giây thật là yên bình và hạnh phúc bên đứa con gái nhỏ. Đối với cuộc hôn nhân của mình thì Hà Dễ kiệt lệ vô cùng bất mãn, bởi vì hai vợ chồng ân ái thực chất chỉ là sự giả tạo, mỗi người đều diễn tròn vừa kịch của mình. Anh đối với cô gái kia không hề có tình yêu, mà chỉ là đang dựng lên một màn kịch để đối phó với gia đình của cô ta. Đặc biệt là khi biết được hoàn cảnh sống thực tại của tương tư vô cùng khó khăn Thì Hà Dĩ Kiệt đã thật sự là vô cùng hối hận Anh muốn cướp cô trở về Muốn cô ở lại bên cạnh anh Nhưng anh không biết rằng Giờ đây anh làm gì có tư cách đó Anh đã là chồng của một cô gái khác Và tương tư mặc dù vẫn còn dành tình cảm cho Hà Dĩ Kiệt Nhưng cô sẽ không chấp nhận làm kẻ thứ ba Để phá hoại gia đình của người khác Đặc biệt giờ đây Đối với cô quan trọng nhất là đứa con gái nhất nặng Chứ không phải là tình yêu mà cô đã sẵn sàng từ bỏ. Và giờ đây mối quan hệ của tương tư cùng với Hà Sĩ Kiệt, dùng rằng giữa tình yêu và danh phòng cùng với những định kiến của xã hội sẽ như thế nào? Ngay sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng Hiền Lucy cùng theo dõi tập 4 của bộ truyện này nhé. Cuộc đời này chẳng qua chỉ là một màn kịch. Người ta ra ra vào vào, Bất quá cũng chỉ thay đổi nhóm người này bằng một nhóm người khác ngày ngày ngô ngô cùng hát về một đài tài xưa cũ ngập trong vàng son hài vướng vào lấy tỉnh khó gỡ cũng chỉ có như vậy mà thôi. Sau theo con đường này sẽ đi đến thành phố xe, cô sẽ không còn nhìn thấy hà dĩ kiệt nữa. Anh là một con người kiêu ngạo, một người đàn ông ưa thích được nắm trong tay tất cả mọi thứ như vậy. Làm sao hết lần này đến lần khác chịu hạ thấp thân phận của mình để nhìn vẻ lạnh nhạt của cô được chứ? Nhưng mà như vậy cũng rất tốt. Cô ước gì từ nay về sau sẽ không bao giờ phải nhìn đến anh nữa. Thời điểm chiếc xe chạy đến thành phố xe, dừng lại ở bên ngoài căn biệt thự thì đã là giữa trưa, ánh nắng cực kỳ gay gắt. Từng từ vừa xuống xe đã cảm thấy bước chân của mình giống như đang bước trên lò thân hồng vậy. Cô hơi nhớ mày lại, thư ký của Hà Sĩ Kiệt dẫn đường cho cô đi đến một căn nhà nhỏ nằm cách đó không xa. Cô ngẩng đầu lên, xa xa nhìn thấy một góc quen thuộc, được bao phủ có rất nhiều loại hoa. Từng từ thoáng mỉm cười, bước chân công dừng lại đi theo phía sau thư ký triệu đang đi trước sẵn đường. Đừng đi xuyên qua vần hoa với những cành liễu vơ vất, càng đi vào bên trong càng cảm thấy trong người nhẹ nhàng khoan khoái. Tuy nói chỗ này là một cô biệt thự nhỏ, nhưng ngược lại, thật sự cũng không phải là nhỏ lắm. Hai tòa nhà có căn gác nhỏ ở hai góc, khắp nơi đều là rập bóng mắt của cây cối, khiến căn gác nhỏ chỉ còn nhìn thấp thoáng ở trong bóng cây mắt trời. Giữa dạ hai khu nhà có một hồ nước nho nhỏ, nhỏ vài chiếc lá sen tròn tròn nằm xoài ở trên mặt nước. Tuy số lượng sen không nhiều lắm, nhưng lại có một vẻ đẹp tự nhiên nhìn rất thích mắt. Khi đi qua bên cạnh hồ nước, thì có một cơn gió nhỏ thổi qua, đưa đến mùi lá sen thơm ngát thấm vào trong ruột gan. Đây quả thật là một nơi nghỉ dưỡng cực kỳ tốt lành. Hiện tại, Hà dễ Kiệt đối xử với cô, ngược lại không thể nói là không để tâm, chỉ có điều trong lòng thư tư, đã sớm tình nghĩ thông suốt rồi. Cô chỉ ở lại đây 2 tháng để dẫn bệnh mà thôi. Nơi này cho dù có đẹp đẽ thế nào đi chăng nữa, thì cũng không phải là nhà của cô. Không có nhất nặc, thím phúc. Cùng ở nơi này thì làm sao có thể gọi là thiên đường được đây. Từng từ tiến vào tòa nhà nhỏ màu trắng bên trái. Tòa nhà này được thiết kế theo phong cách kiến trúc nông thôn nước Anh. Có hàng rào bao quanh được sân màu trắng, trông rất là đáng yêu, cùng với những căn phòng nhỏ giống như trong truyện cổ tích vậy. Người hầu ra đón sách hành lý vào trước từng từ cũng đi vào theo sau. Hà Dĩ Kiệt ở trong phòng khách, chỉ huy người hầu sắp xếp đồ. Sau khi đi vào, cô mơ hồ nghe được lời nói của anh, đang cẩn thận dặn dò những người trong nhà, thần sắc của cô liền thoáng, hoảng hốt. Văn tiểu thư, thân thể của cô vẫn chưa tốt lắm, nên đi lên lầu trước để nghỉ ngơi một lát. Thời tiết rất là nóng, sợ rằng cô sẽ không chịu nổi đó. Vị bác sĩ đi đến bên cạnh cô, cực kỳ quan tâm cất lời nhắc nhở. Hà Dĩ Kiệt đang nói chuyện với một người đàn ông, bộ dáng như là quản gia liền ngừng lại một chút, tự như quay đầu nhìn lại cô, nhưng tương tư từ vẫn không hề ngừng đầu lên, chỉ gật gật đầu mấy cái rồi đi lên trên lầu. Hà Dĩ Kiệt nhìn thoáng sang cô, nhưng chỉ thấy một cái bóng lưng, mặc chiếc áo t-shirt màu trắng với chiếc váy ngắn cũn, có hoa ly tim màu xanh đậm, và áo t-shirt thu vào trong váy, càng lâu rõ chiếc eo không đủ một chét tay, đôi chân cô mảnh khảnh thằng thấp trắng noãn đi một đôi sang đan đế nhỏ màu trắng. Khi cô đi, bóng lưng của cô vô cùng thẳng. Nếu chỉ nhìn bóng lưng, cô thực sự giống như một bé con có ký chất vượt trội. Hà dĩ kiệt hơi nắm chặt tay lại, xoay người, nói một câu với người quản gia vẫn đang cung kính lắng nghe những lời dặn dò của anh. Cô ấy tính tình cố chấp. Hàng ngày tất cả mọi chuyện cứ tuân theo ý muốn của cô ấy. Nhưng riêng chuyện uống thức trị bệnh, thì cho dù cô ấy có tức giận như thế nào, cũng không được phép tha huyệt. Nếu như quả thực cô ấy có thái độ bất bình Thì hãy gọi điện thoại cho thư ký triệu Tóm lại riêng về chuyện này Thì quyết không thể để cho cái tùy tiện Muốn làm gì thì làm được Quản gia liên tục gật đầu Hà dĩ kiệt ngâm nghĩ một lúc lại dặn dò thêm một câu Ngoại trừ tôi ra Những người khác bất kể là ai thì ngăn vạn lần Đều không thể cho bọn họ vào Quản gia liền giật mình Chân gật đầu đáp Dạ vâng, tôi tiên sinh cứ yên tâm Dù chỉ là một con ruồi thôi Tôi cũng sẽ không cho phép nó bay vào ạ à hạ dễ kịp nhúng mày lại trung quy không hiểu sao anh vẫn có cảm giác có điều gì đó khiến anh không thể hoàn toàn yên tâm chỉ hẳn là không thể vứt bỏ tất cả đống công việc kia để mà trấn giữ ở chỗ này trông giữ cô trong hai tháng đó nhưng bản thân anh cũng biết cái ý nghĩ này chỉ là một mong ước xa gì đầy phẩm thường chính vì thế cho nên anh xoát xét lại một lần nghĩ đến mọi khả năng có thể xảy ra nhất nhất dặn dò lại mỗi một lượt cho đến khi gần hoàng hôn mới lên xe rời đi Thời điểm anh ra đi, từng thứ vẫn còn đang ngồi trong phòng ngủ, do đó bọn họ cũng không từ biệt lẫn nhau. Trở về thành phố A đã là 8 giờ tối, anh vừa vào đến cửa, Đỗ Phương Phương liền vọt ra. rồi lúc Hà Dĩ Kiệt còn chưa chuẩn bị đề phòng gì thì đã bị cô ta ôm chặt lấy. Mì đầm của Hà Dĩ Kiệt liền nhíu chặt lại, anh không còn một chút hơi sức đâu để mà xã sao với cô ta nữa. Bèn hơi dùng sức đẩy cô ta ra một chút, nhưng chợt nhìn thấy vệt nước mắt trên gương mặt của cô ta. Anh lại cảm thấy kinh ngạc. Có thể là chuyện gì? Có thể khiến cho Đỗ Phương Phương chảy nước mắt như thế này. Vậy thì thực sự là một chuyện lớn rồi đi. Đặng Hoa thật là đáng thương. Đỗ Phương Phương trong mắt đỏ hoe nói. Chồng cô ấy thật sự không phải là người. Đặng Hoa còn nợ trong phòng cấp cứu. Vậy mà anh ta cũng không thèm ở lại 5 phút đồng hồ. Đã vội vàng bỏ đi luôn. Sau đó thì sao? Hà dĩ kể tiện tay cởi mấy chiếc áo sơ mi. Ngồi ở trên ghế lông châm một điếu thuốc. Nghe đến đây có một chút hứng thú. Nghe nói người đàn ông tên Tần Mộ Chi này luôn có hành tung âm thầm thần bí, đột nhiên giờ đây lại để xảy ra chuyện lớn như vậy, anh cũng thấy có phải phần hiếu kỳ. Đỗ Vương Vương biểu môi nói, "Còn phải hỏi chuyện sau đó sao? Anh không biết đâu, sau khi tỉnh lại Đặng Hoa nhìn thấy Tần Mộ Chi không có ở đó, ánh mắt của cô ấy đến em cũng không dám nhìn nữa. Họ Tần kia lòng dạ thật là độc ác, nói như thế nào thì Đặng Hoa cũng là vợ của anh ta cơ mà." Hà Dĩ Kiệt không cho là đúng nói. Chuyện vợ chồng của người khác, chúng ta không biết nguyên do thì đừng có xen vào làm gì. Đỗ Phương Phương lại thần thần bí bí sấy xế sát vào anh, kè sát vào trên vai anh nói. Làm sao mà em lại không biết chứ? Bởi vì tần mộ chi có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Hà Dĩ Kiệt ngược lại nở nụ cười. Chuyện này rất là bình thường, khoản đó người đàn ông nào mà chẳng có chứ. Đỗ Phương Phương lại hết sức căm hận mà nói. Cái gì mà bình thường chứ? Anh ta đã kết hôn đã có vợ rồi. Tại sao lại có thể có quan hệ với người phụ nữ khác ở bên ngoài như vậy chứ? Hà Dĩ Triệt khoác khoác tay nói. Em nói xem nào. Đỗ Phương Phương bị anh chuyển hướng chủ đề, liền rất hào hứng bừng bừng mà kể lại. Anh có biết chuyện gì xảy ra không? Tần Mộ Chi muốn ly hôn chính là vì người phụ nữ kia. Nghe nói cô ta đã chết 6 năm rồi, không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên lại xuất hiện. Hôm nay em còn nghe Đặng Hoa khóc lóc kể lệ với em rằng, bọn họ đã kết hôn 6 năm, cho tới bây giờ Tần Mộ Chi vẫn không hề chạm vào cô ấy. Hà Dĩ Kiệt không khỏi nhíu mày. Vậy thì lúc trước, vì sao bọn họ lại kết hôn với nhau chứ? Đỗ Vương Vương nhíu mày lại. Chuyện này em cũng không rõ lắm. Nghe nói hình như người lớn hai nhà bọn họ từ trước đã hứa hẹn gà đàng hoa cho tần mộ chi thì phải. Sự hứng thú của Hà Dĩ Kiệt tan dần. Anh gật gật đầu, rồi cánh tay ra có một chút mệt mỏi. Anh mệt mỏi quá rồi, anh đi tắm rửa trước nhé. Em cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, tranh thủ thời gian mà nghỉ ngơi đi. Đỗ Phương Phương đi theo anh lên lầu. Ở trên đường đi phải nói vài câu trâu đâu, cho đến khi Hà Dễ Kiệt đi vào phòng tắm. Đỗ Phương Phương mới tiện tay nhặt đống quần áo mà anh vừa cởi bỏ ra vào trong sọt đựng quần áo. Đến khi thả chiếc áo sơ mi của anh, thì bàn tay của Đỗ Phương Phương chợt run lên một cái. Ánh mắt của cô ta như dán chặt vào trên cổ áo của anh. Ở chỗ đó có một chút dấu vết hồng hồng nho nhỏ. Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi trắng nên màu hồng nhạt kia nổi lên cũng rất rõ ràng. Trong ngực của Phương Phương chợt thấy từng chút từng chút trở nên căng thẳng, cô ta cảm thấy trong đầu của mình đã bắt đầu trở nên mê muội. Dấu vết này cô ta rất quen thuộc, chỉ có phụ nữ mới có thể dùng son môi màu hồng nhạt cọ lên chỗ đó. Vậy thì ngày hôm nay Hà Dĩ Kiệt đắc ủng cùng một chỗ với người phụ nữ khác ư? Đỗ Phương Phương chỉ cảm thấy lạnh toát cả người, rất nhanh, cô ta đưa áo sơ mi của anh lên người. Quả nhiên loang thoáng có mùi thơm khác lạ, lẫn với hương vị ở trên người anh. Từ trước đến nay anh chỉ dùng nước hoa, mà trên dấu vết này, cô ta cảm nhận có mùi thơm ngát rất đặc biệt, như có như không, một mùi thơm cảm thấy quen thuộc không nói ra được. Mì mắt của Đỗ Phương Phương cứ sật sật từng hồi. Một lúc lâu sau, cô ta mới tỉnh táo trở lại. Điểm nhìn như không nắm chiếc áo sơ mi của anh vào trong sọt quần áo, rồi bước về phòng ngủ của mình. Qua một tầng, lại đến ngày nghỉ của Hà Dĩ Kiệt. Ngày từ sáng sớm, Đỗ Phương Phương đã đến bệnh viện để thăm Đặng Hoa. Xe chạy vòng vo bên ngoài một phút, rồi sau đó cô ta liền xuống xe. Với một chiếc taxi quay trở về, quả nhiên cô ta nhìn thấy xe của Hà Dễ Kiệt đi ra bên ngoài, nhưng đi tới chỗ hộ quán của người chơi khôn. Đỗ Phương Phương ở bên ngoài chờ đợi suốt 3 tiếng đồng hồ, mới nhìn thấy anh và vài lãnh đạo thị ủy khác đi ra. Mấy người lên xe, rồi sau đó đến một nhà hàng cực kỳ nổi tiếng để ăn cơm trưa. Buổi chiều khoảng hai ba giờ, bọn họ trở về hội quán buổi sáng đã đến. Đỗ Vương Vương lặng lẽ trở về nhà. Một mình ngồi thử ra một lát, nhưng sự nghi ngờ trong lòng cô ta vẫn không hề tiêu tan. Cô ta bấm số điện thoại của một người. Từng từ đang nghỉ ngơi suốt hai tuần ở thành phố xe, nhưng Hà Dĩ Kiệt cũng chưa một lần ghé qua. Cô cũng thoáng dần dần trở nên yên tâm hơn. Ngoài nỗi nhớ nhất nặng, làm cho cô gần như sắp phát điên lên, thì cuộc sống của cô trôi qua coi như cũng không tệ. Sức khỏe bắt đầu được dần dần phục hồi lại. Chính bác sĩ đến thăm bệnh cho cô cũng đã nói, nếu tình trạng phục hồi cứ tiếp tục diễn biến tốt như vậy, thì không cần đến 2 tháng, cô đã có thể khỏi bệnh. Từng tự nghe thấy vậy, thì trong lòng cảm thấy rất là phấn khởi. Cô càng thêm nghe lời, phối hợp với phát đồ điều trị của bác sĩ. Chỉ chấp mắt, lại thêm một tuần nữa trôi qua, thành phố xe bắt đầu thay đổi thời tiết trời bắt đầu mưa liên miên không ngứt. Trời mưa đến ngày thứ ba, thì Hà Dĩ Kiệt đến thăm cô. Từng tư đang nằm ở trên sân thượng có lắp kính bao xung quanh. Bên cạnh cô đặt một khay nhỏ, chứa đầy những quả anh đào đỏ mọng tươi rói. Những giọt mưa đập vào trên tấm kính ở đỉnh đầu vang lên tí tách, làm cho người ta có một loại cảm giác không an toàn như mình đang dấn thân vào trong mưa vậy. Nhưng từng từ lại có cảm giác cực kỳ thích thú. Ở đây cô chỉ cần hé mắt ra là có thể nhìn thấy cái ao nhỏ ở trên đường đi cách đó không xa. Những chiếc lá sen, những bông sen vừa hé nụ bị nước tạt đứng siêu siêu phèo phèo. Nhìn cảnh đó cũng thấy khá là thú vị. Cô đang ghé vào trên lan can nhìn cảnh mưa, thỉnh thoảng nhặt lên một cái anh đào đưa vào trong miệng. Đột nhiên liền nhìn thấy trên con đường nhỏ uốn lượn bên cạnh hồ nước có một đoàn người đang đi đến. Nhìn sáng đi của người đầu tiên, từng từ liền nhận ra được người đó là ai bà giác nét mặt của cô cũng không khỏi lộ ra thần sắc bực bội tiện tay nắm lại quả anh đào vừa mới nhặt lên vào trong khay hoa quả vội vội tay trở lại bên trong phòng hà sĩ kiệt đứng dưới căn nhà nhỏ người đi theo thu cái ô lại nhưng trên vai anh vẫn có vài chỗ bị ướt trên lọn tóc cũng có một vài giọt nước mưa đọng lại anh ngừng đầu lên nhìn lên trên lầu cửa phòng ngô đã đóng chặt lại liền quay mặt sang nhìn quản ra tiểu thư đâu dạ tiểu thư đang ở trên sân thượng lầu hai ngắm mưa đó hả? À? Quan sát vừa cười vừa nói. Hôm nay tâm tình của tiểu thư khá tốt. Bà sĩ nói hôm qua trời mưa bên ngoài lạnh lẽo, không nên đi vào trong đình để ngắm mưa, nên tiểu thư không thể ra ngoài. Tiểu thư không nghe, bà sĩ cũng không thể lái truyền được tiểu thư, nên đành phải thỏa hiệp với tiểu thư. Nhưng chỉ cho phép tiểu thư có thể chơi ở trên sân thượng thôi. Vừa rồi tiểu thư vẫn còn tức giận đó. Bất quá, cũng nghe thấy bà Trương kể lại. Bà cầm địa anh đào mới hái lên cho tiểu thư dỗ dành tiểu thư vài câu. Thì tiểu thư đã vui vẻ trở lại lúc này vẫn đang ở trên đó chơi đó ạ. À? Hà Dĩ Kiệt gật gật đầu, nụ cười tươi tắn không sao kèm chế nổi hiện lên trên mặt anh. Cô vẫn còn giữ tính nét bướng bỉnh, bốc đồng như trẻ con của mình như trước. Anh khoác khoác tay ý bảo mọi người lui ra, rồi dậm sẵn chân lên tấm thảm chuối chân phải cái, bước vào bên trong nhà. Anh theo bậc cầu thang đi thẳng lên trên sân thượng, lại chỉ nhìn thấy chiếc ghế nằm trống rỗng, ở trên mặt ghế còn để sẵn một quyển sách. Chiếc ghế nằm ở đây vẫn còn hơi lay động. Chiếc bàn bên cạnh để một cây nhỏ những quả anh đào đỏ tươi, nhìn rất là vui mắt. Mấy cái hột anh đào vừa ăn xong vứt vương mãi ở bên cạnh đó. Phàng phất như mới vừa rồi, vẫn có người ở chỗ này ăn anh đào một cách say sơ. Tiếng mưa rơi lột bộp xuống kính, nghe rào rạo như tiếng hạt đậu rang vậy. Nhưng trong tiếng động ẩm ý kia, lại có một sự yên lặng khác thường khiến cho anh có một chút hoảng hốt. Cảm thấy trong lòng của anh hơi trầm xuống. Cô đã nhìn thấy anh đến đây, thế nhưng lại không muốn gặp anh, nên cô đã lựa chọn là né tránh bỏ đi. Trong lòng anh nghĩ người không khỏi âm thầm lắc đầu. Giữa bọn họ cũng chỉ có khoảng cách hai tháng này mà thôi. Nếu như cô vẫn một mực không chịu gặp anh, về sau này làm sao có khả năng còn được gặp lại cô nữa đây? Cô chi, hai tháng này cũng không phải là ngày nào cũng có thể ở chung một chỗ với nhau. Mỗi một lần anh tới đây đều hết sức chú ý, cẩn thận từng ly từng tí đều phải lo nghĩ nhiều mặt sao cho Chu Toàn, chỉ sợ lỡ như có một chút sơ sẩy sẽ để cô vào trong phòng nguy hiểm. Anh không thể đề phòng người phụ nữ có tên là Đỗ Phương Phương kia. Kéo cánh cửa kính trên sân thượng lại cẩn thận. Sau đó Hà Dĩ Kiệt xoay người đi về phía phòng ngủ của cô. Cửa gian phòng vẫn còn đóng chặt. Anh nhẹ nhàng gõ lên vài cái, nhưng vẫn không nghe thấy ở trong phòng có động tĩnh gì. Hà Dĩ Kiệt quân tay lại đặt trên miệng kẽ ho một tiếng, cắt tiếng giọng cõi cửa. Từ từ à Cận trưởng sinh có thư nhờ anh chuyển cho em đây Nếu như em không đưa ra thì anh mở thư nhé Anh còn chưa kịp nói dứt câu Chợt nghe thấy ở bên trong phòng có tiếng bước chân vội vã Khóe môi không kiềm chế nổi mà hơi cong lên Cánh cửa phòng ngủ liền được mở ra Từng từ chân trần đứng ở cửa ra vào Khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ hồng hào Đôi mắt sáng trong nhìn anh nói Đưa cho em Cô nhất định không thể để cho anh mở thư được Nếu như trưởng sinh nói cho cô biết chuyện của nhất nặng như vậy sẽ bị anh nhìn thấy, chẳng phải sẽ hỏng hết mọi chuyện hay sao? Hạ Dĩ Kiệt nhẹ nhàng, lách qua khe hẹp giữa cô và cánh cửa. Anh cũng không trả lời cô, cũng không đưa cho cô lá thư, mà tùy ý hỏi ngược lại cô một câu. Em có ngoan ngoãn nghe lời dặn dò của bác sĩ, uống ừ thuốc tiêm thuốc đúng hạn, nghỉ ngơi thật tốt hay không hả? Từng từ gật đầu qua loa, trở mắt nhìn anh đi vào phòng ngủ. Có, thư của em đâu? Hạ Dĩ Kiệt hài lòng gật đầu, xoay người lại nhìn sắc mặt của cô nói một câu để vẻ thoải mái kỳ sắc xem ra đã khá hơn nhiều rồi mấy ngày qua có vẻ em thật sự đã biết điều rồi đó hà dĩ kiệt thử của em đâu ở trong lòng của tương tương nóng như lửa đốt cô không biết rốt cuộc cận trường sinh muốn nói cho cô biết chuyện gì đáp lại hà dĩ kiệt à lên một tiếng kéo chiếc ghế sofa đơn ra ngồi xuống từ từ à tóc của anh bị dưng ướt nước mưa rồi em cầm cho anh cái khăn lông tới đây đi Vừa nói xong anh hắt hơi một cái. Trong ánh mắt của anh nhìn cô có vẻ rất là khó chịu vì thấy mình không được sạch sẽ. Thậm chí còn mang theo một chút buồn bã cần cầu. Đầu óc của tương tư lúc này đang tập trung vào lá thư kia. Tuy rằng trong lòng không muốn nhưng cô vẫn tức giận đi lấy chiếc khăn mặt sạch sẽ đưa cho anh. Cô đứng ở một bên nhìn anh chậm rãi lau tóc. Trong lòng cố gắng nhẫn nhịn lại cơn tức giận đang muốn trào lên. Khó khăn lắm. Mới đợi anh lau xong, cô vừa cầm khăn mặt mang trở lại phòng tắm anh lại tiếp tục sai khiến cô. Từ từ à, em rót cho anh một ly trà nóng. Anh dính nước mưa hình như có một chút cảm lạnh. Thoáng một cái, từng từ vứt chiếc khăn mặt đánh sạch vào trong chậu, cô lạnh lùng trừng mắt liếc anh một cái. Hạ dễ kiệt, em cũng không phải là người hầu của anh. Anh nhìn lại cô với vẻ bất đắc dĩ rồi lắc đầu thở dài. Thật là một đứa nhỏ lời biếng. Em nói rồi, anh đưa tôi đây cho em. Từng từ cấn chặt hàm răng lại. Bất kể như thế nào nếu còn để lá thư này ở trên người anh thì cô vẫn còn lo lắng. Được. Hạ dĩ kiệt đứng lên thò tay vào trong túi áo. Từng tư liền nhìn chăm chăm vào trong bàn tay của anh không hề nhúc nhích, ngay cả mắt cũng không nháy một cái. Ở trong lòng của Hà Dĩ Kiệt thấy chua xót khó chịu. Cô nóng ruột như vậy, muốn nhìn thấy lá thư của cận trường sinh đến như thế sao? Cô vẫn luôn nhớ đến cận trường sinh như vậy sao? Anh bước đến trước mặt của cô, dừng lại khoảng cách cách cô một khoảng độ đường mất chân, rút tay từ trong tối ra, nhưng không có một lá thư nào. Ngược lại, thoáng một cái anh đã ôm lấy tương thư, nó có một chút nghiến răng nghiến lợi. Thưa kia anh đã xé rồi. Em muốn anh sẽ là người đưa thư tình cho hai bọn em sao? Em đừng có mà mơ tưởng. Anh há mồm cắn lấy cần cổ của cô, nhưng lại không dám dùng lực. Giọng nói trầm thấp tù thì, mạnh như là thơ, rung lên nghe rô rơ như là tiếng đàn. Từ từ à? Em đừng giải vò anh nữa Em hãy nói giữa em và cận trưởng sinh không có vấn đề gì đi Hay nói rằng em không thích cậu ta Từ từ à Em đừng có tra tấn anh như vậy nữa mà Từ từ tức giận mặt đỏ bừng Mạnh mẽ để anh ra Hai mắt cổ cô nhìn anh tóe lửa Anh lại dám xé thư của cô Có trời mới biết Đã bao lâu rồi cô không biết được một chút tin tức gì ở trong nhà Cô đã lo lắng biết bao nhiêu về nhất nạp và tím phúc Vậy mà bây giờ Anh lại làm chuyện hèn hạ vô gì như vậy đối với cô chứ Hà Dĩ Kiệt, bây giờ anh mau cút ngay đi cho tôi. Anh mau cút đi. Anh đi đi, tôi không muốn còn phải nhìn thấy anh nữa. Anh thật sự đã làm cho tôi phải chán ghét anh rồi. Tương tư từ vài bước vào tới cạnh cửa, thắm một cái kéo cửa ra, cô chỉ ra ngoài cửa mà hô to. Anh ngược lại có một chút ngây ngần cả người. Vốn dĩ anh chị tạm thời này sinh lòng tham, lừa gạt để cô mở cửa ra mà thôi, nên mới nói anh mang thư đến cho cô. Nhưng bây giờ nhìn xem cảnh tượng này, thì thật sự anh đã đoán trúng rồi. Từ từ với cận trường sinh, hai người bọn họ đã sớm nảy sinh tình cảm với nhau rồi. Em không thể sống cùng với cậu ta ở một chỗ. Sắc mặt của Hạ Dĩ Kiệt như đông cứng lại. Con người vừa mới nói ra được lời khổ cần kia, dường như đột nhiên đã biến mất tâm. Anh bước tới từng bước, hai bàn tay giữ chặt lấy vai cô nói. Em không thể sống cùng với cận trường sinh được. Từ từ trở tay cả tay của anh xuống nói. Anh không có tư cách để quản lý những chuyện của tôi. Từ từ à, Cậu ta tuổi còn rất trẻ, hai người không được. Hà dĩ kiệt nặng nề thở dài một hơi, vừa giữ chặt lấy hai vai của cô. Từ từ à, anh sẽ không làm hại em. Nhưng mà tôi đã từng bị anh làm như thế đến hại thê thảm rồi. Hà dĩ kiệt, hiện tại mời anh hãy rời khỏi đây, anh hãy đi đi. Từng từ không muốn nhìn thấy anh nữa, xoay người đi thẳng vào trong phòng tắm, đóng cửa lại rầm một tiếng. Hà dễ kiệt đứng ở nơi đó một hồi lâu không thể nào nhúc nhích sắc trời xám như trì, mưa vẫn rơi không ngừng nghỉ. Trong lòng anh giờ đây tự như có một mảnh đất trống trải hoang vô. Trong căn phòng này, khắp nơi đều có dấu vết của cô. Cô có một chút lười biếng. Căn phòng sáng sớm này đã được người hầu dọn dẹp sạch sẽ, đã bị cho cô làm trở nên lộn xộn. Mấy cái váy đều bị cô ném bừa bãi ở trên tường. Thậm chí, hạ dĩ kiệt còn phải để hình dung cảnh tượng buổi sáng. Cô có bộ dạng đầy bất mãn như thế nào khi trô tính lựa chọn quần áo để mặc. Trước kia khi còn sống ở chỗ của cô cũng luôn là như vậy. Một ngày rơi rừng, cô đều muốn ôm ra toàn bộ quần áo, ướm thử từng cái từng cái một, cứ thử mãi cho đến cái cuối cùng. Thế rồi bộ quần áo được cô lựa chọn, vẫn là bộ đã thử mặc lúc ban đầu. Ngày ấy anh luôn chê cười cô, hiện tại lúc quay đầu lại nghĩ, tất cả những điều trước đây anh đã từng bao giờ chú ý để ở trong lòng, lại đáng giá để anh nhớ mãi như vậy. Anh đi đến bên giường, gấp gọn lại từng cái quần áo của cô cho gọn càng, rồi sau đó mở cái tủ ra. Cái cần đặt thì đặt vào ngay ngắn, cái nên treo thì đem treo lên. Những màu sắc mà cô yêu thích cũng không có sự thay đổi quá lớn. Trong số quần áo anh đã chuẩn bị cho cô, những bộ mà cô vẫn thích mặc nhất thường có màu trắng, màu lam hay là màu hồng nhạt. Những bộ có màu sắc khác cô cũng không hề đụng tới. Hà Dĩ Kiệt kẽ lắc đầu cô vẫn còn mang theo tính cách của một cô gái nhỏ. Anh vừa khép tủ quần áo lại, cánh cửa phòng tắm bỗng nhiên mở ra. Từng từ tư cho rằng anh đã sớm rời khỏi phòng, nên cũng không phòng bị chuyện anh vẫn còn ở bên ngoài. Cô không khỏi trốn mắt ra nhìn một chút. Cô nhìn vào bóng lưng của anh. Anh đứng tức trụ quần áo sắp xếp lại quần áo cho cô. Đột nhiên cảm xúc chua xót không nói được, bỗng trào lên trong lòng cổ cô. Từng từ tư che miệng lại, thận trọng xoay người nhẹ nhàng đóng cửa. Hạ Dĩ Kiệt cũng không quay đầu lại, chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa rất nhỏ. Anh vừa đứng lại trong chốc lát, rồi sau đó mới lặng lẽ ra khỏi phòng. Thời điểm buổi tối, cô cũng không xuống lầu ăn cơm. Hạ Dĩ Kiệt một mình ăn cơm ở phòng ăn dưới lầu một. Bên ngoài trời mưa không ngừng, tiếng mưa nhỏ tí tách phẳng phất như muốn đếm từng khắc thời gian cuối cùng. Anh ăn được vài ba miếng thì đã buông đũa. Liếc nhìn một bàn đầy đồ ăn màu sắc sực sỡ, nhưng chỉ có một mình ngồi ăn. Cô dĩ đang rất đói, vậy mà đột nhiên anh cảm thấy mình không có khẩu vị để mà ăn tiếp nữa. Anh ngồi dưới ánh đèn trong chốc lát, bên tai nghe tiếng mưa rơi tiêu điều, lại càng cảm thấy nên nghĩ đến cô nhiều hơn. Không biết tại sao tự nhiên anh lại đứng lên, đi lên lầu. Trên khoảng sân thượng to như vậy, có một ngọn đèn nhỏ đựng lớp kế phẳng quang lại lập lè. Lúc này cô đang ngồi trên chiếc ghế nằm, nhìn mặt mưa bên ngoài cửa sổ tối đen như mực hà dĩ kiệt đứng sau lưng cô lặng lẽ ngắm nhìn cô lúc này chột đèn ở trên đỉnh đầu của cô tỏa ra một phần ánh sáng lạnh lùng bao phủ cả người cô vẫn nằm đó theo sự lắc lư của sợi xích đô phía trước sau một chút tiếng mưa rơi tích tách giống như ai đó đang gầy loạn xạ trên dây đàn mà không theo một giai điệu nào cả nơi thành phố này trời mưa cả đêm nếu như cả thế giới này chỉ có hai người bọn họ vậy thì chắc chắn anh cũng sẽ không cảm thấy vắng vẻ cô một mực nằm ở đó thật lâu dịch đồ dần dần trở nên yên tĩnh hà dĩ kiệt lúc này mới nhẹ nhàng bước chân đi qua cô nằm hơi nghiêng đầu đã ngủ thiếp đi rồi dưới đánh đèn anh ngắm nhìn gương mặt của cô khuôn mặt kia vẫn còn trẻ trông và non nớt nhưng nơi mi tầm kia vẫn đang quá nỗi sầu muộn hà dĩ kiệt xoay người nhẹ nhàng nâng thân thể của cô lên trong lúc ngủ mơ màng cô có một chút nhíu mày cái miệng nhỏ nhắn hơi mấp máy tựa như khẽ thì thầm cõi tên một tiếng dĩ kiệt. Hà dĩ kiệt cảm thấy nơi trái tim của mình rung lên. Anh nhẹ nhàng nói ở bên tai cô. Từ từ, hãy ngủ đi. Lúc này em đang nằm mơ. Anh không dám đánh thức cô. Nếu như cô tỉnh lại thì cái ôm này ngay lập tức sẽ trở thành xa xỉ. Khi cô đang nằm trong ngực của anh, người hơi giật mình một chút. Sau đó vừa nặng nề chìm vào trong giấc ngủ mà ngủ thiếp đi. Hà dĩ kiệt đầy cửa phòng ngủ ra mà đi thẳng đến bên giường kéo chiếc chân mầm ra đặt cô nằm ở trên giường anh hơi lưỡng lự một lát rồi sau đó nhẹ nhàng theo những chiếc móc cài quần áo ở bên trong cổ cô ra từng từ ghét nhất là mặc quần áo nhất là mặc nội y nằm ở trên giường ngủ trước kia cho dù giấc ngủ trơ trong chốc lát cô cũng đều muốn cởi sạch trống chân lúc đó cô giống như một con mèo nhỏ cực cười lời biếng khoanh tròn lại tìm một tư thế thoải mái nhất rồi sau đó rất nhanh đã ngủ thiếp đi anh càng nghĩ thì nụ cười càng trở nên ấm áp vài phần. Ngón tay nhẹ nhàng phê sau lưng cô. Đằng lúc anh muốn tháo bỏ cho cô cái khoa móc của chiếc áo ngực, thì đột nhiên cô lại mở mắt ra. Một đôi mắt xinh đẹp cứ như vậy nhìn anh, cũng không hề chớp mắt một cái. Hàng lông mi của cô thật dày, thân dày, đôi đồng tử trắng đen rõ ràng, mang theo một chút nhập nhèm vì ngáy ngủ, nhưng lại có một chút mơ màng lời biến, nhìn rất đáng yêu. Trái tim của anh trong nháy mắt liền mềm nhũn thành một vũng nước nhắm mắt lại anh đặt nụ hôn xuống môi cô trong nghe mắt hà dĩ kiệt nghe thấy tiếng nói trong lòng mình bây giờ mày mới biết sao hà dĩ kiệt cả đời này mày cũng không sao thoát khỏi lòng bàn tay của người phụ nữ này đâu anh hôn lên đôi mắt xinh đẹp của cô anh hôn lên đôi gò má mềm mại của cô anh hôn đến sau mũi thanh tú của cô rồi hôn đến ướt sũng đôi môi của cô cô ngoan ngoãn nằm yên không hề động đậy chỉ mở to đôi mắt mà nhìn lại anh trong đêm tối lờ mờ cô như muốn nhìn thấu vào tận trong lòng của anh không biết là do ban đêm vắng vẻ nên làm cho người ta dễ dàng trở nên phóng túng hay là bởi vì sau khi phóng túng con người mới có thể cảm thấy ban đêm quá mức vắng vẻ khi đôi môi của anh hôn một dòng dọc xuống nơi lồng ngực của cô thì cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại ôm lấy cổ của anh có một loại sự cảm không rõ ràng lắm không sao nói được ra thành lời đang tràn lan khắp cả trái tim của cô nó tự như nói cho cô biết rằng Nếu bỏ qua lần này Thì cả đời này cô sẽ khó có lại được khoảnh khắc Ôm nhau như thế Tự như chỉ cho tối nay thôi Hai người sẽ không có cơ hội để mà tạm biệt Hay gặp nhau nữa Nỗi sợ hãi bỏ qua khiến nơi trái tim của cô trở nên lạnh bốt Nó làm cho cô càng áp sát Tiến vào gần anh hơn Sán chặt vào lồng ngực nóng hổi của anh Anh ôm lấy cô Nghe người nằm ở trên giường kéo sát cô lại gần ôm cô vào trong ngực. Cách một lớp nội y màu trắng, anh áp trên phần thân thể của cô ở trước ngực mình. Sự mềm mại làm cho trái tim anh thêm yêu thương cô hơn. Bàn tay anh phủ trên lưng cô, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Em làm sao thế? Lại gặp ác mộng có phải không? Cô lắc đầu, rồi lại rút vào trong ngực của anh. Hà dĩ kia đà, anh thật sự đã xé tư của em rồi sao? Anh nuốt xuống sự chưa sót ở bên trong ngực, lắc đầu rồi ôm sát cô hơn. Không có thơ đâu. Cận trường sinh chỉ muốn nói cho anh biết Mọi chuyện trong nhà đều tốt Trái tim của cô run lên một cái rồi chợt buông lòng Cô vừa mặt vào trong ngực anh Giọng nói vang lên hơi nghẹn nghẹn Vậy thì vì sao anh lại gạt em Anh không lỡ em Thì làm sao em mở cửa cho anh vào Làm sao anh được nhìn thấy em chứ Vì sao anh nhất định cứ phải nhìn thấy em vậy Bởi vì anh rất nhớ em Tại sao anh phải nhớ tới em chứ? Bởi vì anh quay mặt lại hôn lên mái tóc mềm mại mát lạnh của cô. Bởi vì anh đã phát hiện ra, anh đã yêu một người, đã yêu một cô gái nhỏ có tên là Văn Tương Tơ, Tư. Cho nên anh đã nghĩ rằng, anh nhất định phải đến để nhìn thấy cô ấy, cho dù chỉ lét qua một cái cũng được rồi. Tại sao anh phải yêu cô ấy? Trong giọng nói của cô hàm chứa sự nghẹn ngào, khiến anh kéo sát cô vào, càng ôm siết chặt hơn. Trong sự yên tĩnh đó, dường như bản năng của con người chính là muốn đi tìm sự ấm áp. Cô không muốn rơi lệ, nhưng trong lòng cô thật sự cảm thấy rất là có chịu. Anh trầm mặc một hồi. Lúc này, chính anh cũng không sao có thể nói rõ ràng được. Anh nhớ rằng trước đây thật lâu, anh đã từng xem qua một đoạn văn đã nói như thế này. Nếu như bạn nhìn thấy một phong cảnh tươi đẹp, nghĩ muốn mang cô ấy đến cùng ngắm cảnh. Nếu bạn ăn một món ăn ngon, lại nghĩ muốn được cùng cô ấy mà ăn. Thậm chí bạn đi đến bất cứ nơi đâu cũng nghĩ nếu mang được cô ấy đi cùng thì thật là tốt quá. Nếu bạn đang đi ở trên đường, nhìn thấy một cái bong lưng cũng nhớ tới cô ấy. Khi bạn nghe được một cao khúc nào đó, bạn lại nghĩ muốn được cùng cô ấy ở trong một chỗ để thưởng thức. Khi bạn nhìn thấy bất cứ một người phụ nữ nào, ở trong lòng bạn lại bắt đầu nhớ đến cô ấy. Cảm thấy trên đời này, không có người phụ nữ nào hơn được cô ấy. Như vậy nhất định là bạn đã yêu cô ấy rồi. Anh thường xuyên nghĩ đến cô ấy. Khi đi làm việc ở trong văn phòng, lúc lái xe, lúc đang ăn cơm, ngay cả khi anh đang ngồi, rốt cục anh cũng luôn nghĩ đến cô ấy. anh nghĩ rằng anh đã yêu cô ấy, anh thực sự đã yêu cô ấy mất rồi. Hà Dĩ Kiệt hơi xoay mặt lại, kéo cô và sát hơn. mặt của anh áp vào trên mái tóc của cô, hơi cọ cọ vào nhau. một nỗi đau đớn cứ chạy dọc theo mạch máu, một đường lan tràn ra khắp người anh. anh nhìn vào bên trong căn phòng tối đen kia nói tiếp. thế nhưng anh lại không thể ở chung một chỗ với cô ấy. cả đời này cũng là không thể. vì sao lại là không thể chứ? Hà dễ diệt quanh người nhìn ánh mắt của cô lệ đã dâng đầy những giọt nước mắt trong suốt long lanh anh cúi đầu hôn lên nước mắt của cô cành môi dán vào trên mi mắt mỏng manh có một chút chân trẻ. cô ấy quá tốt đẹp mà anh lại không xứng với cô ấy cô nhắm mắt lại một dòng lệ liền trôi xuống dưới hai tay cổ cô ôm vào trên cổ của anh kéo xuống nóng lại thành quyền rồi đập xuống ngực anh giọng nói có một chút khàn khàn vì sao vì sao anh lại đối xử với em như vậy Tại sao anh phải tàn nhẫn như vậy? Vì sao? Hà dĩ kia đà, vì sao lại như vậy? Em đừng hỏi nữa, từ từ à. Cánh tay anh xuyên qua cánh tay của cô, gắt cao tầm lấy tay cô giữ chặt ở trước ngực mình. Cánh tay của anh rắn chắc, kìm lấy cánh tay cô làm cho cô gần như không sao thở nổi được. Cô không còn khí lực nữa, đôi mắt nhắm lại, nước mắt cứ thế tuôn trào khóc không thành tiếng. Em đừng hỏi nữa, không cần thiết phải hỏi lại những chuyện đã qua. Qua đêm nay, em hãy quên đi toàn bộ chuyện này cũng hãy quên anh đi từ từ anh thề với em anh sẽ không bao giờ còn say dơ với em nữa nhưng em nhất định phải sống thật tốt phải sống thật hạnh phúc từ từ nhé cô nhìn lên gương mặt của anh cô thật sự muốn hỏi anh rằng hà sĩ kiệt giờ đây em đã như thế này làm sao em có thể sống tốt được đây làm sao em có thể sống hạnh phúc được đây anh đã phá hủy thế giới của cô ấy đã bỏ rơi cô ấy ngay trước mắt cô ấy anh đã đem vỡ vụn toàn bộ niềm hạnh phúc mà cô ấy mong chờ. Sau đó anh lại mong muốn cô ấy sống hạnh phúc. Thì làm sao cô ấy có thể sống hạnh phúc được đây? Bà bà của em chưa bao giờ có làm ra những chuyện thiên lý hại người như vậy. Cô quật cường nhìn lại anh. Hạ dễ kiệt, bà bà của em tuyệt đối không làm những chuyện ấy. Tài mắt của anh có ở khắp nơi. Anh có thể tiếp tục điều tra rõ ràng được chuyện này hay không? Ông ấy không thể là người đã hại bà bà của anh, không hại người nhà của anh mà. Thân thể của anh dần dần úp xuống bàn tay anh ôm phòng sau phía lưng cô, hơi kéo cô hướng vào trong ngực của anh. Giữa bọn họ chỉ cách nhau một lớp vải sơ mi mỏng manh. Anh cảm thấy nhịp thở của cô lúc này rất nhanh, rất gấp rút. Anh ngơ mắt nhìn cô thật sâu, nhưng lại không nhìn thẳng vào nơi đáy mắt, đang ánh lên nỗi mong chờ của cô. Anh buông mí mắt xuống khẩu thị tâm phi nói. Được, anh tin lời em, anh sẽ tiếp tục điều tra. Trên đời này có rất nhiều chuyện dơ bẩn, nhưng một người cha ở trước mặt cô con gái yêu quý của mình sẽ chỉ biểu hiện ra những điều gì tốt đẹp, sáng sủa mà thôi. Anh không đành lòng phá vỡ sự tôn kính ngưỡng mộ của cô đối với cha mình. Anh tình nguyện lừa gạt mình, lừa gạt cô. Từng từ nhẹ nhàng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cô vùng cánh tay nhỏ nhắn mềm mại của mình ôm lấy cổ anh. Em mệt rồi, hạ dĩ kia đà. Anh xoay người lại ôm cô vào trong ngực. Để anh nhìn em ngủ. Từng từ có chút đẩy anh ra đột nhiên ngồi dậy tiếng mưa rơi như là tiếng đàn khoan nhặt lúc gần lúc xa như là trêu trọc nơi tận sâu mềm mại nhất của lòng người hạ sĩ kiệt em đã lựa gạt anh về sự tồn tại của anh nhất nặng rốt cuộc là em đã thiếu nợ anh rồi một đêm này được coi như là sự đền bù tổn thất của em cho anh từ nay về sau chúng ta thật sự chấm dứt hết thảy mọi chuyện đều đã qua rồi em cũng không còn cận hanh nữa hai người chúng ta như vậy đều đã về nhau cô nhẹ nhàng nở ra nụ cười đang lúc ánh mắt của anh nhìn cô đầy vẻ khiếp sợ, cánh tay mảnh khảnh cổ cô quảnh ra sau lưng kẽ đầy một cái. Trước mỏng áo ngực tương ra, chiếc áo ngực màu trắng rơi xuống trước ngực, cặp tuyết lê trắng nõn nà từng chút từng chút lộ ra trong đêm đen. Cô không một chút xấu xím chiếc chăn mỏng trồng chất ở lại bên hông, mái tóc đen xóa ra buông lơi ở trên bà vai. Đôi con người của cô sóng sánh như nước, nhìn thẳng tắp về phía anh, khoai môi nở ra nụ cười nhàn nhạt. nhạt. Không biết có phải cảm giác của anh đã nhận biết hay sai không. Nhưng anh thoáng giật mình, cảm thấy nụ cười của cô thê lương đến tận xương tùy. Cho mãi về sau này, anh đã từng vô số lần nhớ lại cái đêm hôm đó. Đêm duy nhất mà anh nhớ rõ chính là nụ cười trong giờ phút ấy của cô. Một nụ cười mà anh không thể nào xóa đi nổi. Anh còn biết tại sao cuộc đời này lại có một nụ cười mà khi người ta nhìn vào lại còn cảm thấy đau hơn hơn cả những giọt nước mắt. Anh còn biết tại sao khi anh dự định hoàn toàn bương tay Thì một đêm kia cô cũng đã có quyết định như anh Chỉ có điều Anh vì yêu cô nên mới bương tay Còn cô cũng vì yêu anh Mà cô đã lựa chọn trời khỏi anh Em không thích mặc quần áo khi ngủ Anh đã quên Cô hơi có vẻ giận dữ Giọng nói trong đêm yên tĩnh phẳng phất như cánh hoa nở Từng từ chậm rãi ngang nhiên xông vào anh Cánh tay của cô quấn vào đầu vai của anh Hà dễ kiệt Anh hãy nói rằng anh yêu em đi anh kinh ngạc mở miệng, trong đầu đã mất đi toàn bộ tư duy. Anh yêu em. Từ từ à, anh yêu em. Cô nhẹ nhàng há miệng, nhẹ nhàng cắn vào nơi kết hầu của anh đang hơi run rẩy, đầu lưỡi lướt qua, kéo theo một dòng điện rất nhỏ. Toàn thân của anh run lên, anh trở tay ôm chặt lấy cô, thân thể của cô giống như viên ngọc quý, bóng láng nhẫn nhụi. Bàn tay của anh áp lên sống lưng mảnh khảnh của cô hồi lâu không dám động đậy. Từ từ à, anh không thể Cô tự như một con cái nhỏ bóng lắng đang quẫy cái đuôi. Thân thể của cô từ trong ngực anh trượt xuống dưới. Bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô cách một lớp vải chậm rãi vớt lên vệt đã cứng ngắc của anh. Máu trong người anh bắt đầu kêu gào. Trong đầu một tiếng nổ lớn ầm ầm vang lên. Tất cả lý trí cùng sự tỉnh táo của anh đã không còn sót lại một chút gì cả. Anh cầm bàn tay cô đặt vào chỗ đó. Hơi thở dần dần trở nên nặng nề. Bên thay cô, anh ghé gọi tên cô. Từ từ, từ từ à Chỉ một đêm cuối cùng thôi Hà dễ kia đà Cô nỉ non Môi dán vào yết hầu của anh Hôn một đời xuống phía dưới Cách lớp áo sơ mi của anh Ghé môi vào hôn lên cái bụng rắn chắc của anh Dần dần có vết ướt át xuyên thấu qua quần áo truyền vào bên trong Làm đến cảm giác hơi lạnh lạnh Anh chỉ cảm thấy trong bụng mình chất chứa một khối nước nổ Bàn tay của cô càng ngày càng thêm nóng hồi Càng ngày càng bức bách anh 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 không sao khống chế nổi. Trước mắt anh là những tia sáng sắc sỡ lập lòe, anh cũng không thể làm được bất cứ điều gì khác. Tất cả ý thức của anh đều bị ràng buộc ở trên tay, trên môi của cô. Anh chỉ làm được một việc là gọi tên cô hết lần này đến lần khác. Anh không sao đè nén nổi nữa. Anh tâm nghĩ, anh còn muốn cô càng nhiều hơn. Môi của cô tiếp tục di chuyển xuống phía dưới, thẳng đến nơi cuối cùng cách một lớp phải. Cuối cùng anh không sao kiềm chế nổi bản thân mình, đặt tay lên phần gáy của cô hai mắt đỏ đẫm. Từ từ, thật sự là muốn lấy mạng của anh rồi. Cô ngước mắt lên nhìn anh, trong đôi mắt ướt át đã nhuốm màu đào của chút mê hoặc, hàng lông mê dày khẽ run lên, giống như chiếc lung chim đang treo chọc vậy. Trong khi trong lòng anh đang cố ném dục vọng của mình, anh hơi dùng sức muốn đẩy cô ra, nhưng cô lại tự như một con rắn áp chế anh, thong thả tra tấn anh. Cô tháo chiếc tắt lưng ra của anh nhẹ nhàng kéo chiếc khóa quần xuống. Hà dĩ kệt không nén nổi nữa. Anh ít một hơi khí lạnh, lòng bàn tay cháy bỏng từ trên vai cô trơn xuống say vào trước ngực của cô. Nằm lên nơi mềm mại như là tuyết trắng kia. Chỉ cảm thấy toàn thân mình, máu như vừa nóng thêm một chút. Anh không sao nhịn đuổi nữa, được mà khàn khàn gọi tên cô. Từ từ, từ từ à. khóe môi của cô nhếch lên, đáy mắt mang theo ý cười, liếc nhìn anh một cái rất nhanh. Anh chỉ cảm thấy, toàn bộ nơi nào đó của mình đều bao lấy một sự mềm mại trùng khít cao cát chợt muốn thở dài một hơi thoải mái động tác của cô có một chút phượng về, thậm chí thỉnh thoảng cô còn làm anh bị đau nhưng anh vẫn cảm thấy vô cùng hưởng thụ anh yêu người con gái ấy đây chính là người phụ nữ mà anh yêu mà lúc này cô đang làm tất cả vì anh nếu như quả thật quá khứ có thể cắt được để những chuyện kia giống như chưa bao giờ xảy ra thì tốt biết bao nếu như giữa bọn họ không có nhiều sự kiện cắt ngang như thế, thì có phải sẽ tốt hơn biết bao nhiêu không? Nếu như đây không phải là chấm dứt mà là bắt đầu, thì sẽ tốt hơn biết bao nhiêu. Cô ra rất lắc đầu, muốn gạt bỏ hết những cảm xúc không nên có vừa rồi của mình ra khỏi đầu. Cô biết bản thân mình có một chút tâm tư, cô muốn anh phải nhớ kỹ cô. Cả đời này cũng không thể quên được cô. Cô muốn cả đời anh, dù không được nhìn thấy cô, nhưng mà cả đời anh phải nhớ đến cô mãi mãi. Cô không biết rằng đó chính là lòng tham lam của bản thân. Cô đã phải nhận quá nhiều như vậy rồi. Những điều cảm cô muốn cũng chỉ có một chút xíu như vậy mà thôi. Cô không còn là một cô gái ngốc nghếch đơn thuần như ngày xưa nữa. Mà cho rằng trên đời này vẫn có thể có những lời nói công bằng. Cho rằng vẫn có người nào đó. Cho cô lẽ phải. Hạ dĩ kia ra. Đời này anh chỉ có thể được yêu một mình em thôi. Cô gái lại sát hơn trong ngực của anh. Hôn lên trên đôi môi của anh. Cắn môi dưới của anh rồi nhẹ nhàng nị năn. Anh chỉ cảm thấy có một dòng điện không thể nhìn được mà chạy thẳng lên đại não của mình. Cánh tay anh ôm chặt lấy tay cô, đáp lại nụ hôn của cô. Trong lúc quân quyết đó, anh buông lời đáp ứng. Giọng nói của anh nghe vừa sâu lắng lại vừa tha thiết. Đúng thế, cả đời này Hà dễ Kiệt chỉ yêu Văn Tương Tư. Chỉ yêu một mình cô ấy mà thôi. Khóe môi của Tương Tư cong lên, cô nhắm mắt lại, rồi hé mở hàm răng mà cho cái lưỡi của anh tiến nhanh chóng vào trong khoang miệng, xây dưa cùng một chỗ với cô. Anh nuốt lấy đầu lưỡi của cô, như muốn nuốt cả người cô vào trong bụng vậy, mà lưỡi của cô cũng bắt đầu rơn lên. Bàn tay của anh đặt ở phía sau đầu của cô, khiến cô càng thêm sắn chặt vào anh hơn. Khát vọng của anh đối với tương tư đã sớm dâng trào đến cực độ, khiến anh không thể nhẫn nhịn được nữa. Đến thời khắc này, nó giống như một cơn hồng thủy phá tung cửa khẩu ảo ạt ập đến cũng không thể nào quay đầu lại được nữa. Mãi cho đến khi hai gò hốc của cô đỏ rực lên, thần sắc nơi đáy mắt của cô bắt đầu trở nên mơ màng, thậm chí bị nụ hôn của anh làm cho không phân định rõ đông nam tây bắc nữa. Lúc này anh mới chịu buông cô ra, hai làn môi như cánh hoa đào của cô sau nụ hôn của anh trở nên hơi sưng và loáng nước, khiến anh không nhịn được lại quấy thấp đầu nhấm nháp. Hơi thở của cô trở nên rối loạn, nhịp đập trái tim của anh cũng trở nên dồn dập sớm đã không còn tiết tấu nữa tự như một bàn diễn tấu của một người không còn thần trí gậy trên dây đàn cái được cái không giống như một cơn cuồng phong đang quay cuồng trước khi cơn mưa ập tới từ 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 nhắm hai mắt lại hơi thở càng ngày càng dồn dập môi của anh dán vào trên cổ cô đầu lưỡi anh treo chọc cô khiến cho cô có cảm giác tất cả mạch máu trên người mình đều nảy lên kịch liệt hai tay cô quát trên vai anh rất nhanh không kìm được nữa mười đầu ngón tay của cô bấm sâu vào trong cơ thể của anh. Khi cô đồng tình, lớp da thịt tiết trắng trên cơ thể đều ánh lên sắc hồng nhạt bóng lắng. Trên cân cô manh khanh rơi đầy những dấu hôn hồng nhạt, khiến lặn lờ tình của anh càng lúc càng bốc cao. Đôi môi của anh nhẹ nhàng, lướt qua hõm nhỏ như đầm nước nơi xương quai xanh cổ cô, cuối cùng dừng lại nơi đỉnh núi. dịu dàng ngập lấy hạt ngọc nhỏ màu san hô, đang thẳng đứng trên nơi tuyết trắng đẫy đà. Từng từ chỉ cảm thấy toàn bộ thân mình của mình, như đã mất hết năng lực suy nghĩ Cô nằm yên không thể động đậy nổi Nhưng sao lại không khống chế nổi bản thân Ướn ngực lên muốn có được anh nhiều hơn nữa Hạ dĩ kiệt không có cách nào khống chế nổi chính mình Anh hôn một đường xuống phía dưới Thẳng đến phần bụng bằng phẳng của cô Mặc dù cô đã sinh con Nhưng bởi vì phóc người cô sinh ra nhỏ bé và yếu ớt Sau khi sinh nhất nặng xong Lại luôn bất vả việc cuộc sống Nên thân thể vẫn nguyên như trước Cũng chẳng có gì là thay đổi cả Cô không béo lên, thậm chí còn gầy một chút so với hồi ở bên cạnh anh. Vòng eo trước sau như một, mảnh mai tới mức, như là gió thổi qua sẽ gãy làm đôi. Hà dễ Kiệt cảm thấy, nếu như hai tay mình ôm lấy vòng eo của cô, thì gần như có thể khép kín hoàn toàn vòng eo của cô được. Anh hôn lên thân thể trắng như tuyết của cô, suốt một đường từ ngực đến bụng. Hai bên hồng đều dài đầy những cánh hoa màu hồng nhạt, chính là những dấu vết của chiếc hôn kia trên phần da thịt mềm bên hông cô, anh cắn một cái không nặng không nhẹ, đẩy đầu gối hai chân của cô ra. Từng từ khẽ kêu lên một tiếng, e lệ mở mắt ra, lại nhìn thấy ánh mắt của anh đang nhìn chằm chằm, dính chặt lấy phần bụng của cô. Mặt cô cô lại càng đỏ thêm rợi hãi, ôm lấy cánh tay của anh không nhịn được, liền bấm một cái vào sau lưng anh, giọng nói mềm nhún Hà Dĩ Kiệt à? Mì tâm của Hà Dĩ Kiệt nảy lên một cái nhưng đầu ngón tay của anh vẫn sờ sờ lên vết sẹo trên bụng cô. Ở chỗ đó có một dấu vết dài gần đã biến thành màu hồng nhạt. Đầu ngón tay của anh kẽ lướt qua chỗ đó, mà đến cảm xúc khác thường. Từng từ không khỏi kinh hãi trái tim đập loạn nhịp. Cô đã quen, cô sinh nhất nặc theo phương thức đề mồ, do đó trên người cô vẫn còn vết sẹo. Từ từ à, vì sao trên người em lại có vết sẹo như thế này? Em ngã bệnh nên phải phẫu thuật sao? Từ trước đến giờ, Hạ Dĩ Kiệt chưa từng bao giờ nghĩ rằng cô đã sinh con. Anh vốt ve vết sẹo của cô, mà đau lòng hài lại, làm cho tương tư lập tức trở nên bình tĩnh, vội vàng tựa theo lời nói của anh mà nói lấp đi. Không sao đâu, đã là quá khứ lâu lắm rồi. Em bị viêm ruột thừa cấp tính nên phải phẫu thuật cắt bỏ lưu lại. Cô còn nhớ rõ ngày trước khi đi học, cô có một bạn cùng phòng nửa đêm đột nhiên phát hiện ruột thừa cấp tính, phải đưa đi bệnh viện giải phẫu cắt bỏ, sau đó ở trên bụng cũng đã lưu lại một vết sẹo. Lúc này đây Hà Sĩ Kiệt mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Anh cúi đầu hôn lên vết sẹo không rõ rệt kia. Còn bị đau nữa hay không? Ngón tay của cô lùa vào trong mái tóc của anh, nhẹ nhàng ôm sát lấy anh. Đã hết đau từ lâu rồi, kể giải vẫu có thuốc mê nên cũng không đau lắm. Hà Sĩ Kiệt nằm trên bụng cô, ôm lấy cô một hồi lâu. Sau khi anh ngẩng đầu lên, trong đáy mắt có một chút hồng. Cô đã phải chịu nhiều khổ sở, lại nói anh Hà Dĩ Kiệt này cũng coi như là một người có tên có tuổi. Vậy mà ngay càng người phụ nữ mình yêu thích cũng không thể nào bảo vệ nổi. Từng từ không muốn hai người tiếp tục bàn luận những chuyện trước kia thêm nữa. Cô sợ rằng nếu còn tiếp tục nói về đề tài này nữa, thì sẽ vô tình nói tiết lộ ra một điều gì đó. Nếu như Hà Dĩ Kiệt biết được sự tồn tại của nhất nặc, cô cũng không biết được kết quả sẽ ra sao. Chính bản thân cô đến tận bây giờ vẫn còn chưa chắc chắn phủ định được của chính mình. Nghĩ đến tình cảnh lúc này cô kẹp cắn răng một cái. Hai chân nâng lên kẹp lấy cái lưng cường trắng của anh, khẽ trầm giọng gọi tên anh. Anh đáp lại một tiếng. Cô cầm tay anh kéo một đường xuống phía dưới, âm thanh giống như nghẹn lại ở trong cổ. Em muốn anh. Anh đã cảm thấy cô ướt át, cảm xúc từng chừng sắp biết mất, đột nhiên bùng lên một cách mạnh mẽ. Anh cầm hai tay của cô tách ra cố định ở hai bên eo đặt ở trên tường Anh động thân một cái, tiến vào bên trong thân thể của cô. Mì tầm của tương tư nhíu lại. Động tác bất ngờ của anh lúc này làm cho cả người cô giật nảy lên. Sau đó mới sãy sụt như muốn tránh ra. Thế nhưng anh đã giết chặt giữ lấy thân thể của cô. Động tác của anh càng nhanh càng mạnh hơn. Anh bị cấm sắc đã lâu. Cô cũng từ sau khi rời khỏi anh chưa từng qua lại với bất cứ một người đàn ông nào khác. Hai người cứ lăn qua lăn lại như vậy cả đêm. Đến thể thoát cảm xúc lên đỉnh của hai người được hòa vào nhau bọn họ cảm thấy thoải mái không nói ra được. Từng từ đã không còn sự ngượng ngùng lẫn rột rè như là ngày trước. Cả hai tay chân của cô quấn quýt lấy anh không chịu buông ra. Anh chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng như vậy của cô. Chỉ cảm thấy lúc này rục vọng, chẳng những không lắng xuống mà ngược lại càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Anh cúi đầu xuống hôn cô. Cô nửa tình nửa say cạnh nhích cái miệng nhỏ nhắn về mặt mờ mịt. Bộ dáng của cô khiến anh không muốn khỏi chìm xuống. Hòa nhầm vào trong cô một lần nữa bởi vì cả hai đều có cảm giác dường như đời này kiếp này rất có thể đây là lần cuối cùng bọn họ được ở bên cạnh nhau. Vì thế bọn họ đều toàn tâm toàn ý hòa vào nhau. Cô vứt bỏ đi sự e lệ, giao phó hoàn toàn bản thân của mình cho anh. Còn anh cũng tràn ngập dịu rằng, nhưng vẫn không mất đi sự điên cuồng mãnh liệt. Cô bị động tác của anh làm cho dần dần trở nên thất tần. Đôi mắt sáng khép hờ, ở trong miệng không ngừng, khe khẽ, ngâm nga. Hà Dĩ Kiệt nghe được âm thanh của cô, chỉ cảm thấy máu ở trong thần thân dường như đều tập trung vào một điểm đó. Những giọt mồ hôi trên trán anh dần dần nhỏ xuống trước ngực của cô như là tuyết đang tan ra. Anh cúi gương mặt tuần tú của mình xuống thấp, dán lên đôi môi xinh xắn của cô, Lẫn nụ hôn qua bộ ngực của cô. Lúc này để mồ hôi mặn chát, da thịt toàn thân tương tư đều trở nên căng thẳng, phía dưới càng thêm siết chặt đến lợi hại. Anh giống như là người bị mất hồn, động tác hồn môi của cô càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Cô bị anh trêu chọc trở nên điên cuồng, giọng nói giống như sắp bị nghiền nát, càng ngày càng tăng thêm sự kiều diễm. Nhiệt độ trong phòng tăng cao, bởi vì sự buông thả hoàn toàn, bởi vì sự giao hòa không một chút e dè đó, cũng không hề đè nén sự hưng phấn của mình. Căn phòng như bị lay động bởi tiếng ngâm nga, thỉnh thoảng còn có tiếng thở dốc nặng nề của đàn ông cùng với tiếng gầm nhẹ bị đè nén lại. Không biết quá bao lâu thì trong phòng mới dần dần trở lại sự tĩnh lặng. Ngoài cửa sổ, mưa dần dần nhỏ lại, mơ hồ đã có vệt ánh sáng bằng bạc của vầng trăng non, tựa như nét cong của lông mày, vừa mới vụng trộm trôi ra từ trong đám mây dày đặc. Ánh sáng mê ly trong trèo xuyên qua cửa sổ, trải dài trên chiếc rừng mờ tối ngổn ngang, có hai thân thể đang hòa hợp ôm giết lấy nhau. Từng từ mệt mỏi không nói ra lời, mà cho anh gắt cao ôm mình lên đặt ở trên ngực. Cô nhắm mắt lại, ngay cả việc hít thở cũng cảm thấy không cần thiết. Hà Dĩ Kiệt nhẹ nhàng vuốt ve cái lưng của cô, cảm thấy có một chút mồ hôi ẩm ướt động ở trên đó. Anh kiêng mặt qua, hôn một cái vào trên gò má ửng đỏ của cô. Để anh ôm em đi tắm rồi nhé. Từ từ à, em ra nhiều mồ hôi sẽ cảm lạnh bất đó. Giọng nói của tương tư từ đã trở nên khàn khàn. Cô từ từ nhắm mắt lại tựa vào trong ngực anh lắc đầu. Nhưng em mệt mỏi quá rồi, không thể nào cử động được. Anh nở ra một nụ cười tràn đầy yêu thương, tràn đầy cưng chiều ôm lấy cô nói. Để anh ôm em đi tắm Em có việc ngủ đi Cô âm ư một tiếng Giờ cánh tay quắc vào trên cổ của anh Thân hình nhỏ nhắn yên tâm có rút lại trong ngực của anh mà kệ anh muốn làm gì thì làm Cái cảm giác này thật sự là rất thoải mái Hạ Dĩ Kiệt ôm cô đi vào trong phòng tắm Hai người cùng nhau ngầm mình Ở trong bồn tắm Nghĩ đến thân thể của cô còn chưa khỏe lắm Anh chú ý điều chỉnh cho nhiệt độ nước Bên trong bồn tắm nóng hơn một chút Vừa rồi hai người cùng lăn qua lăn lại Hơi quá mức cũng không biết cô có chịu được hay không. Trong lòng anh mơ hồ có một chút tự quả trách mình đã quá phóng túng. Nước ấm rất dễ chịu, từng tim mệt mỏi gần như đã ngủ tiếp đi. Trong mơ mơ màng màng, cô cảm thấy có người đang tắm rửa cho mình. Cô biết đó chính là anh, nên vẫn để cho mình chìm vào trong giấc ngủ. Ở trong ngực của anh, không hiểu tại sao luôn gây cho cô có một loại cảm giác vô cùng an tâm. Hà Dĩ Kiệt thấy hơi thở của cô dần dần ổn định hơn. Anh biết cô đã ngủ say, lên nhẹ tay nhẹ chân. Anh dùng chiếc khăn mặt mềm mại lau khô nước đọng trên người của cô. Sau khi gội đầu sạch sẽ cho cô xong, anh dùng một cái khăn lông khắc bọc cô lại. Lúc này anh mới nhắc cô vào bên trong áo tắm của mình, rồi ôm cô tiến vào trong phòng ngủ. Cô ngủ rất say xưa Anh không muốn đánh thức cô dậy, nhưng rồi lại lo lắng nếu để nguyên mái tóc ẩm ướt như vậy mà đi ngủ, thì ngày mai cô sẽ bị đau đầu. Do dự mãi, cuối cùng anh vẫn quyết định phải gọi cô dậy. Anh phải gọi cô đến mấy lần cô mới mệt mỏi nhấp máy mắt một chút, giống như một con mèo nhỏ lười biếng, rồi mở mắt ra lại nhìn anh. Để anh sẽ khô tóc cho em đã, rồi em hãy ngủ tiếp. Anh hôn nhẹ trên gương mặt của cô, trên mặt của cô phím sắc hồng, thoạt nhìn có thể thấy sức khỏe của cô thật sự đã tốt hơn rất nhiều. Từng từ à ừ một tiếng rồi nhắm mắt lại luôn. Hà Dĩ Kiệt cười cười ra tiếng vẻ bất đắc sĩ. Anh đi lấy máy sưởi rồi ngồi ở bên giường, lửa tay vào mái tóc ẩm ướt của cô mở nước gió ẩm từ từ dài tóc cho cô. Làn gió nhẹ nhàng, bởi vì mờ xuống nhỏ nhỏ nên tiếng ồn cũng thấp hơn. Từng từ ngược lại, Tàng phát ra hơi thở mệt nhọc. Đến khi anh đã xây mái tóc cổ cô cô rồi, thì cô đã chìm vào trong giấc ngủ nặng nề. Hạ dĩ kiệt cất máy giấy đi. Anh nhón chân nhẹ nhàng kéo chân ra, đắp lên cho cô. Trong lúc ngủ mơ màng cô xoay người đối mặt với anh, gác cái chân nhỏ nhắn ngang hông của anh hai tay cũng đang ôm vào nơi ngang hông của anh, vùi mặt hướng vào trong ngực của anh nhẹ nhàng cọ sát. Dường như cái thư thế này làm cho cô cảm thấy thoải mái. Khóe môi của cô khẽ nở nụ cười như đó hoa xinh xắn, ngoan ngoãn nằm yên mà không động đậy. Anh cũng không dám lộn xộn, cứ như vậy để cho cô ôm. Một tay anh luồn dưới lưng cô, mà tay kia cũng đưa qua ngang eo của cô. Anh ôm chặt lấy cô, hơi thở của cô vững vàng và ấm áp, làm cho anh dần dần cũng cảm thấy buồn ngủ. Chỉ chốc lát sau anh nặng nề ngủ thiếp đi. Mưa đã gần như tạnh hẳn, chỉ còn lại những giọt nước đọng ở trên mái hiên, ngọn cây lá sen. Dưới mái cong cong của góc đình hoặc là một chút ẩm ướt giữa các đám mây thỉnh thoảng rào rào một tiếng, tí tách rơi xuống. Đêm càng khuya thì dần dần trở nên yên tĩnh hơn. Sáng sớm tỉnh giấc, vậy là một ngày nắng, mặt trời sáng trói mắt bức người. Từng từ mở mắt ra, bên người đó là một khoảng trống không. Trái tim của cô dường như thắt lại. Cô vọt ngồi dậy, nhưng rồi cũng dần dần ổn định lại bản thân. Cần phải kết thúc, thì cũng nên kết thúc. Như vậy cũng là rất tốt. Cô không thích cái giờ khắc náo cáo biệt này. Càng không nói đến khả năng, giây phút tử biệt kia chính là cả đời. Đêm qua quả nhiên là một giấc mộng dài. Đột nhiên làm cho trái tim người ta trở nên mềm mại. Sẽ sinh ra rất nhiều điều liên quan mà kéo dài mãi mãi về sau. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Nếu như sau này cô còn muốn bắt đầu cuộc sống mới thì từ nay về sau trong lòng của cô phải luôn luôn tiếp tục oán hận không cam lòng với anh cũng giống như là ngày trước vậy cái tên của anh chính là một lời nguyền rủa nhớ tới anh cô chỉ cảm thấy đau đến tâm lệ liệt phế nhưng từ nay về sau người phải đau đớn sẽ không phải là cô cô muốn sử dụng dịu dàng của mình cùng tình cảm sâu sắc để thiết kế cho anh một nhà tù mà anh không thể nào phá vỡ nổi cô muốn quá lại lòng của anh mà dù giờ phút này cô không rõ ràng vì sao cô nhất định phải làm như vậy, từng từ ôm đầu gối một mình ở trong phòng thêm chốc lát, sau đó đi rửa mặt, cô thay đổi quần áo rồi sau đó xuống dưới lầu đã nhìn thấy anh chỉnh trang đứng ở đó. trong lúc nhất thời cô hơi sừng sốt một chút đứng sững ở nơi đó không hề động đậy. anh ngẩng đầu lên nhìn cô, dáng người thẳng thắp, khí thế hiên ngang đã sớm trở thành bộ trưởng hà với gương mặt khắc hẳn phẳng phất con người của tối ngày hôm qua không phải là anh. Từng từ cúi đầu xuống, nhạc môi lên có một chút khổ sở, rồi sau đó hít sâu một hơi, cất bước đi xuống dưới lầu. Quản gia liếc mắt một cái, người hầu đã lôi xuân hết. Thừa ký triệu cũng lặng lẽ rời khỏi phòng khách, về mặt anh ta có một chút kỳ lạ. Từng từ đi thẳng đến trước mặt của anh, vóc dáng của cô không cao, chỉ đứng gần kề đến bà vai anh. Cô phải ngẩng đầu lên thì mới có thể nhìn được anh anh trước sau như một cực kỳ tuấn tố dùng nhan như đào gọt rìu đục tạc ra vậy tàng bát ra một khí thế bức người ở trong lòng tương tư chật trào lên cảm xúc cho sót lặng lẽ tất cả giờ đây đã hóa thành một trò hề cô giơ tay lên sợ rằng lại chiếc cà la vạt hơi lệch của anh mì mắt hơi khép lại không hề nhìn anh mãi đến sau cùng cô mới nhẹ nhàng mở miệng lên đường may mắn đài mắt của hà dĩ kiệt dần dần trở nên mờ mịt hơi ẩm ướt hai tay bưng thõng xuống để ở hai bên chân, rất nhanh đã nắm chặt lại. Mắt anh nhìn cô cũng không hề chấp một cái, nhưng muốn nhìn lại cô thêm một lần nữa, rồi khắc sâu vào trong linh hồn của mình. Từng từ lùi lại phía sau một bước, nhìn kính anh một lượt rồi sau đó gật đầu vẻ hài lòng. Hãy nở ra nụ cười dịu dàng, nói với anh. Anh đi đi, từ nay về sau đừng tới đây nữa. Qua vài ngày nữa em cũng muốn rời khỏi nơi này. Nhân tiện ngày hôm nay em cũng muốn nói lời từ biệt với anh một lần nữa. Còn khi ra đi, cô xoay người sang chỗ khác, trong con người đã là ảo ạt nước mắt. Khi em ra đi, sẽ không nói cho anh biết đâu. Từ từ à? Cặp công văn trong ai thoáng một cái rơi xuống đất. Anh tiến lên một bước từ phía sau ôm chặt lấy cô. Anh cúi đầu xuống chống quay hàm trên vai của cô. Ngữ điều run rẩy vào vội vã. Anh cố kìm lại nỗi đau đớn ở trong lòng không để lộ ra ngoài. Từ từ để anh đưa em đi thôi, lúc này anh cũng không cần thiết một điều gì nữa. Từng từ cười rộ lên, cười đến nước mắt lậu cũng trào ra như mưa. Cô đẩy từng ngón tay của anh ra, từng ngón, từng ngón một, sợ cố nhịn đau lòng nhằn nhặt mở miệng. Anh đang nói mê rằng cái gì vậy, đã lớn tuổi như vậy rồi mà lại còn. Anh không chịu nổi cuộc chia tay này, cô nhìn như vậy mà vô cùng lạnh nhạt. Hạ Dễ Kiệt bị cô đẩy ra, trong lòng anh lúc này như nước thủy triều tầng lên mãnh liệt. Nếu anh bỏ đi cùng với cô, vậy thì bí thư tiếu phải làm sao bây giờ? Đỗ Vương Vương nhất định sẽ giận lây sang ông, mà ông lại là người có ơn đối với cuộc đời của anh. Nếu như anh phạm phải sai lầm, làm sao có thể khiến bí thư tiếu được bãi đơn đây? Huống chi, anh dựa vào cái gì mà muốn tương tư đi cùng với anh đây? Cũng không phải bất cứ sai lầm nào cũng có thể được tha thứ. Ban đầu giữa bí thư tiếu và tương tư, thì anh đã lựa chọn bí thư tiếu cũng có nghĩa là báo trước cho ngày hôm nay. Đúng vậy, anh là đang nói đến những điều mê sảng. Hạ dĩ kiệt cười cười lộ ra vẻ sầu thẳm. Anh xoay người nhặt cặp công văn lên, nhìn cô một cái. Ánh mắt kia làm cho cô không dám nhìn thẳng về phía anh mà quay mặt đi. Hạ dĩ kiệt khơi nhích môi lên, mơ hồ nghe thấy tiếng của thư ký triệu ngoài cửa lo lắng nhắc nhở. Rốt cuộc, anh vẫn xoay người sang chỗ khác. Từ phòng cách đi ra, khoảng cách rất ngắn, chỉ là mất vài giây đồng hồ anh đã biến mất ngay trước mắt của cô. Từ nãy, từng từ vẫn giữ một mực khẩu khí kia. Đột nhiên lúc này cô thả lòng ra một chút. Cả người tự nhớ rút đi sóng lưng, thoáng một cái, đã ngồi ngã phịch ở trên mặt đất. Cả ngày hôm nay cô mực mực chìa ngồi ở trên ban công. Cầm trưa cũng không sao nứt nổi mà bữa tối càng không có khẩu vị. Bác sĩ đến thăm bệnh cho cô, cô cũng không gặp. Mãi đến khi đêm xuống, bỗng nhiên cô lại bắt đầu sốt trở lại nhưng cô đã đuổi hết toàn bộ người hầu y tá ra ngoài từ lâu. Ở trong tầng lầu này chỉ còn lại một mình cô, từng từ nằm ngơ ngần ở trên ghế. Sắc trời lúc này đã đen kịt, lờ thừa mấy ngôi sao nhỏ. Cả một cô vườn tay như vậy, nhưng lại sự cô độc tràn đầy đất trời. Từng từ không muốn động đậy, cũng lời dậy để trở về phòng, nên cứ nằm ở nơi đó. Ánh mắt của cô không biết đang nhìn về hướng nào, đầu đau như muốn nứt ra. Trên người cô lúc nóng, lúc lạnh, Cô áp mặt vào trên mặt ghế lạnh buốt mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Rốt cuộc cô cũng phải gắng gượng ngồi dậy, dự định trở về phòng uống thuốc. Thần thể là của mình. Từ nay về sau, sẽ không có một người nào quan tâm đến nó ngoại chính bản thân mình ra. Rồn rồn dày dày mãi, cô mới đứng lên được. Lại cảm thấy cả người bị mất thăng bằng một lúc. Cố gắng cưỡng bám lấy lan can để đứng cho vững. Bỗng nhiên cô nhìn từ xa, có vần sáng đang chiếu rọi vầng sáng này chiếu xuống phía dưới mặt đất như ẩn như hiện trong hơi nước hóa ra chẳng biết từ lúc nào trời đã đổ mưa tí tách mới đầu cô còn tưởng rằng mình hoa mắt nhưng đột nhiên ánh mắt cổ trơ trở nên sáng chói nơi cách lối đi vào vườn hoa cong xa cô nhìn thấy chiếc xe kia chậm rãi được lái vào trong vườn từ xa rồi đến gần đèn pha của xe trắng như tuyết mơ hồ nhìn thêm một chút chiếc ô tô này đúng là chiếc xe mà hạ sĩ kiệt trước kia phân dùng từng tự có cảm giác tất cả phiền muộn kia của mình đã được quét sạch lúc này đây niềm vui sướng nho nhỏ lộn xộn kia đột nhiên bộc phát cần ra như cùng một lúc chia tay chỉ mới phèn gạn gần một ngày mà đã có cảm giác thấy dài lê thê buồn chán không sao chịu nổi cô kích động xoay người nghĩ đã đi xuống lầu xe cũng đã dừng lại ở trước căn lầu cô đang ở sau đó một người phụ nữ để cửa xe ra xuất hiện trước mắt cổ cô bơi chân của tương tư thoáng cái dừng lại sắc mặt của cô dần dần biến thành trắng bệch. Cô nhìn thấy Đỗ Phương Phương mặc một bộ quân phục hàng ngày, áo màu xanh nhạt, chiếc váy màu đen dài đến đầu gối, đi đôi giày da cũng là màu đen. Trước sau như một, Đỗ Phương Phương vẫn để mái tóc ngắn gọn gàng, dáng người thẳng dài thon tắt. Cô ta đứng ở dưới lầu, hơi ngừng đầu, tại trong ánh sáng của ngọn đèn, ánh mắt của Đỗ Phương Phương và ánh mắt của cô đụng vào nhau, dừng ở giữa không trung, cách một lớp cây hoa xanh tốt, cách một lớp kính trong suốt cách một bầu không khí lạnh lẽo và cách một người đàn ông ở giữa. Từng Tư từ kinh ngạc lùi về sau một bước, sắc mặt càng trở nên tái nhợt. Đột nhiên lúc này cô cảm thấy bản thân mình thật là dơ bẩn và ti tiện biết bao, giống như một người thứ ba núp trong bóng tối rình mò, dụng tâm để kiếp đi người đàn ông của người khác. Dù như thế nào thì anh cũng đã kết hôn rồi, nhưng tối ngày hôm qua cô vẫn ngủ cùng anh, ở cùng anh một chỗ. Còn Đỗ Phương Phương, cho dù hà Sĩ kiệt có yêu hay là không yêu cô ta vì sao lại cưới cô ta thì cô ta vẫn là vợ của anh cái danh phận này đã đè nặng lên cô làm cho cô không thể nào ngừng đầu được nữa đỗ phương phương cười khinh miệt ở trong cười lại chất chứa sự lạnh lùng bén ngọt quả là không sai hà Sĩ kiệt thực sự đã kín đáo giấu cô ở đây nếu không phải coi như là cô có phải phần năng lực nếu không phải nhà họ đỗ có thế lực thì làm sao có thể giải quyết được đám tộc hạ của anh làm sao cô ta có thể tìm được đến nơi đường không quen biết này được chứ? Từng từ nhìn thấy cái cười của Phương Phương, thì sự hoàng hốt không rõ ràng lẽ lên trong lòng, đã từ từ từng chút bình tĩnh trở lại. Cô đưa tay dương huyệt thái dương, dài dài thật mạnh vài cái, cảm thấy sự đau nhức đã giảm đi được một chút. Cô lên mạnh mẽ chống tay xoay người, sang chỗ khác rời khỏi sân thường. Đỗ Phương Phương hừ lạnh một tiếng, có giày dẫm đạp trên những phiến đá xanh, lát ở trên con đường nhỏ phát ra những tiếng kêu sàn tan. Đỗ Phương Phương ngước mắt, nhìn qua một lượt hai hàng đang đứng bên ngoài phòng. Tuy rằng có một chút sợ hãi, nhưng dường như bằng bất cứ sáng nào, cũng không ngăn cản được cô ta ở phía trước. Nụ cười của Đỗ Phương Phương càng thêm sâu kín hơn, cô ta chăm rãi tiến lên một bước, cặp mắt vượng nhà dài đảo qua những người kia mở miệng. Làm cái gì thế này? Nói như thế nào tôi cũng là khách được mời đến chơi mà. Không mời tôi vào nhà uống một ly nước trà được sao? Quản ra mồ hôi lạnh đầy đầu, đỗ phương phương tới quá mức đột ngột hơn nữa cô ta lại đi xe của hà dĩ kiệt lái xe cũng là người của hà dĩ kiệt đã sử dụng để lái đến đây một lần bọn họ hoàn toàn không có một chút đề phòng mãi đến khi thấy người xuống là một phụ nữ mọi người mới sợ hãi ngơ ngẩn cả người quản gia lăn lộn trong đời cũng đã phải chục năm đương nhiên ông ta cũng nhìn ra được điểm mấu chốt người phụ nữ kia có thể điều khiển xe của hà dĩ kiệt lại dùng tài xế của anh đương nhiên phải có một mối quan hệ không hề nhỏ một chút nào Trả lo phải nghĩ Lại nghĩ tới vị tiểu thư đang ở trên lầu Những ngày ở chỗ này Những biểu hiện lẫn phản ứng của Hà dễ Kiệt Thì ông ta đều để vào trong mắt Rất khoát vị tiểu thư kia Chính là người trong lòng của Hà dễ Kiệt Nên ông ta không thể nào đắc tội được Trong lòng từ từ thầm nghĩ cách Rồi sau đó lặng lẽ nháy mắt Bà người đi gọi điện thoại Báo cho Hà dễ Kiệt một tiếng Ai ngồi đỗ phương phương tay mắt nhanh lẹ Tiến lên một bước Vừa một bàn tay đánh vào trên mặt của quản gia Cô ta cười một tiếng lạnh lùng, nhìn lòng bàn tay của mình đỏ bừng, sự vẫn hận trong mắt càng phát ra thâm thúy. Như thế nào? Muốn đi thông báo cho Hà Tiên Sinh có phải không? Đỗ Phương Phương để quan sát với gương mặt sưng phủ ra, kiêu ngạo nhất chân bước vào cửa phòng. Cô ta nhìn khắp bốn phía, nhìn bài trí trong phòng xong, lạnh lùng trào phúng mở miệng. Khá lắm, mọi thứ đều rất tinh xảo. Thật sự là rất xứng đáng để có thể kim ốc tăng tiểu đấy chứ. Vị tiểu thư này, Quản gia che mặt lại lên tiếng ngập ngừng. Người nọ đi theo sau lưng Đỗ Phương Phương, lập tức đã mở miệng, dựng máy quắc mắc quát. Cái gì mà bị tiểu thư này gọi là hạ phu nhân? Hạ phu nhân ư? Quản gia quá mức sợ hãi, Mãi một lúc lâu vẫn chưa thể phục hồi lại tinh thần. Như thế nào? Không nhận ra sao? Ở trên mặt Đỗ Phương Phương vẫn mang ý cười, nhưng lời giận trong lòng càng bốc lên tiêu đốt thêm vài phần. Những người này thậm chí, ngay cả cô ta là ai cũng không biết chỉ sợ ở trong mắt trong lòng bọn họ, chỉ nhớ kỹ văn tương tư kia mới chính là chủ nhân của mình. Trong lòng quản gia nhất mực kêu khổ, nhưng ông càng biết rõ Hà Dĩ Kiệt là người như thế nào. Anh đã dặn dò rồi, nếu như để có chuyện gì xảy ra, anh sẽ xử lý ông. Bây giờ nếu như Hà Phu Nhân động đến văn tương tư, chỉ sợ ông ta cũng không thể nào cánh nổi. Hà Phu Nhân, là tôi có mắt như mù, nhưng có biết đêm nay đột nhiên Phu Nhân tới đây là có việc gì cần làm ạ? À? Tâm tư của quan gia chuyển biến rất nhanh, giọng nói cũng đổi rất nhanh. Ông kiên trì tiến lên một bước, cố gắng giữ vẻ mặt tươi cười trên khuôn mặt. <cười> <cười> Còn giả bộ nữa sao? Tôi đến đây làm gì không tin các người không biết. Khẩu khí của Đỗ Phương Phương càng thêm lạnh lẽo. Vô nhân à, chỉ là tiên sinh đã dặn dò rồi. Trở tiên sinh ra không cho phép được ai tiến vào trong nhà này. Đỗ hỗn lao. Lại là người đàn ông vừa mới nói lời kia tiến lên một bước. Ông ta hung hăng phun ra một bàn tay cười lạnh nói. Phụ nhân của chúng ta là ai không biết sao? Đừng nói đây là nhà riêng của Hà Tiên Sinh. Cho dù là nơi kim loan ngọc điện của Hoàng Đại Đế, một khi phụ nhân của chúng ta muốn vào, cũng không ai ngăn cản được. Chỉ trong chốc lát, quản gia đã trúng hai bàn tay nổ đom đóng mắt, trong lòng tức giận vô cùng khổ sở, nhưng vẫn không dám tự tiện thả cho bọn họ đi vào. Rõ ràng tới đây để với móc mà, người ở trên lầu kia còn đang bệnh tật. Nếu quả thật có chuyện gì không hay xảy ra, ông lấy mạng để bồi thường hay sao? Vô nhân à? Quản gia vừa định mở miệng nói, đột nhiên trên lầu truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Tiếp theo là có một giọng nói hơi khàn khàn vang lên, cắt đứt cuộc diện hỗn loạn kia. Bác quản gia, mọi người cứ ra ngoài trước đi. Từng từ yên tĩnh đứng ở trên bậc cầu thang, cần sốt cao làm cho đôi gò má của cô đỏ rực một mảnh, thậm chí nơi hốc mắt cũng lọ rõ một màu phớt hồng, nhưng đôi môi của cô lại tái nhợt. Tình cảnh bệnh tật của cô hiện tại càng làm lọ ra vẻ yếu đuối của cô lúc này. Đỗ Phương Phương nghiến răng nghiến lợi, trên mặt trước sau như một vẫn tràn ngập vẻ kinh thường, nhưng đáy lòng lại nổi cơn điên bởi vì căm hận. Bộ dáng của tương tư lúc này, cũng như lúc cô rời đi không có gì là khác nhau cả, vẫn là bộ dạng mềm mại yếu ớt như vậy, thoạt nhìn như một cô gái nhỏ đang nũng nịu. Đỗ Phương Phương không thể nào quên được bộ dáng của tương tư trong mùa đông năm đó. Giờ đây nhìn thấy bộ dạng giống y như đúc ngày cô hôm nay. Tất cả mọi thứ phẳng phất, như thời gian đào ngược cho lịch sử quay lại. Nhưng lúc đó cô ta thỏa thuê mãn nguyện mắt cao hơn đầu, hoàn toàn không hề quay tương tư là đối thủ. Thế nhưng giờ khắc này, cô ta lại có cảm giác mệt mỏi không nói ra được thành lời. Hà Dĩ Kiệt là người bạc tình bạc nghĩa lòng dạ độc ác. Nhưng với văn tương tư, hết lần này đến lần khác, anh không tiếp dùng hết vườn văn thổ đoạn mà hao tổn tâm tư bởi vì cô ấy chuyện đã xảy ra trên nước này nếu như đỗ phương phương cô ta có thể nuốt sôi xuống cơn tức này vậy thì cô ta sống cũng quá là vô dụng quá coi thường người nhà họ đỗ rồi văn tiểu thừa à quản gia đứng bất động đương nhiên ông cũng không dám đi ra ngoài ông sợ rằng ông đi ra ngoài thì bên kia vị phụ hợp nhân này sẽ ra tay cô ta dẫn theo cả một đám người trong lúc văn tương tư lại chỉ có một mình văn tương tư chẳng bị đỗ phương phương đánh cho chết kiếp ấy chứ Người phụ nữ này đang ăn dấm chua, rớt quát còn đáng sợ hơn cả đàn ông đang trong chiến tranh. Từ xưa đến nay cho dù ghen ít hay ghen nhiều, không có người phụ nữ nào là không dùng thủ đoạn tàn nhẫn làm cho con người ta phải giận soi lên. Bác quản gia, bác cứ yên tâm đi. Tôi và Hạ Phu Nhân đây nói chuyện xem một lát. Các người cứ đi ra ngoài trước đi. Từng từ đi xuống lầu, cả ngày hôm nay cô không ăn uống được gì, còn lên cơn sốt cao, chỉ riêng việc đi xuống dưới lầu thôi đã thử hồng hợp. Đỗ Phương Phương nhìn thấy như vậy, trong lại ông thầm hừ một câu. <laughs> Đồ giả vờ. Giả bộ diễn trò thầy thì bị ốm kia cho ai xem đây. Lúc này Hà Dĩ Kiệt cũng không có ở đây. Cô có giả bộ cũng là vô dụng. Các người yên tâm đi. Chúng tôi là người có thân phận như vậy. Cô sẽ không làm ra những chuyện hạ lưu đâu. Ông cũng không cần đề phòng tôi. Chẳng qua tôi chỉ muốn gặp gỡ văn tiểu thư đây một chút. Hà tiên sinh là người nhà chúng tôi. Chuyện anh ấy chẳng nói với tôi. Bằng không dẫn lúc này tôi cũng không tìm đến. Phương Phương nói một câu, trong lòng tương tư liền giật này một cái, rôn lên. Mãi cho đến cuối cùng cả người cô vẫn có một chút thật thần, là Hạ Dĩ Kiệt đã nói chuyện với cô ta sao? Cô nhất định không tin. Nhưng nếu như Hạ Dĩ Kiệt không có ý định giấu cô ta, thì nhất định sẽ không đi qua đi lại giữa hai thành phố để đưa cô đến đây mới phải. Cô ta cố ý lừa gạt cô, nhất định là như vậy. Nhưng cô ta nói như vậy là muốn nhằm mục đích gì chứ? Cô ý chọc giận cô, hay là muốn lấy lại mặt mũi. Vẻ hồ nghi của tương tư đều rơi vào đáy mắt của đỗ phương phương. Còn người của ta chuyển động xoay tròn, trong lòng cũng sẵn có một ý niệm. Đương nhiên cô ta đến đây được không phải là có thông tin từ Hà Sĩ Kiệt. Nhưng nếu mượn cơ hội này, hùng hăng chẳng ép tương tư một lần, chẳng phải cô ta sẽ được xả giận hay sao? Dù sao lần này bất kể như thế nào, thì cô ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tương tư. Từ từ còn sống một ngày, thì một ngày trái tim cô ta sẽ tự như có một tảng đá lớn đè nặng vậy. Lần trước khi tương tư rời đi, cô ta cho rằng mọi chuyện chấm dứt từ đó thì sẽ bỏ qua. Nào ngờ, tương tư lại công nhiên trào lên đầu cưỡi cổ phương phương cô ta, định bắt nạt cô ta. Cô ta, đỗ phương phương, ngồi lại đây ngay ngốc đần độn ở thành phố A, để nghĩ cách chữa bệnh cho Hà Sĩ Kiệt. Vậy mà chồng cô ta lại cùng với một người phụ nữ quê của, lêu lòng ở chỗ này. Càng nghĩ cô ta càng không thể nuốt trôi được cơn tức này. Nghĩ tới đây, Đỗ Phương Phương không khỏi quắc mắt, hấp một ngụm không khí lạnh. Hạ Dĩ Kiệt không thể cùng với cô ta, nhưng lại có thể cùng với Văn Tương Tư được. Không nghĩ tới còn tốt. Nghĩ đến thì Đỗ Phương Phương chỉ cảm thấy lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu. hận là không thể lập tức tiến lên để xé Văn Tương Tư làm hai nửa. Lần này cô ta Đỗ Phương Phương, nếu như không thể chỉnh chất Văn Tương Tư kia, thì cô ta sẽ không mang họ đỗ. Đàn ông mà, có phụ nữ ở bên ngoài cũng là chuyện bình thường, Quân chi lão hà nhà tôi vợ có quyền thế, lại vừa có tướng mạo, lại vừa có tài nữa. Đương nhiên phải có nhiều phụ nữ ngã tới vào lòng rồi. Loại chuyện này cũng không phải lần lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Đã sớm thấy thì dĩ nhiên sẽ không thể không trách rồi. Ở trong lòng Đỗ Phương Phương lừa giận bán ra bốn phía, nhưng một miệng nói ra vẫn là những lời vẻ không một chút lưu tâm. Cô ta nhìn thấy ghế sofa liền đến ngồi xuống rồi mỉm cười nhìn sang tương tư, vỗ vó vào vị trí bên cạnh mình. Văn tiểu thư à, cô cũng ngồi đi không cần phải khách khí đâu. Từng từ quý đầu khẽ cắn vào môi. Cô tự biết thân phận của mình lúc này quá mức xấu hổ. Nhưng cô cũng không muốn để những người hiện đang ở trước mặt chứng kiến sự chật vật của bản thân mình vào lúc này. Ánh mắt chuyển tới trên người quản gia đứng ở một bên cố gừng cười. Các người cứ đi ra ngoài đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Nếu như có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ một mình gánh trách nhiệm, sẽ không để liên quan đến mọi người đâu. Đây chính là câu nói mà quản gia muốn nghe nhất. Vừa thấy cô nói như vậy, ông ta lập tức xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Việc giấu trong nhà thế này, dĩ nhiên bọn họ vẫn nên ít xen vào thì sẽ tốt hơn. Bất kể người ngoài có làm cái gì thì đến cuối cùng khi gió êm sóng lặng, rốt cuộc lỗi vẫn thuộc về bọn họ. Vậy thì không bằng tránh ra ngoài cho nhanh. Hồi ứng chi, bọn nó không đi xa, sẽ ở lại ngay bên ngoài tòa nhà để mà nghe ngóng. Nếu như nghe thấy bên trong có động tĩnh gì, thì sẽ chạy vào ngay nghĩ chắc hẳn cũng sẽ không xảy ra chuyện gì lớn. Huống chi Văn Tiểu Thư là người kiệm lời, mà người vợ đương nhiên sẽ không dám quá kiêu ngạo, không chừng đã nén giận rồi, Hà Tiền Sinh cũng chưa chắc đã biết. Quản ra nghĩ như vậy, liền quát quát tay ý bảo mọi người cùng nhau ra khỏi phòng khách. Trong phòng chỉ còn lại tương tư, đỗ vương vương, còn hai người trợ thủ của cô ta. Từ từ nhẹ nhàng thở ra một hơi, chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn như sắp không chịu nổi được nữa chỉ có thể dùng một chút ý chí chống đỡ để cho mình ngã xuống. Bàn tương tư, chuyện cho tới bây giờ cô lại một lỡ làm cho tôi mất hết thể diện. Người giang mắt không nói tiếng lóng. Đỗ phương phương này cũng không phải là người nhỏ nhanh công thích giờ trò, làm những chuyện ám muội ở sau lưng. Hạ dễ kịch là chồng của tôi. Chuyện ngày trước của hai người, đánh cũng đã đánh rồi. Mắng chửi cũng đã mắng chửi rồi. Lúc trước cô đã rời đi, tôi cũng vậy. Cũng đã tha cho cô rồi. Hiện tại cô vừa trở về liền quấn quyết lại ấy không buông như vậy. Văn tương tư, cô thật sợ cho rằng tôi không làm được gì cô sao? Đỗ Phương Phương ngồi tựa ở trên ghế, từng câu từng chữ nói ra nhất mực cực kỳ lạnh lẽo. Đột nhiên bàn tay cô ta vỗ một cái vào mặt bàn trà bằng tuy tinh trước mặt, nhưng cái tên quái lại để rơi cầu xuống đen nhánh ở trên bàn một cách khéo léo. Mị tâm của tương tư giật lên, ở trong lòng dần dần trở nên nặng trĩu. Cô đã được chứng kiến con người của Đỗ Phương Phương này, hiểu rõ những thủ đoạn của cô ta. Cô biết chắc bối cảnh gia đình của cô ta rất lợi hại. Với tình cảnh hiện giờ, cô cũng biết rõ hôm nay mình không thoát nổi. Cô không hề sợ hãi. Cô không sợ cái chết. Cô cũng không sợ đỗ phương phương dùng đòn hiểm để làm nhục cô. Cô chỉ nhớ nặng nặc Cô muốn trở về thăm con gái. Ôm con gái vào trong lòng một lần nữa. Con gái bảo bối của cô nhỏ quá. Chỉ mới được 11 tháng còn chưa biết đi. Còn chưa biết mở miệng gọi mẹ. Cô muốn dặn dò lại thêm phúc và trường sinh muốn nói với bọn họ nhất định phải chú ý chăm sóc cho nặng nặng, cho đến khi con gái của cô lớn lên. Cho dù chết, cô cũng muốn trở về nhà để liếc mắt nhìn con gái một lần nữa, rồi có chết cô cũng cam tâm. Là lỗi của tôi. Từng từ sắc mặt trắng bệch như tuyết, đột nhiên mở miệng nói. Cô gắt cao ngắn chặt hàn trăng, rồi sau đó cứ thế quỷ chậm rãi xuống trước mặt đỗ phương phương. Hành động đột ngột của cô, ngược lại đã dọa đỗ phương phương, làm cô ta giật này cả mình. Đỗ Phương Phương tính tình ngay thẳng lỗ mãng, cô ta không nói tương tư phải quỳ xuống, chỉ có lần trước cô ta đã cho Tương Tư một cái thắt gần như sắp hộc máu. Giờ phút này, nhìn thấy hành động của Văn Tương Tư như vậy, tự nhiên Đỗ Phương Phương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí cô ta còn có một chút không biết phải làm sao. Cô làm cái gì vậy? Thoáng một cái, Đỗ Phương Phương đứng bật lên, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc lẫn hồ nghi không hiểu. Văn Tương Tư Cô chỉ có một chiêu trò này thôi sao? Tôi nói cho cô biết. Cho dù có cô có quỷ chết ở chỗ này thì cũng là vô ích. Tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Dưới đầu gối lạnh, sàn nhà cứng rắn, hơi lạnh sông lên thông qua thân thể của cô ngấm vào bên trong. Cô quỳ ở nơi đó, dùng hết sức lực mới không để cho mình ngã xuống. Trên chắn cô đọng đầy mồ hôi lạnh, từng giọt từng giọt ti nhau, nối mà lăn xuống. Lúc này tương tư cảm thấy đầu váng mắt hoa, trước mắt của cô như có một đàn đom đóm đang bay múa. Tiếng nói của Đỗ Phương Phương đang nhỏ nhặt xa xôi, đột nhiên trở nên sắc nhọn nghe kinh kít khiến cô giật mình. Từng từ có cảm giác giống như hồi cô còn đi học. Vào nghỉ trưa của giữa ngày hè, có người dùng món tay vạch lên chiếc bàn đen thủy tinh để đánh thức cô, nghe rất là khó chịu. Đổ cô nặng như chỉ, chân nhẹ bỗng, cả thân thể lúc này đều run rẩy không ngừng, hận là không thể không thế nhào xuống trên ngay mặt đất. Nhưng giờ phút này, vẫn có một sức lực vô hình ở bên trong đã trông đỡ cho cô. Từng từ ép bản thân ổn định lại tinh thần, hồi lâu cô mới tìm lại được giọng nói của mình. Nhưng giọng nói của cô nghe càng đục và vỡ nát. Tôi không cần cô phải bỏ qua cho tôi. Chuyện đã thế này cũng là lỗi do tôi. Cô muốn làm điều gì, tôi cũng không ngăn cản cô. Cũng sẽ không trách móc cô, nhưng tôi chỉ có một tình cầu. Đột nhiên cánh cửa phòng mở toang ra, một trận gió lạnh cùng với những giọt mưa lạnh buốt ập vào. Không biết từ khi nào đột nhiên trời đổ mưa lớn. Vừa nãy mưa chỉ lây phất từng mảnh sợi lông trâu. Bây giờ đã trở nên nặng hạt. Trong đêm khuya vắng lặng, những giọt nước lạnh rơi là tà tạt vào trên lá cây, trên nóc nhà vang lên thành tiếng rào rào. Từng từ quỷ ở nơi đó người sắp lung lay. Cô hơi khép đôi mắt rồi khẽ lầm bầm. Tôi muốn trở về thăm người nhà của tôi một lần. Sau đó tôi sống hay chết đều do cô quyết định. Đầu tiên Phương Phương thấy sừng sở rồi sau đó liền chuyển sang cất tiếng cười lạnh lùng nói. Bàn tương tư, từ, cô không hề ngốc nghếch một chút nào, nhưng cô cũng không nên coi đối phương phương tôi đây chỉ là một con ngốc. Tôi thả cho cô đi về nhà sao? <laughs> thả hồ về núi sao hả? À? Sau đó cô đến trước mặt sĩ kiệt để khóc lóc kể lên một hồi chứ gì? Rồi tiếp đó, muốn anh ta che chở cho cô sao? Bàn tương tư, từ, tôi thừa nhận cô là người có năng lực. Tôi thừa nhận trong lòng sĩ kiệt cô có một địa vị xa gì. Nhưng tôi nói cho cô biết, mặc dù ngay lúc này ngay bây giờ tôi có nổ súng bắn chết cô Thì Hà Dĩ Kiệt anh ấy cũng không dám làm gì với tôi đâu Cô ta nói với vẻ nghiêm nghị Tiếng nói hơi trầm xuống Lúc này chỉ nghe thấy tiếng gió tắp mưa xa Đang tuôn rơi ảo ạt Gió đã ngừng thôi Nhưng trời lại mưa rất lớn Tấm rèm treo trên cửa sổ sắt đất trong phòng khách Bị mưa hắt ướt một mảng lớn Vệt ướt lan thành một loại hoa văn vật lộn Dán chặt vào trên nửa cánh cửa sổ Thì tinh công hề nhúc nhích Lúc này đột nhiên trong phòng trở nên an tĩnh Giọng như có một người nói thao thao bất tuyệt Thình linh bị bắp chặt cổ Tắt tiếng nói lại Từng tư từ ngước mắt nhìn sang Phương Phương Người phụ nữ đầy kiêu ngạo này Những lời cô ta nói, những việc cô ta làm Nghe đều thấy có vẻ cao cao tại thượng, Không gì là không làm được Từng tư từ nhìn thấy tất cả vẻ tự đắc của Phương Phương Nhưng kỳ thực người đáng thương nhất Lại chính là cô ta Lại nói tiếp, văn tương tư từ cô Cũng thực sự là người có lỗi với cô ta Cho dù lần trước Đỗ Phương Phương đánh cô gần chết nhưng ở trong mắt thế gian cô vẫn là người thứ ba thấp hèn đáng đánh đỗ phương phương không sai cô ta chỉ làm một việc chính đáng để bảo vệ địa vị chính thất vô nhân của mình cho dù tất cả những việc cô ta đã làm đều có một chút cực đoan nhưng nếu xét về tình thì cũng có thể tha thứ còn cô văn tương tư cho dù dùng danh nghĩa tình yêu để mà bào chữa nhưng trong mắt người đời cô vẫn là người thứ ba cô vẫn là người có lỗi văn tương tư nở ra một nụ cười có vẻ sâu thẳm Chuyện cho tới bây giờ, đột nhiên cô nhận ra rằng người chịu tội chính là cô. Người chịu khổ chính là cô, người chịu yết ước cũng chính là cô. Nhưng rốt cuộc, hóa ra người có lỗi lại cũng chính là cô. Cô hận đỗ phương phương, nhưng cũng không có tư cách để mà hận. Hạ phu nhân, cô có nghĩ gì thì nghĩ, nhưng cô cũng cần phải hiểu cho rõ. Tình trạng bệnh tật của tôi hiện nay đã nặng đến mức độ này rồi. Tôi làm gì còn có tâm tư gì mà đi tranh đoạt chứ. Cha mẹ tôi đã mất sớm, Hiện tại, bên cạnh tôi trong nhà như cũ chỉ có một người. Tôi bây giờ cũng không có ý gì khác. Chỉ lòng mong muốn được trở về thăm lại bà một lần. Bà ấy đã lớn tuổi. Tôi muốn sắp xếp hậu sự cho bà được chua toàn. Rồi sau đó trong lòng cũng không có gì vương mắc cả. Đến lúc đó, cô muốn chém mơ giết. Hay là muốn róc thịt thôi. Cô có thoải mái muốn làm gì thì làm. Cô nói bình tĩnh lạnh nhạt. Nghe thật sự giống như là tình trạng đèn hết dầu sắp tắt đã không còn bất cứ một yêu cầu xa vời nào khác cả. Đỗ Phương Phương thu lại vẻ mặt, từng bước từng bước một đi đến trước mặt của Tương Tư, cô ta chắp tay sau mông, cúi đầu nhìn kỹ Tương Tư, nhưng ở trong lòng lại phòng đoán xem lời nói của Tương Tư có bao nhiêu phần chân thật. Trước khi đến đây, ở chỗ thư ký Triệu, cô ta đã nghe ngóng được một chút tin tức, xác thực Văn Tương Tư bị bệnh không nhẹ, nhưng mà điều làm cho Phương Phương canh cánh trong lòng lúc này chính là cũng không phải là văn tương tư chủ động tìm tới Hà Dĩ Kiệt, mà ngược lại cô một mực trốn tránh Hà Dĩ Kiệt. Nhưng Hà Dĩ Kiệt lại tự mình tìm tới cửa nhà tương tư. Nếu như không phải sau đó tương tư bị bệnh quá nặng, Hà Dĩ Kiệt đã phải cưỡng ép đưa tương tư đi, thì cô tuyệt đối sẽ không trở lại bên cạnh Hà Dĩ Kiệt. Ở trong lòng Phương Phương hiểu rất rõ điều này. Chuyện này, người có lỗi thực sự không phải là văn tương tư, mà người có lỗi chính là Hà Dĩ Kiệt, chồng của Đỗ Phương Phương cô ta bởi vì chồng của cô ta đã không thể quen người mà quấn quýt lấy người ta. Nhưng lòng của phụ nữ từ trước đến nay luôn là có giò. Mà dù biết rõ người làm sai chính là chồng của mình, nhưng trong lòng người vợ vẫn cố ý bao che cho người đàn ông. Trốt hết mọi sai lầm lên đầu của người phụ nữ khác. Giả bộ như là tự an ủi bản thân rằng chính người phụ nữ kia đã quyến rũ chồng của mình. Có chết cũng không chịu thừa nhận người đàn ông của mình đã động lòng với người phụ nữ khác. Cái lý do này sẽ làm cho trái tim của người vợ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều mà đỗ vương vương cũng giống như thế cô ta hận hà dĩ kiệt tại sao anh lại nhớ mãi không quên được văn tương tư cô ta hận hà dĩ kiệt chỉ có dụng ý đối với cô nhưng cô ta càng hận hơn nữa hận văn tương tư tại sao không cao chạy xa bay đến nơi khác hận văn tương tư làm sao có thể để cho hà dĩ kiệt yêu mến cô như vậy cô ta nhìn sang gương mặt đang ở trước mặt mình một dung nhan không phải quá xinh đẹp cũng không phải thuộc dạng khuyên quốc khuyên thành. Nhưng hết lần này đến lần khác, người đàn ông của cô ta vẫn yếu đến chết đi sống lại. Đỗ Phương Phương càng nghĩ càng giận, ngọn lửa ken tuôn trong lòng cô ta càng bốc cháy nguồn ngụt. Giết chết tương tư từ không phải là một chuyện gì quá khó. Chẳng qua sẽ phải tốn nhiều tâm tư hơn một chút để mà xử lý thôi. Thế nhưng giữa cô ta và Hà Dĩ Kiệt thì vô cùng có khả năng sẽ không có chỗ để mà quay lại. Hiện tại cô ta cũng không dám mạo hiểm như vậy. Nhưng nếu vương tha cho văn tương tư Thì cô ta sẽ không cam lòng Tương tư còn ở đây một ngày Thì tâm tư của Hà dễ Kiệt Sẽ gửi một ngày ở trên người của cô Rốt cuộc vậy cô ta nên làm cái gì đây Cô ta trái lo phải nghĩ Chỉ thấy bực bội không sao chịu nổi Đột nhiên tương tư che ngực ho khan kịch liệt Họ đến mức thở không ra hơi Thân thể gầy gò run lên không ngừng Đỗ phương phương chợt giật mình một cái Cô ta nhìn thấy quả nhiên Tương tư bị bệnh không nhẹ nếu như nếu như văn tương tư bị bệnh mà chết cho dù hạ sĩ kiệt có tức giận hay vẫn nổ thì cũng không có cách nào mà trút lên đầu của cô ta được đến lúc đó dầu biến chuyện đêm nay đi cũng chỉ có thể thở dài một tiếng rằng hồng nhăn bậc mình không còn chứng ngại vật văn tương tư kia thì giữa cô ta và hạ sĩ kiệt mới coi như không còn chứng ngại gì nếu như chỉ có vậy thì cô ta có phải quá thuận tiện không nhỉ bước chân của đỗ phương phương dừng lại ánh mắt sáng co trên mặt của Văn Tương Tư. Cơn hò khăn của Văn Tương Tư đã ngừng lại rồi, nhưng bởi vì vừa rồi cô đã ho quá mức kịch liệt, nên sắc mặt đỏ rực tựa như thoa lên một lớp son thượng hạng, nhìn kiều diễm động lòng người. Gương mặt của cô nhỏ nhắn, xinh xắn, tinh xào, làn da trắng nõn, hơi ửng lên màu phấn hồng. Hàng lông mày như làn mưa bụi tạt nghiêng nghiêng trên dãy núi xa xa. Đôi môi của cô hơi nhỏ một chút, phẳng phất như trái anh đào chín mộng. Chắc chắn Hạ Dĩ Kiệt đã bị bộ dạng điềm đạt đáng yêu này của tương tư quyến rũ. Đàn ông vốn đều là như vậy, đều thích làm anh hùng, đều yêu mến người phụ nữ mạnh mai cần được bọn họ bảo vệ. Nhất định là văn tương tư kia, cô ta đã mò được tâm lý của người đàn ông đó. Không thể uổng công để cho cô tìm được tiệm nghi như vậy, dù thế nào thì cô cũng phải chết. Dù sao chính cô ta cũng đã không nói ý nghĩ tranh đoạt, vậy thì thành toàn cho đỗ phương phương cô ta hay để cho trong lòng của Đỗ Phương Phương này an tâm đi. Đỗ Phương Phương âm thần cắn răng quay người lại, nhìn thấy trên bàn trà bày một đĩa trái cây, ở trên đó còn đặt một con dao cọt trái cây. Đôi mắt tròn tròn của Đỗ Phương Phương hơi xoay chuyển một chút, khóe môi nhếch lên nở nụ cười, trên đuôi mày dài nhỏ hơi rách mang theo một chút quyến rũ. Đỗ Phương Phương hơi nghiêng mặt, đưa tay cầm lấy khẩu súng lục nhỏ lên, thành thạo vốt vốt trong tay, nụ cười lại càng hiện ra thêm rào rạt. Được thôi, tôi cũng có thể thỏa mãn yêu cầu này của cô. Thế nhưng tôi có một điều kiện. Nếu như cô làm được như vậy thì tôi sẽ thả cho cô đi về nhà, quyết sẽ không nuốt lời. Cô nói đi, chỉ cần là chuyện gì tôi có thể làm được. Trên lưng thẳng thắn của tương tư từ đã ướt đẫm mồ hôi, chiếc vai trắng như tuyết ướt đẫm sắn chặt trên lưng cô. Sườn bà vai cày cuộc nhô cao khiến người ta nhìn thấy mà thương xót. Đôm phương phương không muốn nhìn nữa, quay mặt sang chỗ khác hở hững mà mở miệng nói cũng không phải là chuyện kỳ quá ghê cơm lắm. Chỉ là muốn cô tự mình vạch cho mình một nhát sao? Từng từ kẽ giật mình thì thào lặp lại. Tự vạch cho mình một nhát sao? Ngón tay của Đỗ Phương Phương xoay xoay cầu giống ngắn về thờ ơ bước đến phía hướng vách tường khẽ dựa vào đó. Đôi mắt vượng dài nhỏ hơi đào qua. Từng từ biểu lộ sự ngạc nhiên hơi nhích môi cười, mí mắt nhìn xuống nhàn nhạt cắt tiếng. Đúng vậy, tôi đây thật sự không thể nhìn nổi gương mặt này của cô. Trông thấy nói trái tim tôi liền cảm thấy rất là phiền toái. Nếu như cô dám hoa lên một vạch một vết sau, tôi sẽ coi như ngày hôm nay chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô đi đường cô, tôi qua cầu của tôi, mọi chuyện đều xóa bỏ, cô cảm thấy thế nào hả? Ở trong lòng tương tư kẽ giật lên một cái. Cô đã nghĩ tới cô ta sẽ rút sai ra, ra, hùng hàng đánh cô một trận không ngừng cho hà dần, giống như là lần trước như vậy. Hoặc cũng giống như trên tivi đã diễn, người vợ đi bắt san tôm lấy người thứ ba, Hùng hăng nhục nhãm một phen. Nhưng cô tuyệt đối không nghĩ tới cô ta lại đưa ra một điều kiện như vậy. Ai cũng hiểu rất rõ. Bất cứ người phụ nữ nào cũng được cực kỳ coi trọng dung mạo của mình. Mà rồi trên đời này, không biết bao nhiêu người đang hàng ngày vẫn muốn nói. Sự thông minh và vẻ đẹp bên ngoài bao giờ cũng cách nhau rất xa. Nhưng nếu để cho một người phụ nữ lựa chọn giữa sắc đẹp khuyên quốc khuyên thành và một trí tuệ siêu thầm, nhưng mặt mũi của chị Phương thì tất cả mọi người đều không ai có thể nào chọn vế sau. Lúc nói thì luôn đường hoàng Nhưng làm gì có ai Làm được như là lời mình nói đâu Từng từ chưa bao giờ tỏ ra kiêu ngạo Với hình thức xinh đẹp bên ngoài của mình Nhưng điều này cũng không có nghĩa Là cô không coi trọng hình thức bên ngoài Cô cũng là một cô gái trẻ trung Cô cũng muốn mình thật là xinh đẹp Làm gì có ai chịu chấp nhận từ nay về sau Suốt cuộc đời còn lại Mình sẽ phải mang một vết sẹo đáng sợ trên mặt bao giờ Thế nào? Không được sao? Đỗ Phương Phương cười lạnh xoay người chậm rãi bước tới. Cô ta xoay người, ngón tay thon dài dùng sức bắp chặt lấy cầm cửa tương tư, ép buộc cô phải ngẩng đầu lên. Bốn con mắt nhìn chằm chằm vào nhau, trong đáy mắt của Đỗ Phương Phương dần dần hiện lên sự độc ác, tới cuối cùng lại hóa thành sự kinh miệt nồng đậm. Văn tương tư, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, bây giờ cô không còn con đường thứ hai để mà đi đâu. Chuyện này coi như là quá thuận tiện cho cô rồi, nếu như cô không muốn, tất nhiên tôi sẽ không ép cô chỉ có điều cây súng trong tay tôi đây lại không có mắt đâu đỗ phương vương nói xong khẩu súng trong tay liền xoay chuyển một vòng chĩa luôn vào việt thái dương của tương tư một cảm giác lạnh bút cứng rắn bỗng nhiên chuyển đến khiến tương tư không kiềm chế nổi sự sợ hãi nói đúng ra là cô không sợ chết nhưng khi thật sự có người cầm súng dế sát vào đầu mình thì thật sự không thể nào nói ra được cảm giác sợ hãi trong đó càng không nói đến phương Phương là một người ra tay cực kỳ độc ác không có chuyện gì là không dám làm. Cô không để mình chết một cách không rõ ràng ở chỗ này được. Nhà họ đỗ quyền thế ngập trời, giết chết một người chẳng qua cũng giống như bóp chết một con kiến mà thôi. Hướng chi cuộc đời này của cô cũng đã từng trải qua một người rồi, đến tột cùng gương mặt này có hình dáng ra sao, cũng có quan hệ gì đâu. Hơn nữa, cô còn có thể sống bao lâu còn chưa biết được. Nếu như mặt cô bị hủy dung mà đổi lấy một cái mạng, từ nay về sau sẽ được sống cùng với nhất nặng và thiếm phúc. Được sống gần nhau trải qua cuộc sống an ổn cả đời cũng không phải là một chuyện xấu gì cả. Tâm tư quanh đi quẩn lại, cũng đã trăm vạn suy nghĩ. Cũng chỉ nghĩ ngắn ngồi vài phút, rồi lại phẳng phất sống như vạn năm đã trôi qua. Tiếng mưa rơi chưa nghỉ, tiếng gió đã thổi lên. Bên ngoài cửa sổ là tư thế hào hùng, nhưng bên trong cửa sổ lại là một mảnh đời khắc nghiệt. Cuộc chiến giữa những người phụ nữ quả nhiên vẫn là tàn khốc hơn. Đỗ Phương Phương siết chặt cầm của cô đến mức đau nhức, nhưng nỗi đau này lại không thể mang ra để so với nỗi đau nơi vắng vẻ trong trái tim cô. Hạ Dĩ Kiệt, anh có biết đến giờ phút này đã xảy ra chuyện gì hay không? Anh có dự liệu được sẽ có cảnh này xảy ra hay không? Khi anh cố chấp cưỡng ép em đến nơi này để dưỡng bệnh, trong lòng anh đã từng bao giờ nghĩ đến ngày hôm nay hay không? Phụ nhân của anh muốn em hủy đi gương mặt này, lúc này còn đang trơn ra bộ mặt mê hoặc người kia. Anh nói đi, em nên làm thế nào đây hả? Bây giờ kể cận cái chết, em nên phải giữ gìn lấy dung nhân của mình, hay là tiếp tục sống cho toan ngày đây? Hả dĩ kiệt, em lại bắt đầu hận anh rồi. Tự nhiên mỗi một lần có bi kịch xảy ra với em, thì tất cả đều được khơi nguồn từ anh. Yêu anh là sai, rời khỏi anh là sai, hận anh cũng là sai. Ở bên cạnh anh, bất kể như thế nào thì cái sai luôn thuộc về văn tương tư em. Nếu như em sớm định liệu đường sẽ có sự lựa chọn như ngày hôm nay. Sao em lại không cánh chịu cái tiếng xấu Làm tình nhân không được lộ diện Để được sống cùng với một chỗ với anh nhỉ Nhưng em là văn tương tư Là một người con gái để sinh ra trong một gia đình Luôn luôn rất rõ ràng Cho dù em có sớm đoán trước được sự việc Vậy thì em vẫn nghĩ là chọn trời khỏi anh Hà dễ kiệt Nếu như đời này quả thực không gặp lại nhau Không cần phải nói Tất cả như vậy thì quá tốt rồi Nếu như có một ngày nào đó Ngẫu nhiên gặp phải Em đã sớm không còn phải là em của trước đây nữa Vậy thì anh có thể không phải là Của anh trước đây hay không Văn tương tư không còn gương mặt này nữa Ở trong lòng anh Em còn có một chút ý nghĩa nào hay không Không phải là em đang đánh cuộc Đánh cuộc về một tương lai mà em đã sớm Không còn quan tâm nữa Em chỉ muốn được sống sót Vì trên đời này em có một người để em phải lo lắng Nhưng người đó lại không phải là anh Xa thịt như bị bỏng Bởi những giọt nước mắt nóng hồi Rơi xuống như thác đổ đầu gối quỳ trên mặt đất đã lạnh buốt cái lạnh như băng rồi sẽ ấm lại khi đêm đã qua không biết từ nơi nào trong người cô đã có một sức mạnh được sinh ra thình lình trong lúc đó cô đã thoát khỏi sự trái buộc của đỗ phương phương đứng bật dậy lảo đảo đi về phía trước bàn nơi có con dao gọt trái cây đang để sẵn ở đó đỗ phương phương bị cô ta đẩy ra thì người lảo đảo ở trong bản năng dĩ nhiên đỗ phương phương lập tức lên đạn trong khẩu súng dừng tay lên nhằm sau lưng mảnh mai của văn tương tư bạn tương tư, cô đồng mong chạy. Lời nói vừa dứt thì Đỗ Phương Phương chợt hoảng sợ mở to mắt, hai con người trận tròn xe, bàn tay cầm súng thoáng liền cứng đờ, mà ngay cả hai người thuộc hạ đứng bên cạnh cô ta cách đó không xa đều sững sốt. Tương Tư thoáng đưa tay cầm lấy con dao cắt trái cây, nhanh chóng bày ra không một chút chần chừ sơ lên, tiếp đó mỗi dao sắc bén xẹt qua bên cỏ má gầy gò của Tương Tư, ánh lên một đường sắc lạnh trong không khí, hùng hăng để mà kéo xuống. Trong nghe mắt, máu tươi rơi ra khắp nơi. Khẩu súng trong tay của Đỗ Phương Phương nảy lên một cái, rồi sau đó rơi xuống trên mặt đất. Sắc mặt của Phương Phương trắng bệch ra. Mặc dù cô ta vẫn luôn nhìn thấy những trường hợp còn lớn hơn, mặc dù cô ta cũng được coi như là một người phụ nữ có lòng dạ hiểm độc. Nhưng lúc này đây, toàn thông cô ta rôn rẩy không ngừng, không có cách nào kiềm chế nổi. Cô ta chưa bao giờ nghĩ tới, một cô gái nhỏ bé nhìn yếu đuối như vậy, vậy mà lại có thể ra tay tàn nhẫn đối với chính bản thân mình đến thế. Bàn tay cầm dao của Văn Tương Tư đầy là máu tươi nóng hổi, dính dính ở trên mặt cô một trận đau nhức kịch liệt trền tới, từng hồi từng hồi ảo ạt quấn lấy cô, cô đau đến mức không sao thốt lên được một câu, Con nhỏ giò từ trong tay cô rơi xuống đất, người cô mềm nhũn ngã cục ở trên mặt đất, mái tóc đen lướt trên công trung một đường vòng cung đổ xuống theo người cô, nhìn thấy gương mặt tràn máu phát hiện ra trước mắt, Đỗ Phương Phương hét a à lên một tiếng thất thay đầy sợ hãi, chân lùi về phía sau mấy bước, mùi máu tươi đậm đặc làm cho Phương Phương bị kích hích Cô ta ôm lấy người cập sâu, trong dạ dày không ngừng quay cuồng, cô nén lắm mới không để cho mình nôn ra ngoài. Quản gia ở bên ngoài phòng khách, nghe thấy tiếng kêu của Đỗ Phương Phương thì liền lập tức vọt vào. Liếc nhìn thấy tương tư nằm trên mặt đất, khuôn mặt đầy là máu không hề nhúc nhích, phảng phất tự như đã chết rồi. Ông ta giật nảy mình, hồn bay phách tán mồ hôi lạnh ứa ra, đứng lặng ở nơi đó hồi lâu không sao động đậy nổi. Xong rồi, tất cả xong rồi, thế là hết. Hiện tại án mạng đã xảy ra, làm sao ông ta có thể thoát khỏi liên quan đây? Người phụ nữ này là Hà Phu Nhân của Hà Tiên Sinh. Cho dù cô ta có gây ra chuyện gì, thì rốt cuộc Hà Tiên Sinh vẫn phải bận tâm chú trọng đến việc giấu trong nhà, mà không thể để bị lăn truyền ra ngoài. Việc đổ toàn bộ mọi trách nhiệm lên đầu của những người bọn họ là điều không thể tránh được đến lúc đó ông ta là một người hầu không quyền không thế cho dù bị người khác hãm hại vào chỗ chết cũng không có chỗ nào để đi nói lý lẽ nghĩ tới tình cảnh của mình lúc nãy trong lòng quản gia không khỏi âm thầm kêu khổ nếu sớm biết được thành ra kết quả này lúc trước lẽ ra ông ta nên liều mặn ngăn lại người phụ nữ điên rồ kia quả gia đứng một bên vẫn còn đang suy nghĩ lung tung tìm cách ứng đối mà bên kia đỗ phương vương cũng dần tỉnh táo lại Văn Tương Tư nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích. Lúc này máu tươi từ trong vết thương đáng sợ trên mặt đang chảy ra ngoài. Phương Phương không nghĩ ngợi được gì khác, cô ta chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải tranh thủ thời gian lúc này rời khỏi đây. Nghĩ sao làm vậy? Phương Phương xoay người định lao ra ngoài, nhưng người đàn ông đứng phía sau cô ta đột nhiên vươn cánh tay ra ngăn cản lại cô ta. Đỗ Phương Phương giật mình, chợt nghiến răng một cái vùng cái tắt lên. Một cái tắt này lửa kèm theo lời mắng xa xả. Anh định làm cái gì thế hả? Dám ngăn cản đường của tôi sao? Người đàn ông kia bị đánh một cái nhưng vẫn đứng im như cũ kiên quyết nói. Tiểu thư à, bây giờ mà cô bỏ đi, chuyện xảy ra với người ở đây đều là do cô gây ra. Về sau này trong lòng Hà Tiên Sinh sẽ nghĩ như thế nào chứ? Nếu như người phụ này thật sự là chết thật, chẳng phải cô sẽ phải ra tòa vì tội giết người hay sao? Cho dù nhà họ đỗ của chúng ta không sợ ai, nhưng nếu như chuyện này bị đồn ra ngoài, thì thành danh của chúng ta không khỏi bị những lời đàm tiếu không hay. Đỗ Phương Phương dần dần tỉnh táo lại oán hận cắn răng nói. Còn tiện nhân này, cô ta vốn chủ tâm, không muốn cho tôi được sống yên ổn mà. Còn không mau lại đó xem người đã chết hay chưa hả? Người đàn ông kia thở phào một hơi, khoác tay ý bảo người ở bên cạnh đi đến chỗ tương tư đang nằm để xem xét. Còn bản thân mình thì tiến lên một bước hạ giọng nói với Phương Phương. Tiểu thừa theo như ý tôi đây chính là một thời cơ rất tốt. Chuyện đã xảy ra như vậy, tất cả những người hầu trong ngôi nhà này đều sợ phải chịu trách nhiệm thì không bằng cô. Anh ta ghé sát vào bên tay của Đỗ Phương Phương thì thảo vài câu gì đó. Mấy đầu mi tâm của Đỗ Phương Phương vẫn nhíu chặt lại, nhưng tiếp đó lại dần dần giãn ra, không nén nổi có một chút vui mừng. Ý định này của anh qua thật là rất hay. Anh hãy lập tức triển khai việc này ngay cho tôi. Gọi tất cả mọi người trong khu nhà này. Từ trên xuống dưới đều phải tập trung ở lại đây. Anh muốn làm thế nào thì làm. Phải bịt chặt mồm miệng của chúng lại cho tôi. Nếu dám để sự việc này rò rỉ ra bên ngoài, mà lọt vào trong tay của Hà Dĩ Kiệt dù chỉ một chữ. Tôi sẽ làm cho anh không sao chịu nổi đó. Tiểu tử yên tâm. Tôi đã ở bên cạnh ngài mấy ngần năm trời. Một chút chuyện nhỏ này sẽ không thành vấn đề đâu. Người đàn ông đó nói xong cười rất đắc ý mà xoay người sang chỗ khác. Bảo quản gia ra khỏi phòng. Gọi tất cả người hầu đang làm việc ở chỗ này. Kể cả mấy điều dưỡng viên chuyên chăm sóc đặc biệt phải đến tập trung. Rồi sau đó dẫn tất cả mọi người tới một văn phòng khác trong tòa nhà. Tiểu thư cô ấy vẫn còn thở chỉ là do bị đau quá mà ngất đi thôi. Người đàn ông lúc nãy đến kiểm tra vết thương của tương thơ giờ phút này tiến tới báo cáo lại với Đỗ Phương Phương. Đỗ Phương Phương vừa nghe thấy những lời này, Thiên lên thời ra một hơi, thái độ chuyển sang vẻ coi thường, buông ra một câu lạnh lùng ngữ điệu khinh miệt. <laughs> chỉ là một chút vết thương nhỏ thôi, mà làm như sắp chết đến nơi rồi. Cô ta cũng không phải là người có trái tim trong sạch gì đâu, cũng dính đầy buồn đất bẩn tiêu rồi. Tìm người tới thu dọn cho cô ta một chút, nhìn máu bé bét như thế này, chỉ càng làm cho tôi thêm chán ghét thêm Dạ vâng tờ thơ Nhưng vừa rồi Ngài đã bảo Đỗ Sâm gọi mấy nhân viên điều dưỡng Chuyên săn sóc đặc biệt đi ra ngoài để nói chuyện hết rồi à Đỗ Phương Phương liếc nhìn người kia một cái đầy ngạo nghễ Khoai mắt quét qua gương mặt đầy máu của tương tư Trung quy cô ta vẫn không muốn để cho tương tư chết trong căn ngàn này Nên bị môi nói tiếp Trước mắt Anh cứ tạm thời băng bó cho cô ta một chút Đợi một chút nữa bảo với Đỗ Sâm Mang một y tá tới đây chẳng phải là ổn thả hay sao hả Dạ vâng tôi sẽ đi xử lý mọi chuyện luôn. Đỗ vương vương khoác khoát tay, không muốn ngồi lại trong căn phòng sạc sụm mỏng mẫu tay này nữa. liền xoay người bước ra khỏi phòng khách. Vương vương nhìn thấy bên trong căn phòng có cửa đang rộng mở. Đỗ sầm đang nói gì đó với mấy người hầu và y tá. Cô ta bước đến gần hơn một chút, mơ hồ nghe thấy. Kỳ hạn hai tháng, cũng chỉ còn kém hơn một tuần nữa thôi. Thế nào lúc đó Hà tiền Sinh cũng gọi điện thoại hoặc là sai người tới hỏi. Mọi người đều phải nói, Văn tường từ đã khỏi hẳn rồi tự mình đi về nhà. Đỗ Phương Phương khẽ giật mình, không khỏi đi vào nói. Cái gì mà kỳ hạn hai tháng vậy? Đỗ Dâm vội vàng trình bày lại một lượt cho Phương Phương nghe những chuyện xảy ra trước đây mà anh ta mới nghe kể lại từ miệng quản gia. Gương mặt của Đỗ Phương Phương liền tiếp tục trầm xuống, nhưng không nói năng câu gì, chỉ ra hiệu cho Đỗ Dâm tiếp tục. Các người phải biết rằng, trước đây Hà Tiên Sinh đã từng dặn dò so các người như thế nào rồi. Nếu như chuyện tối nay mà truyền tới tai của Hà Tiên Sinh, các người cũng sẽ không tránh khỏi bị liên quan. Hiện tại, Văn Tiểu tư cũng không có gì đáng lo ngại. Chẳng qua cũng chỉ là một chút vết thương ở phần mềm trên mặt mà thôi. Hướng chi, chuyện này có liên quan tới phu nhân của nhà chúng ta. Cái gì nặng, cái gì nhẹ. Chắc chắn mọi người có thể phân định được rõ ràng. Nói như thế nào đi chăng nữa. Chắc chắn các người cũng không vì một người phụ nữ bên ngoài có lai lịch bất chính mà tìm cách gây sự với phu nhân của mình có đúng không hả? Nếu như các người muốn bình an vô sự, Vậy thì cần khóa chặt cái miệng của mình lại Như vậy đương nhiên sẽ không có chuyện gì xảy ra hết cả Còn nếu Các người muốn gặp phải phiền toái Vậy thì có việc nói ra những câu hồ đồ thiếu suy nghĩ đi Nhưng tôi dám quan đoan một điều Chỉ sợ ngày ngày hôm nay Người đó chưa kịp ra khỏi khu vườn này Đã bị mất đi cái mặt nhỏ rồi đó Anh ta nói xong thì cười lạnh một tiếng Nhìn quanh mọi người một lượt Thấy ai nấy đều cúi đầu không dám lên tiếng liền bồi thêm tiếp một câu Xa cảnh của nhà họ đỗ chúng ta cũng không phải thuộc loại hèn kém nghèo túng đừng nói phương nhân của chúng ta chơi đùa sống đặn cho dù có giết chết vài người chỉ cần đồ lão tương quân nhà chúng ta nói một câu thôi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa bùi nói chuyện của đỗ sâm ở bên dưới liền lặng ngắt gần như có thể nghe thấy được tiếng hít thở khe khẽ một lát sau quản gia hít sâu một hơi liền tiến lên một bước mà cất tiếng nói đêm nay chúng tôi thật sự không hiền nhìn thấy gì cả cũng chưa từng có người nào khác bước chân đến nơi này. Sức khỏe của Văn Tiểu Thư đã hồi phục tương đối tốt. Bởi sáng ngày mai cô ấy đã chủ động trời đi. Chúng tôi không thể ngăn lại được. Đỗ Dâm vừa nghe thấy vậy, thì khóe môi liền hơi nhích lên trời cười nói. Ông quả thật là một con người rất hiểu chuyện đó. Có những người xuất theo lộ diện trước rồi. Tiếp thêm đã có thêm hai ba người nữa. Nói ra những lời tỏ thái độ của mình. Họ chẳng qua cũng chỉ là người ngoài. Cũng không có quan hệ họ hàng hay thân thích cố hữu với Văn Tương Tư. Chỉ ao ước rỗ sạch được những gì có liên quan tới cô mà thôi. Đương nhiên chuyện bảo toàn tính mạng cho mình mới là điều quan trọng nhất. Đây cũng chỉ là thói thường của người đời. Huống chi, chuyện nhà người khác, chẳng ai rỗi hơi nghĩ muốn trọng mõm vào làm gì cả. Đỗ Phương Phương thấy Đỗ Sâm nói vài câu khoác lắc. Đã có thể giải quyết được sự cố thì không khỏi khen anh ta một vài câu. Ông ngoại cho mấy người theo tôi đến đây, chỉ có anh là người đắc lực nhất. Từ nay về sau anh đi theo tôi làm mọi việc cho tốt anh sẽ có được tiền đồ sáng lặng. Bây giờ trước mắt, anh hãy đi tìm y tá đến trị thương cho người phụ nữ kia một chút. Đừng để cho cô ta không chết vì một nhát sao, mà lại chết vì mất quá nhiều máu thì không hay đâu. Dạ phần tiểu thư, tôi sẽ lập tức đưa người tới đó ngay. Đỗ Phương Phương gật đầu, Đỗ Sâm liền chọn một người y tá nhỏ đi hướng về phòng khách. Đỗ Phương Phương ra khỏi căn phòng đến đứng ở dưới mái hiên. Bầu trời đêm đen kịt, những giọt mưa lạnh buốt vẫn rơi tí tách như cũ. Đột nhiên cô ta thở ra một hơi thật dài. Chuyện này chắc chắn không có điều gì bất chắc xảy ra nữa rồi. Chẳng qua cô ta cũng chỉ muốn được sống em đẹp cùng một chỗ với Hà Dĩ Kiệt. Chỉ muốn là một người phụ nữ duy nhất của anh. Chỉ thích một mình cô ta. Chỉ cưng chiều một mình cô ta. Chỉ đối xử tốt với một mình cô ta mà thôi. Nhưng vì sao chuyện này đối với cô ta lại khó khăn tới vậy chứ? Từng từ tỉnh lại từ trong sự đau đớn. Lúc này cô mới phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc xe ô tô đang đi trên đường với tốc độ rất nhanh, cô hoàng sợ liền ngồi bật dậy. Do mức độ hiện tại của động tác quá lớn, nên đã tác động mạnh đến miệng vết thương trên mặt. Cơn đau đớn làm cho cô ngã vật ra, co rút người lại, hít một ngụm không khí lạnh. Cô cảm thấy hình như lúc này trên miệng vết thương, vừa mới câu lại đã rất thoát ra rồi. Lập tức máu tươi liền thấm ướt đẫm, nhuộm đầy lớp băng gạc quấn ở trên mặt. Cô đưa cánh tay đã cứng còng, nhẹ nhàng vỗ lên má trái, đang đau không sao chịu nổi ngón tay chạm vào một lớp lạnh buốt ẩm ướt dính dấp nỗi đau đớn này khiến cả người cô không sao chịu nổi nhưng đáy lòng cô lại nhớ chất lặng, tràn ngập một nỗi buồn vô cớ tất cả những chuyện này tự như đang ở trong một giấc mộng một cơn ác mộng mà không biết bao giờ mới tỉnh lại được vận mệnh của cô cứ bị người khác vỏ xét trong lòng bàn tay như vậy cứ vẩy vào cho như vậy đến chết cũng không thể nhìn được tương lai sẽ ra sao ngoài cửa sổ xe trời vẫn còn đang mưa cần gạt nước không ngừng gạt đi những giọt nước. Cơn mưa lớn vẫn không ngừng rội nước xuống lớp kính chắn gió tạo thành một dòng suối nhỏ. Từng từ hơi há miệng muốn nói một câu gì đó. Môi vừa mới mất máy, miệng vết thương đã đau nhói khiến cô rôn rôn khép môi lại. Sự lúc này đột nhiên cô không sao nhịn nổi, nước mắt lã trá tuôn rơi, lăn xuống như là mưa. Bọn họ đang muốn đưa cô đến chỗ nào đây? Cô không muốn mình phải chết một kênh không rõ ràng như vậy. Vậy thì nhất đặc của cô sẽ phải làm sao bây giờ? Cô thấy tuyệt vọng không nói ra được. Trái tim của cô giống như một cánh diều bị đất dây trao đảo, rồi rơi xuống tận cùng của tối đen sâu thẳm. Một đêm đen tối không biết bao giờ trời mới lại sáng. Chiếc xe ô tô vẫn chạy băng băng trong cơn mưa. Từng từ nhìn xuyên qua cửa khổ xe. Cô muốn nhìn ra bên ngoài để xem xét, nhưng rồi lại không nhìn thấy gì hết cả. Giữa trời và đất chỉ có một màu đen kịt. Chỉ có ở phía trước ánh đèn xe chiếu sáng, thấy được trời mưa to trắng xóa. Bạn tiểu thư đã tỉnh rồi sao? Từ trên ghế lái phụ phía trước đột nhiên có giọng nói trầm thấp, ôn hòa của một người đàn ông vang lên, từng từ ngẩng đầu nhìn lên, qua từ ánh sáng lờ mờ ở trong xe, cô nhận ra đó là một trong số những người đàn ông đi theo Đỗ Phương Phương tới thành phố xe. Từng từ lướt nhìn anh ta một cái, trong con người đèn kịt chỉ thấy một mảnh hờ hững, bình thản lá lạnh. Cô không khỏi có một chút phẫn nộ, cô không có vẻ cam lòng, thậm chí cô không thể sợ hãi, lẫn e ngại một điều gì cả. Ánh mắt của cô vẫn như vậy, rất là bình thản yên ổn, phẳng phất như trên người cô, chưa từng phải chịu bất cứ một sự bất công hay phải chịu tổn thương nào cả. Cô vẫn là một tên kim tiểu thư tính tình lặn nhặt, được bồi dưỡng ở trong nơi khuê phòng. Độ Sâm thấy vậy cũng không khỏi sững sờ một chút, nơi đáy lòng của anh ta thực sự có một chút thương cảm nổi lên. Cô gái nhỏ bé này hoàn toàn khác hẳn với những suy nghĩ của anh ta, nó đã phờ vỡ tất cả những suy nghĩ đĩ, lẫn nhận thức về cô ở trong lòng của anh ta. Thậm chí, anh ta còn có một chút thương cảm mà đỡ cô dậy. Tèo đỗ à, tèo tôi nói để cho cô ta xuống xe ở giữa đường. Lái xe đột nhiên mở miệng, cắt đứt sự trầm thư của anh ta. Mì tâm của đỗ xâm thiếng nhíu lại. Quả thực đỗ phương phương đã dặn dò lại rằng, đi được nửa đường thì bắt vương tương tư xuống đường. Cô ta muốn trở về thành phố A trước, cũng tốt, vậy thì tự mình trở về đi. Trong nội tâm của cô ta, có bản tính với đỗ sâm hiểu rõ suy nghĩ ở trong lòng phương phương. phận tường từ đã ôm yếu đến mức này, lại bị thương thế nghiêm trọng như vậy. Nếu như quá nửa đêm ở bên ngoài gặp mưa, ít nhất cũng mất đi nửa cái mặn. Tốc độ xe giảm bớt tưởng như muốn dừng lại rồi. Khoai môi của tường tư từ chậm rãi hơi nhích lên một chút. Cô nghiêng đầu quay sang chỗ khác, không buồn ngó ngàng đến đỗ sâm. Vận mệnh của cô bây giờ đã bị người khác nhào nặn trong tay. Vậy thì cần gì phải kỳ vọng hay báo đáp bất luận điều gì chứ? vẫn nộ, mắng to khóc trống, cũng chẳng có ích gì cả, bởi vì người khác chỉ muốn đưa cô vào chỗ chết, hoàn toàn sẽ không để mắt vào những hành động của cô. Ngược lại, chỉ biết quầy nhạo sự ngu xuẩn của cô, rồi sau đó sẽ cảm thấy khoái trá khi cô bị khủng hoảng. Đỗ sâm cúi đầu không nói gì, một lát sau đột nhiên cắn răng một cái, nói với vẻ kiên quyết. Đừng ngừng xe lại, tiếp tục đi thôi. Xe tiểu thư đã đi ở phía trước rồi. Chúng ta có làm cái gì thì tiểu thư cũng không biết được đâu. Mưa lớn như thế này mà ban tiểu tư còn bị thương nữa Ngộ nhỡ có xảy ra chuyện gì Mọi người cũng không phải là trò đùa Đến nội thành chúng ta bỏ qua lẽ lại cũng được Thấy đỗ sâm nói như vậy Lái xe thoáng do dự một chút Quay đầu lại nhìn về mặt đờ đẫn của tương tư Anh ta cũng không đành lòng Tiếp tục gật đầu đi theo ý của đỗ sâm Mà cho xe chạy Tương tư chậm rãi quay đầu lại Ánh mắt có một chút sao động Hai người không cần phải vì tôi Mà tự gây phiền toái cho mình như thế đâu tôi đây cũng sẽ không nói lời cảm ơn đối với hai người đỗ dâm nghe thấy cô nói như vậy thì cười khùng một tiếng chúng tôi cũng chỉ là người bị chủ của mình sai khiến cũng chỉ vì kiếm miếng cơm mà thôi nhưng trong cách đối nhân xử thế có thể có người tâm địa độc ác nhưng tóm lại vẫn làm sao giữ lại cho người khác một con đường để lui hơn nữa tôi cảm thấy văn tiểu thư cũng không giống như một người xấu ngược lại nhìn tiểu thư giống như người có may mắn hơn Phong thủy luân chuyển ai biết được tương lai sau này sẽ như thế nào tôi cũng không muốn làm những chuyện quá tuyệt tình. Từng từ hơi nhếch khóe mưa trắng bạch thoáng nở nụ cười. Không ngờ một người như cô ta lại có thể được một thuộc hạ quân kéo như anh vậy. Đỗ Sầm cũng bật cười, xoay người sang chỗ khác dặn dò lái xe phải câu. Đương nhiên hai người nhất trí, thể thống nhất lời báo cáo để nói với Đỗ Phương Phương khi trở về nhà. Đi được nửa đường, hai người đã phát phương tương tư từ xuống xe rồi. Từng tư từ cũng không lên tướng nữa, cô bị mất máu quá nhiều người khó chịu khiến cô sắp mê mũi đi. Cô tội vào ghế xe lạnh như băng nửa mê nửa tình. Từng hình ảnh loáng thoáng hiện lên rồi lại lướt qua trước mắt của cô. Ngoài cửa sổ xe đêm khuya vắng lặng, những chiếc đèn đường nho nhỏ Lấp tức hóa thành những khối ánh sáng màu vàng cam bay lướt qua. Trong lúc đầu óc mơ màng, từng tư dường như nhìn thấy cuộc đời của cô, chẳng qua cũng giống như đóa hoa phổ sung sớm nở tối tàn vậy. Rốt cuộc, cô ở nơi nào? Cô đang làm gì? Cô sống cuộc sống như thế nào? cô không có ai biết rõ, không có người nào quan tâm đến cả. Giống như từ trước đến nay, trong cuộc sống của cô, luôn là một người trơ trọi lẻ loi, không có người nào khác xuất hiện trong cuộc sống để mà sưởi ấm cho cô. Đến thành phố A thì đã 10 giờ tối. Đỗ Sâm cũng muốn cố gắng làm sao có thể đưa cô đến gần nhà mình hơn một chút. Nhưng rốt cuộc, có lẽ do anh ta đã lo lắng trở về nơi này, đang ở dưới tầm quan sát của Đỗ Phương Phương, nên cũng không dám làm quá mức. Tiến vào nội thành không lâu thì xe liền ngừng lại. Rất lâu đỗ sông không nói gì. Con người khi được sinh ra đều không phải là một người xấu. Huống chi lúc này, đối xử với một cô gái yêu ớt lại còn bị thương như vậy. Trong quỳ anh ta vẫn cảm thấy bản thân mình thật sự là quá hèn hạ. Từng từ ngược lại, cô cảm thấy trong người rất là thoải mái. Xe dừng lại cô dứt khoát đẩy cửa xe, bước xuống xe rồi đi ra ngoài. Trời vẫn còn đang mưa, nhưng mưa cũng dần dần nhỏ hơn. Những hạt mưa lạnh như băng đập vào mặt cô làm cho cô run lên một cái vì lạnh. Có lẽ do bị mất quá nhiều máu, nên hai chân cô như cứ như là mềm nhũn ra, đầu cũng nặng trĩu mà chóng váng. Cô phải chống vào cửa xe một hồi lâu mới dần dần đứng vững. Đỗ Sâm nhìn cô một hồi lâu, đang định nói điều gì đó, nhưng Chung quy anh ta vẫn không biết phải nói như thế nào. Từng từ thu hết vào đáy mắt những biểu lộ của anh ta, ngược lại nhẹ nhàng nở ra một nụ cười. Không việc gì đâu, tôi vẫn có thể tự mình về nhà được để tôi giúp cô theo xe. Trong lúc Đỗ Sâm còn chưa kịp nói dứt lời, từng từ cũng đã xoay người chậm rãi cất bước đi lên phía trước. làn gió làm tung bay làn váy trắng, nhìn theo bóng lưng gầy gò của cô, cảm giác dường như chỉ cần gió thổi, là cô sẽ tan biến vậy. Đỗ Sâm ngồi lặng ở trong xe, trên đường bố thật dài không có bóng người, chỉ có tiếng ngọn đèn đường ở hai bên yên lặng tỏa ra ánh sáng ấm áp, xuyên qua lớp mưa đang bay bay tự như một chiếc mành làm bằng hơi nước vậy khiến cho màn đêm tối đen hơi sáng sủa một chút. Từng từ đi rất chậm nhưng cũng rất ổn định. Cô chú ý bụng lấy trên mặt máu đang bị thấm ướt cả lớp băng gạc để mà cho sự đau đớn lúc này làm cho trái tim cô như bị xèo ra từng miếng. Những giọt nước mưa cứ thế trút xuống không một chút nảy năng. Chỉ chốc lát sau quần áo của cô đã ướt đẫm. Từng từ hơi cúi đầu xuống một chút tránh không cho nước mưa xối thẳng trên mặt của mình. Cô cắn răng từng bước từng bước một đầy gian nan nhưng lại tràn đầy khí mạnh. Giống như một nàng tên cá xinh đẹp kia, khăng khăn nhất định chính mình phải biến đổi hai chân để đi tìm hoàng tử. Phải được cả cho chẳng, cho dù nàng đi một bước, tự như đang dẫm ở trên lấy sao. Từng từ đi một bước, giống như đang dẫm trên trái tim của mình đã bị chính mình nghiền nát từ lâu. Hóa ra, khi bị đau đến cực hạn, tâm trí của con người ta tự biết bản thân mình sẽ phải mở ra công năng để mà tự bảo vệ làm cho con người không còn cảm giác bị đau nhức nữa. Đường phố thật là dài, khoảng cách cũng thật là dài, chỉ có điều ở cùng trong một thành phố. Nghe thì rất cần đó, nhưng vì sao lại xa xôi đến vậy? Trong lòng của tương tư hiểu rất rõ, mỗi một bước đi của mình, cô lại càng cách xa hà dĩ kiệt thêm một bước. Cả đời này anh và cô sẽ không còn có cơ hội để mà gặp mặt nhau nữa. Càng nghĩ cô càng cảm thấy trong lòng mình trào lên một nỗi chua xót nhưng sau đó cô chỉ nhẹ nhàng nở ra nụ cười. Bước chân của cô có một chút lào đảo, máu tươi từ khe hở của vết thương lại chảy ra, phẳng phất như đang từng chút một muốn rút đi tính mạng của cô. Cô vẫn mặc kệ, vẫn đi từng bước từng bước hướng về phía nhà của mình như cũ. Trước vai trắng ướt đẫm bao lấy chân của cô, từ rất xa nhìn lại thực sự cô rất giống như một nàng tiên cá bước lên trên bờ. Trong chuyện cổ tích, nàng tiên cá nhỏ kia đã cứu hoàng tử, nhưng hoàng tử lại cưới công chúa còn trong hiện thực, cô yêu người đàn ông yêu cô, nhưng người đàn ông đó đã thực sự cưới một người khác. hóa ra trên đời này, ngay cả chuyện cổ tích cũng cực kỳ tàn nhẫn. Từng từ cảm giác mình sắp mất hết khả năng suy nghĩ rồi, hai chân của cô đã không còn đủ sức lực để tiến về phía trước thêm một bước nữa. gió quá lớn, mưa quá lạnh, cô thực sự không còn nhấc nổi chân để mà bước đi được nữa rồi. Khi thân thể của cô ngã nhào xuống mặt đất bà răng trong khóe mắt của cô có một giọt nước mắt lạnh như băng từ từ chảy xuống. Hà dĩ kiệt, em sắp chết rồi, vẫn từ từ đã sắp chết rồi, anh có biết hay không? Độ sầm đẩy cánh cửa xe ra, trong nháy mắt, nước mưa lạnh như băng đã dính ướt y phục của anh ta. Độ sầm nhìn về phía đầu đường rất xa, một bóng dáng màu trắng thoáng một cái gần như tan ra tại trong cơn mưa. Nhìn bóng lưng của cô nơi đầu đường trong đêm khuya vắng, không có một bóng người làm cho người ta cảm thấy cô đơn lạnh lẽo, lẫn tề lương không nói ra được. Không hiểu vì sao, đột nhiên trong lòng của Đỗ Sâm thắng thấy chưa sát thương cảm. Anh ta trầm mặc một lát, đang định xoay người lên xe. Đột nhiên, người lái xe từ nãy vẫn giờ vẫn quan sát tương tư, qua lớp kính chợt hét lên. Cô gái kia thế xỉu rồi, mất nhiều máu như vậy, không bị hồn mê mới là chuyện lạ đó. Đỗ Sâm sửng sốt một chút lập tức lên xe nói. Lạ vâng à, lại xe qua đó đi. Lại xe chân giật mình vũ rồi. đúng thế nên làm như vậy hai người đàn ông trưởng thành như chúng ta đây không thể chỉ nhìn theo cô gái nhỏ như vậy ta thấy chết mà không cứu thì làm sao xứng đáng là con người được chứ đỗ dâm gật gật đầu Trên mặt hiện lên thần sắc mâu thuẫn không nói ra được ông nói đúng hậu quả chuyện này ra sao tôi sẽ gánh chịu hết cả nếu như tiểu thư không biết thì coi như là xong còn nếu như tiểu thư biết được ông cứ đổ hết lên trên người của tôi đi lái xe muốn từ chối nhưng lại nghĩ đến cuộc sống toàn bộ gia đình của mình. Tìm được công việc này cũng không phải là dễ dàng gì cả, không thể để mất đi được, như vậy liền nói. Tiểu đỗ à, làm sao được chứ? Đừng lo lắng, tất cả đều là chủ yếu của tôi. Đỗ dầm nói xong đã mở cửa ra, vội vàng xuống xe đi đến trước mặt tương tư mà bế cô lên. Toàn thân tương tư lạnh như băng, cả người co rúm lại thành một khối. Rôn rầy, lâm bằng cả quấn trên mặt đã ướt đẫm. Đỗ Sâm nhìn thấy không đành lòng, ôm cô lên xe rồi cất tiếng. Văn tiểu thư, để tôi đưa cô đi bệnh viện. Thế nhưng tương tư từ cô chấp lắc đầu. Không, hãy đưa tôi về nhà, tôi muốn về nhà. Nhưng cô đã mất máu quá nhiều rồi, không thể chậm trễ được nữa. Tương tư từ không nói lời nào, chỉ nhắm mắt lại mà lắc đầu. Cô sợ rằng nếu như đêm nay cô không trở về nhà, thì sẽ không bao giờ có thể về trở nhà nữa. Cô sợ rằng nếu như cô mà bất tỉnh, thì sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Cô không thể tiếp tục để mất thời gian Cô cần phải trở về Xe chạy đến bên ngoài nhỏ nhỏ nơi cô thuê nhà ở Lên vào lái xe dừng lại Không đi vào nữa Vô dĩ đỗ sâm muốn đưa cô vào tận nơi Nhưng tương tư từ lại sợ anh ta sẽ phát hiện ra nhất nặc Nên nhất định không chịu Vừa rồi cô ở trên xe nghỉ ngơi trong chốc lát Trên đường đi qua có một phòng khám bệnh nhỏ Đỗ sâm vào xe dừng lại Mang cô đến đó để băng bó lại Phòng khám đã rắc thuốc để cầm máu Tuy hiệu quả là công lớn lắm nhưng cô cảm thấy trong người mình đã dễ chịu hơn rất nhiều. Cô cố gắng xuống xe, đứng trong chốt lát để cố kìm giữ để không cho mình mê loạn, rồi sau đó đi vào trong con ngõ nhỏ. Độ Sâm nhìn bóng dáng của cô dần dần biến mất trong bóng tối mờ mịt của con ngõ hẻm. Anh ta trầm mặc một lát, rồi sau đó xoay người lên xe rời đi. Ở trong lòng của Tương Tư từ nóng như lửa đốt, cô lao đào dò dẫm đi trong con hẻm tiến về phía trước. Khi tới bên dưới lầu, chợt phát hiện trong nhà vẫn còn sáng đèn, giống như đang chờ cô mỗi ngày tan làm trở về vậy. Ở trong lòng cô chợt cảm thấy ấm áp, nước mắt liền lập tức lã chả rơi xuống. Từng từ đứng im lặng một lúc ở đó, lại nghĩ tới có lẽ con gái đang đợi mình. Đột nhiên cô cảm thấy trong người như được tiếp thêm một nguồn sức lực mạnh mẽ. Cô chống đỡ, tay vịn ở cầu thang. Tiếng bước chân lục cục lục cục vang lên trong đêm khuya nghe một chút đột ngột. Chỉ có vài bước thang lầu nữa là đến lầu hai cô chợt nghe thấy một tiếng nói quen thuộc vang lên trong đêm vắng lặng đó chính là giọng nói của tiêm phúc nghe giả nua nhưng lại làm cho lòng người cảm thấy ấm áp yên ổn có phải là từ từ không là từ từ đã quay trở lại phải không con có tiếng bước chân lặng choạng đi tới gần nước mắt của tương từ, từ dần dần dâng lên rời trào ra cô dùng sức gật đầu nhưng lại không thể nói thành lời bước chân từng chút từng chút chậm lại đèn trong cầu thang được bật sáng lên Thiểm Phúc ôm nhất nặc bé nhỏ đi tập tễnh từ trong phòng ra. Lưng còng đi xuống bậc cầu thang, người già thị lực không được tốt, nhắm mắt lại ra sức để mà nhìn. Từng từ đột nhiên ỏa lên khóc, bước đi nhanh đến mấy hết bậc cầu thang ôm lấy Thiểm Phúc. thêm Phúc à, là con tư tư đây, con đã trở về rồi. Từng từ ngước gương mặt đầy nước mắt lên, vòng ôm của Thiểm Phúc thật là ấm áp biết bao. Chính Thiểm Phúc là người đã trông nom từ cô khi sinh ra cho đến trưởng thành. Tiềm Phúc cũng là người cuối cùng để cô nương tựa, là bức bình phong che chắn cuối cùng trong cuộc đời của cô. Từng từ tự vào trong ngực tiêm Phúc, khóc giống như một đứa trẻ, đã phải chịu qua nhiều ớt ức, ức. Suốt cuộc những khổ sở lâu nay của cô vẫn phải nhẫn nhịn, giờ đây đã có thể phát tiết ra ngoài, có thể cười, có thể khóc mà không cần phải lo lắng vì bị cười nhạo. Hai mắt Tiềm Phúc sưng đỏ. Đã nhiều ngày qua mà dù biết cô vẫn sống tốt, cô đã đi dưỡng bệnh rồi, nhưng trong lòng bà vẫn luôn nhớ nhung. Cuộc đời này bà không có con cái, từng từ chính là nỗi lo lắng duy nhất của bà. Bà vẫn luôn lắng ở bên ngoài từng từ bị người ta bắt nạt. Hiện tại rốt cuộc cô đã trở lại rồi. Trong lòng bà coi như cũng có được một phần an tâm, cho dù bên ngoài có tốt đẹp như thế nào đi chăng nữa. Nếu như có một người ở trong nhà mà không được sống cùng chỗ với nhau, thì làm sao có thể được coi là hoàn hảo chứ? Trở về là tốt rồi, tốt rồi. Mau vào trong phòng đi nặc nặc rất là nhớ con đó thậm chí nó nhớ con đến mức ngày nào cũng khóc Tiếm phúc chuyển nặc nặc sang bế một tay tay kia tím cầm lấy bàn tay của tương tư vừa nói liền miên vừa kéo cô đi vào trong nhà tương tư từ, nghe Tiếm phúc nói đến nặc nặc vội vàng đưa tay đón lấy con gái từ trong ngực của Tiếm phúc cô bé mặc một bộ quần áo trắng xinh xắn Tiếm phúc chăm sóc nặc nặc khá tốt con gái cô trắng tràng mập mập so với hồi cô đi nằm viện không hề bị gầy đi một chút nào Từng tư vừa bé con gái trên tay, cô bé liền mở to đôi mắt tròn xe ra để mà nhìn mẹ. Từng tư vừa khóc vừa cười ôm lấy con gái nhỏ mà không nói được thành lời. Khi cô ra đi, con gái cô còn nhỏ xíu như vậy, mà bây giờ không đến 2 tháng, dường như con gái cô đã lớn rất nhiều, bé cũng cảm thấy nặng tay hơn. Trên mặt tương tư còn dáng ban gạt, nên cô không dám cúi đầu để hôn con gái, sợ rằng sẽ làm cho con gái bị dọa sợ. Con bé lại tuất miệng ra cười kêu lên mấy câu quờ quờ đôi bàn tay nhỏ mà ôm lấy cổ của cô. Mẹ, mẹ à, chỉ là hai chữ mơ hồ không rõ, mang theo sự ngây thơ đáng yêu, nhưng với tương tư lại giống như tiếng sấm nổ giữa trời quang bên tai vậy. từng tư như bị sấm đánh trúng sững sờ ngay ngần cả người. Lúc này đây, tất cả mọi đau đớn trên thân thể, mọi sự nhục nhã về tinh thần, tất cả những ất ức khổ sở ở trong nhà mắt đều tan thành mây khói. Cô giật này người, đứng lặng ở nơi đó thật lâu, mà mãi không sao hoàn hồn lại được. Nặc nặc đã biết gọi mẹ rồi. Cô bé vừa mới tròn một tuổi đã biết gọi mẹ. Thiểm Phúc thấy cô ngây ngốc đứng bất động ở nơi đó. liền nhìn không được đưa tay kéo kéo cô. Thiểm cười. Những nếp nhăn trên khuôn mặt đều dồn lại một chỗ giống như đo hoa cúc nở rộ. Đứa nhỏ này không phải là con vui mừng quá mà đầu óc trở nên ngớ ngẩn rồi đấy chứ. Nặc nặc nhà chúng ta như vậy mà thông minh lắm đó. Vẫn còn chưa biết đi mà có thể biết nói rồi từng từ nhất nhất nặc từ trong ngực ra rồi tung lên hạ xuống cúi sát mặt vào trên người nhất nặc mùi rỡ thơm thơm trên có của con gái quanh quần nơi chóp mũi của cô càng làm cho nước mắt của cô rơi xuống nhanh hơn nhiều hơn cô vừa khóc vừa cười vừa không ngừng gật đầu thêm phúc à con thật sự là rất vui mừng con thật sự là rất vui con cảm ơn tím cảm ơn tím đã nuôi dạy nặc nặc tốt như vậy mẹ à hai bắp chân còn nặc nặc mũm mĩm rất khỏe cô bé nhún nhảy lên không xuống ở trong ngực của mẹ. Từ từ bị con gái lăn qua lăn lại một phen. Phương dĩ sức lực của cô yếu ớt. Giờ lại bị con gái nhảy nhót nghịch ngậm như vậy. Thiếu chút nữa là không đứng nổi. Thiếm vung vội vàng kéo cô đi vào trong phòng miệng hỏi không ngừng. Nhìn cánh tay của con thế nào mà chỉ thấy ra với xương thôi vậy hả? Chẳng phải con đi nghỉ dưỡng bệnh sao? Làm sao bây giờ càng bồi dưỡng càng gầy đi như thế chứ? Từng từ hôn nhẹ con gái. Nhất là vui mừng bật cười khanh khách. Bàn tay nhỏ bé bưng lấy mặt cô, hôn lên mặt cô một cái, miệng ơ ơ quê cả nước miếng ở trên đó. Mặt mày của tương tư thư thái, nhưng thỉnh lình bàn tay của nặng nặng để lên vết thương trên mặt của cô. Cô đau đến nỗi không nhịn nổi, khẽ kêu lên một tiếng. Vừa bạn đi đến giữa cửa ra vào, ánh đèn sáng người chiếu rõ lớp băng gạc quấn dày trên mặt cô, mà trên đó máu vẫn thấm ra. Thoáng một cái tiêm phúc đã nhìn thấy rất rõ ràng. Bà lão giật mình sáng mặt trắng bạch, một hồi lâu mới run rẩy giữ chặt lấy cô bà đau lòng vuốt nhẹ trên mặt cô nước mắt đã vòng quanh từ lúc nào chuyện này là như thế nào vậy tư thơ ai đã hạ độc thủ với con thế này gương mặt đang đẹp đẽ là thế kẻ nào đã biến thành con như thế này hả Từ từ à rốt cuộc là con đã đi đâu còn đứa nhỏ trưởng sinh này đột nhiên lại không biết đi đâu cả mà cũng không nhắn nhủ lại cho rõ ràng mỗi ngày tím đều nhớ đến con lo lắng cho con mỗi buổi tối cứ nghe thấy tiếng động ở trên bậc thang là thím lại ra xem có phải con đã quay trở lại không. Thím nhớ con, khóc đến nỗi đôi mắt sắp ngủ đến nơi rồi. Chỉ ngóng trong làm sao con có thể trở về được khỏe mạnh. Thiên Phúc cổ sở không nói ra lời. Về thường trên mặt tương tư, nhưng nỗi đau lại giống như ở trong lòng của bà vậy. Một lúc lâu sau bà mới nói với cô, giọng đầy lo lắng. Rột cuộc, về thường trên mặt con làm sao lại như vậy? Chẳng phải trưởng sinh đã nói con đi nghỉ dưỡng bệnh đó sao? Tại sao lại xảy ra chuyện con bị thương như vậy hả tư tư Tương tư đang khóc Thiêm phúc cũng khóc Nhất nặc mở trường to đôi mắt Hết nhìn tương tư Rồi lại nhìn sang thiêm phúc Hai bàn tay nắm lại thật chặt Xếp thành hai nắm tay nhỏ Khuôn mặt nhỏ nhắn ngửa lên nhắm chặt mắt lại Há rộng cái miệng nhỏ nhắn A lên một tiếng cũng khóc theo Tương tư vội vàng quệt qua nước mắt Vỗ nhẹ nhẹ nhất nặc sổ sành con gái Giữa lúc còn đang rối ren Thì cô liền nói với thiêm phúc Thiêm phúc à con không sao đâu chỉ là bị thương ngoài da một chút mà thôi. Mấy ngày nữa sẽ khỏi ngay ấy mà. Chúng ta đi vào trong nhà trước đã. Ở bên ngoài lạnh lẽo, con sợ rằng nặng nặc sẽ bị lạnh cóng mất thôi. Tiềm phúc vội vàng đáp ứng cô cùng đi vào trong nhà rồi đóng cửa lại. Từng từ đã sổ sành được nặng nặc. Cô bé khóc mãi bị nức. Mẹ tùm lấy ngón tay của cô nắm chặt, chui vào trong ngực của cô còn tuổi thân. Chúng chím cái miệng nhỏ xinh xinh, giọng nói trẻ con non nớt phát ra từ cuống họng khẽ gọi mẹ mẹ từng từ vỗ nhẹ nhẹ vào lưng con gái dỗ sành. chốc lát sau nhất nặc vừa thút tha thút thít đã ngủ thiếp đi từng từ nhẹ nhàng rút ngón tay của mình ra khỏi bàn tay nhỏ bé của con gái rồi sau đó ôm con đi tới phòng ngủ đặt ở trên chiếc giường nhỏ cô đứng ở đó nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái đã ngủ say Thiểm Phúc vẫn ngồi ở trên ghế sa lâm mà chờ đợi cô. Từng từ đi qua, nhẹ nhàng ngồi xồm sướng ở trước mặt Thiểm Phúc. Cô cúi đầu ghé vào trên gối của bà vảy mắt của Thiên Phúc ửng hồng, nước mắt rơi xuống. Bà nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Tương Tư, đau lòng nói như là dỗ dành con: "Không có chuyện gì nữa đâu Tương Tư à. Từ nay về sau chúng ta chỉ ở đây thôi, sẽ không đi đâu nữa. Ai còn dám bắt nạt con? Thiên Phúc có phải liều cái mạng già này cũng sẽ che chở cho con. Không khóc, không khóc nữa, đừng khóc nữa mà Tương Tư." Bà vai thon gầy nhô dương của Tương Tư run lên kinh liệt một hồi lâu, đến khi cô ngẩng đầu lên thì trên gương mặt đã không còn thấy dấu vết gì, ngoài vành mắt đỏ ửng nhưng không hề có nước mắt. Cô chậm rãi đứng lên, ở trên mặt hiện lên vẻ kiên nghị. Thêm Phúc Hòa, à, chúng ta mang theo nặng nặc về Hàng Châu nhé, còn muốn đi về nhà, còn nhớ mẹ con nhớ ba, còn còn muốn đợi ở chỗ này nữa. Thêm Phúc gật đầu liên tục lau nước mắt rồi nói, được được, chúng ta đi về nhà, chúng ta sẽ không bao giờ ở lại cái nơi tồi tàn này nữa. Từ từ của thím sẽ phải chịu nhiều khổ sợ như vậy rồi. Từ nay về sau thêm phúc sẽ trông coi con, sẽ không cho phép người khác bắt nạt con nữa đâu. Tương từ chậm rãi nhắm mắt lại, trước mắt của cô từng cơn từng cơn chán vắng ập đến. Cô đứng im không hề nhúc nhích, phẳng phất như có một đôi tay vô hình đang níu giữ lấy trái tim của cô. Dần dần cô không thể nào thở nổi nữa, người mềm nhũn mà ngã ra trên mặt đất. Một khắc trước khi cô mất đi ý thức thì trước mắt cô hiện lên rõ ràng gương mặt của người kia. Anh đứng một nơi rất xa nhìn cô, đáy mắt mang đầy tự xương xót. Từng từ nhớ tới một ngày nào đó, trong ngôi biệt thự nhỏ ở thành phố xe, sau cuộc yêu mang đầy tình cảm sâu đậm, anh đã từng thì thầm ở bên tay cô nói một câu. Anh cho rằng cô đang ngủ, nhưng anh có biết rằng từng câu từng chữ, cô đã nghe được rất rõ ràng, đã ghi tạc thật sâu trong tâm cảm. Từ từ, nếu như em chấp nhận, anh sẽ vĩnh viễn, viễn yêu em. Còn nếu như em không muốn, anh sẽ dùng cả cuộc đời này để nhớ tới tương tư. Ngày rời đi thì ba ngày sau, Văn Tiểu Thư cũng khăng khăng đòi phải ra ngoài được ạ. À? Bà Dĩ Triệu đã kiểm tra toàn diện cho Tiểu Thư. Không có gì đáng ngại, chúng tôi không ai dám ngăn cản Tiểu Thư cả. Cuộc điện thoại này quả nhân làm cho người ta phải nín thở tập trung suy nghĩ. Sau khi nói xong những lời nói đó, căng thẳng tới mức cả người thở mạnh cũng không dám thở ra. Hạ Dĩ Kiệt ngồi trong văn phòng vắng vẻ, nắm chặt cây bút máy trong tay rất lâu sau anh cũng không hề lên tiếng cô ấy không bị phát sốt trở lại như trước nữa sao sau một thời gian trầm mặt đáng kể đột nhiên hà Dĩ kiệt nói ra một câu như vậy người ở bên kia điện thoại sừng sốt một chút rồi vội vàng đáp lại dạ không ạ à, không sốt lại đâu khi văn tiểu thư đi thì sắc khí sắc của cô ấy rất tốt bà dễ triệu cũng đã nói về cơ bản thì văn tiểu thư đã khỏi bệnh rồi ạ à. hà Dĩ kiệt chị à lên một tiếng rồi tiếp tục trầm lặng hạ tiên sinh à Ngài còn muốn điều gì hỏi nữa không ạ? À? Không có. Mì tâm của Hà Dĩ Kiệt dần dần nhú chặt lại. Anh buông cây bút trong tay xuống. Anh nói qua rồi nhẹ nhàng cúp điện thoại. Đột nhiên từ rất xa, có tiếng chuông giáo đường vang lên làm anh giật mình, nhưng cũng làm cho anh trở lại thực tế. Bầu trời cũng trở nên u ám, cả thành phố tự như đang chìm ngập ở trong bi thương. Anh đưa tay ra, nhìn xuống lòng bàn tay để trống rỗng. Số mệnh của anh vào cô, từng chút từng chút một, trượt khỏi lòng bàn tay của anh rồi rớt ra ngoài như thế rốt cuộc anh phải thừa nhận rằng anh đã hoàn toàn vĩnh viễn mất đi cô mà vĩnh viễn rốt cuộc chỉ có thượng đế mới viết được có xa lắm không cho tới giờ khắc này anh mới hiểu được còn người khi còn sống ai cũng có một số điều bí mật mà không thể nói ra được còn có sự tiếc nuối không bao giờ có thể lấy lại được có những ước mơ mà bản thân không thể chạm đến được có một tình yêu suốt đời không thể quên được trong lòng anh có một bí mật mà không thể nào nói ra được. Anh đã sớm yêu cô, thậm chí anh đã động tâm với cô, dường như còn sớm hơn cả cô nữa. Trong cuộc sống của anh, có một tiếc nuối anh không thể lấy lại được đó là đứa con đã bị anh giết chết một cách tàn nhẫn. Và trong một đêm đông, anh đã trơ mắt nhìn cô bị đánh, bị đuổi đi. Cả đời này, anh có một ước mơ nhưng không bao giờ chạm vào được. Anh ước mơ được kết hôn với con, được sinh ra một đứa con thuộc về hai người bọn họ, được nhìn thấy cô luôn vui vẻ hạnh phúc, mà không có một chút phiền não nào cuộc đời này có một người anh yêu tha thiết không thể nào quên được chỉ có một người duy nhất cô có một cái tên khi đọc nghe rất êm tai cô đã từng rất thích cười cô đã từng rất thương anh tên của cô chính là văn tương tư xoay đàn khi đất ca đến câu cuối cuối cùng cũng không ai biết được là ai đã phụ ai trước đâu một tháng sau ở hàng châu Cánh cửa sổ trên khung cửa chạm trổ hoa văn mở ra được một nửa. Qua khung cửa hoa văn đó nhìn vào bên trong, có thể lờ mờ nhìn thấy được một chiếc giường gỗ táo kiểu lớn đã cũ kỹ. quanh bốt góc giường cắm bốn cây gậy trúc, thằng đứng để móc bốn chiếc của chiếc màn màu vàng nhạt. Hai cánh màn được mắc lên hai cái móc treo bằng đồng ở hai bên nên có thể nhìn thấy được người nằm trên chiếc giường đó. Cô đang chìm sâu trong giấc ngủ, mái tóc đen nhánh buôn xóa xung quanh lãng thoáng có thể nhìn thấy được trên gương mặt đẹp bên trái của cô có một lớp băng gạc che khuất. Gương mặt này chỉ hé lộ một phần kia. Phương dĩ ngày trước xinh đẹp đáng yêu, giờ đây trở nên cày khổ cô héo, đến mức không thể nhận ra nổi gương mặt của ngày xưa, dù chỉ là một mảy may. Giữa lúc đó đột nhiên cánh cửa gỗ, phòng ngủ bị một bàn tay nhỏ bé trắng trẻo mỗ mỉm đẩy ra. Một cô bé bộ dạng chừng độ hơn một tuổi đi vào. Hình như cô bé vừa mới chậm chững biết đi, nên bước chân của bé còn loạn trọng nghiêng ngả mái tóc của bé hơi hoe hoe vàng nhưng lại mềm mại như là ánh sáng được các tiêu kêu trẻ con để rủ ngang trán trên đôi lông mày đôi mắt của bé to sáng lung linh đến mức bức người mẹ mẹ Cô bé đi đến bên giường ghé mặt vào trên chiếc rừng lớn duỗi dài cánh tay cố gắng cúm lấy cánh tay của mẹ cô bé phải hao phí rất nhiều sức lực phải kiễng mũi chân cao hơn một chút mới cầm được ngón tay của mẹ nặng nặng lắc tay của tương tư giọng nói vẫn còn nứt tiếp tục vang lên mẹ mẹ từ trong giấc ngủ mê man tương tư tỉnh lại nhưng cô lại ho kịch liệt phải vốt ngực một hồi lâu gắng gượng lắm mới mở mắt ra được cô mệt mỏi nhìn con gái nở ra một nụ cười yếu ớt nặc nặc à có chuyện gì vậy con khuôn mặt nhỏ nhắn phương phím của nặc nặc liền cười toe tét nhìn thực là đáng yêu cô bé chua cái miệng xinh xắn mới mọc tám chiếc răng ra nói với mẹ cơm cơm ăn cơm ạ à. từng tư lại bật cười cô che miệng nghiêng mặt Nãy tránh ra khỏi phía nặng nặng Rồi kịch liệt hơ khăn một hồi Rồi sau đó mới nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nặng 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 ngoan Con ăn cơm trước với bà nội nhé Mẹ nằm thêm một lát nữa có được không Nặng nặng nhìn sang cô chấp chấp đôi mắt Nước mắt đã vòng quanh trong trong mắt của bé Mẹ nắm lấy tay của tương tư thật chặt Dường như sợ rằng nếu bé buông lòng tay của mẹ ra Thì mẹ sẽ biến mất luôn vậy Tương tư đau lòng con giết Như cô đã không còn một chút sức lực nào cả ngay cả muốn ngồi dậy thôi cũng là chưa đủ sức. Cô chỉ có thể đưa tay lên rôn rầy, mở vút ve tròn đầu của nặc nặc. Cô nén sự đau nhức ngứa rắt trong cổ họng thở gấp rồi nói đứt quãng. Có phải là nặc nặc con nghe lời mẹ bảo không? Mẹ sắp tức giận rồi. Mẹ tức giận, tức giận sẽ không dậy ôm nặc nặc nữa đâu. Nhất nặc vừa nghe thấy mẹ nói vậy thì lập tức òa khóc. Cô bé càng nắm chặt tay của tương tương mà không buông ra, khóc nên nước mồ hôi ướt đẫm cả đầu. Nhất nặc, thắc lắc thân thể tròn trịa mũi mím, muốn leo lên giường nhưng hết lần này đến lần khác không sao bỏ dậy nổi, lại càng khóc to đến lợi hại. Từng từ nghe con khóc cũng không sao chịu nổi, muốn gắng gượng nhất người ngồi dậy để ôm lấy con. Nhưng không ngờ thân thể của cô mới vừa động đậy toàn thân, cô đã như là rã rời ra rồi. Cô thở hồn hển, mồ hôi túa ra, ngay cả cánh tay cũng không thể nào nhấc nổi lên nữa. Cô từ từ nhắm hai mắt lại cực kỳ khó chịu, nằm vật ra để mà thở nặng nặc càng thêm sợ hãi, gào khóc kinh thiên động địa. Tiềm vung vội vàng chạy vào cuống cuồng ôm lấy nặng nặc, dỗ dành cô bé một hồi. Thấy cô bé không còn gào khóc lớn như trước nữa, bà liền vội vàng nhìn sang tương tư. Nhìn thấy tương tư nằm ở trên giường không còn hít thở gì nữa. Bà cũng quyết sợ hãi, một lúc sau mới sực nhớ ra, đi tới bấm mạnh trên nhân trung của tương tư. Móng tay bấm mạnh cắm sâu vào trong da thịt, sự đau đớn đã đánh thức tương tư tỉnh lại. Tương tư từ hít thở lại bình thường, nhưng thoáng một cái cô liền trở tay cầm lấy tay của Tiến Phúc. Không biết cô lấy đâu ra được sức lực mà thân hình trôn rầy gầy gò chỉ còn lại da bọc xương. Vậy mà bàn tay của cô nắm lấy cổ tay của Tiến Phúc siết chặt lại, giống như là kìm sắt vậy. Nước mắt của Tiến Phúc quần quần tuân trào. Tương tư từ à, con muốn nói điều gì? Thím đều chấp nhận hết. Thím sẽ chấp nhận hết những gì con nói mà. Đến khi con chết. Tương tư từ hơi chồm người dậy. Bởi vì cô đã quá gầy, nên nhìn đôi mắt của cô càng thấy to trần lạ thường, lộ rõ ra vẻ quật cường và sáng người đến bức người. Cô vừa mới nói ra bốn chữ này, thì nước mắt thêm phúc liền trào ra. Bà nhấc tay ra bộ như muốn đánh cô. Còn đó, cái đứa nhỏ này, còn nói cái gì mà chết với chóc? Còn mới được bao nhiêu tuổi hả? Còn thím đang giả đây, còn chết thì cũng chưa đến lượt con đâu. Nhanh nhìn phỉ phui ba tiếng đi. Tương tương lắc đầu đầy mệt mỏi, Cô thở dốc nghe khàn khàn, từ trong lòng ngực cô vang lên những tiếng khò khè, nghe như là tiếng ống bể bị vỡ. Đêm hôm đó cô bị mắc mưa. Lúc trước cô đang bị sốt tiếp đó rồi lại bị thương, khi trở về nhà thì đã té xỉu, sau đó được đưa đến bệnh viện. Bệnh của cô đã chuyển thành viêm phổi cấp tính, trần dịch tiêm chích cũng không có tác dụng, sau đó khó khăn lắm cô mới thoát khỏi nguy hiểm. Dĩ nhiên sức khỏe của cô lúc này đã suy kiệt lắm rồi. Thêm phúc vào. Tường tù vội vã đưa tay cầm lấy cánh tay của Tiếm Phúc, hơi thở càng ngày càng thêm gấp gáp khó chịu, trong ngực đau đến tâm tê liệt phế. Nếu quả thật con chết đi rồi, thì mẹ đưa nặng nặng đến cho người kia nhé. Không được, cậu ta làm hại con còn chưa đủ sao? Bây giờ con còn muốn giao nặng nặng cho cậu ta sao? Thím không đồng ý. Thìm Phúc cũng thoáng một cái đứng bật dậy, xoay người bồi nhào ôm lấy nặng nặng ở bên cạnh, siết chặt lấy cô bé mà khóc như mưa. Đây là con gái của con, cũng là sinh mạng của thím Tiệm sống không thể trao nói cho bất cứ ai được Xem sẽ không trao nói cho ai Không giao cho nặng nặng cho ai hết cả Từng từ vừa mới nói được vài câu như vậy Mà đã thấy không thể chống đỡ nổi nữa Cô nặng nề ngã xuống rừng nhắm mắt lại Ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, bên ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng Đọng lại trên gương mặt của cô Dưới luồng ánh sáng rực rỡ đó từ từ khóe mắt của cô Mà giấc nước mắt lắng lánh trong veo chậm rãi chảy xuống lướt qua bên cạnh cỏ má héo gầy cuộc hà dễ kiệt khi toàn bộ thế giới nói rằng em hãy buông tay với anh. Khi tất cả mọi người đều nói rằng em đừng nên tin tưởng vào anh. Nhưng mà em vẫn luôn mong đợi. Luôn mong đợi anh sẽ mang đến cho em một kỳ tích. Có điều kỳ tích ấy của anh. Có điều kỳ tích ấy của anh. Em sẽ có thể an tâm mà nhắm mắt xuôi tay. Nặc nặc là con gái của anh đó. Em tin rằng anh thà chấp nhận từ bỏ tính mộng của mình. Chứ nhất định sẽ không để chịu cho con gái phải chịu một tổn thương nào. Có đúng không anh? Em tin rằng anh cũng sẽ yêu thương chân quý con gái như chính mạng sống của mình có đúng không? Như vậy đến lúc đó, nặng nặng tuy không có mẹ, nhưng ít nhất nó vẫn còn có ba ba. Con của chúng ta không được hưởng thụ đầy đủ tình yêu thương, nhưng ít nhất nó phải có được một nửa tình thân. Thêm phúc cạt em, nhưng em biết rất rõ, bệnh tật của thím cũng sắp sửa không chịu nổi được nữa rồi. Nếu như em chết đi, thêm phúc cũng chết đi, nặng nặng chỉ có một mình. Vậy thì nó sẽ ra sao đây? Sắp đến giờ em phải đi rồi. Trên đời này người duy nhất em có thể tin cậy phó thác được. Chỉ còn lại một mình anh. Chỉ có anh mà thôi. Hà dễ kiệt. Nghìn vạn lần. Anh đừng để cho em phải thất vọng nhé. Nghìn vạn lần anh đừng để cho em lâm vào cảnh chết rồi. Mà cô không sao nhắm mắt nổi. Thêm phúc à. Giọng nói của tương tư từ nghe xa xôi. Giống như một tiếng thở dài được gió mang tới. Thêm phúc bị dọa sợ ngồi ôm nặc nặc ngây người nhìn lại cô. Hai gò má của cô thoáng một chút ửng đỏ, tỏa ra vẻ sáng bóng đến kỳ lạ. Có một luồng khí nặng nề cứ quanh quẩn trên trán cô không tan. Thiểm Phúc nhìn thấy cô như vậy không đành lòng được, thím ôm nặc nặc ở trong ngực quay mắt đi mà nhắm mắt lại. Những giọt nước mắt to tròn từ đôi mắt xả nua của tím thi nhau rơi xuống. Rốt cuộc, là ông trời đã tạo nghiệp cái gì đây? Tại sao phải bạo ứng trên người của con như vậy? Bà già này, cả người đầy những bệnh thật. Làm sao ông trời không bắt chết thay con chứ Thêm phúc à Sau khi tím trang tuổi thì nặc nặc phải làm sao bây giờ Một giọng nói khàn khàn bỗng nhiên truyền đến Phẳng phất như nấm mồ khiến tím thích sừng sốt Theo bản năng tím càng ôm chặt lấy nặc nặc vẫn cứ lắc đầu Thêm sẽ đi tìm trường sinh Để thêm đi tìm con thỏ nhỏ không có lương tâm chết sẫm kia Nặc nặc có ba Thêm phúc à Thêm Mãi tin ở con Anh ấy sẽ đối xử tốt với nặc nặc Làm sao thêm có thể tin được cậu ta chứ cậu đã hại con thành như thế này rồi. Từ từ à, làm sao còn còn có thể nói đỡ cho cậu ta như vậy hả? Từ từ chỉ cảm thấy dường như linh hồn của mình đã bay ra bên ngoài cơ thể rồi. Thần thể lúc này tự như không phải là của cô nữa. Những giọt nước mắt không khống chế, cứ liên tục chảy xuống không ngừng. Tới cuối cùng cũng dần dần biến mất. Giờ đây ngay cả nước mắt của cô cũng đã khô cạn. Anh ấy là ba quân nặng nặc, chỉ cần một điểm ấy từng từ nằm ở trên giường lại ho kịch liệt thêm vốc đặt nặt nặc xuống chạy tới vút ngực cho cô từng từ có cảm giác trong cổ có một luồng ngai ngái đang sang lên cồn cồn nén rồi lại nuốt xuống trong da dạ dày của cô quần quận một hồi cô muốn nén lại nhưng không sao ngăn được mà bật ra một tiếng ho khăn. một ngụm máu từ khóe môi cô đang ngậm chặt trở ra chảy sành dòng thêm vốc liếc thấy không khỏi giật mình lặng người chỉ cảm thấy trong ngực lạnh buốt người run lên người trẻ tuổi mà đã thổ huyết e rằng không sống được bao lâu nữa rồi. Còn tin anh ấy, thì mày ôm nặng nặng đi nói cho anh ấy biết. Còn tin rằng khi anh ấy biết, anh ấy sẽ đối xử với nặng nặng thật tốt. Thêm phúc à, thì mày đồng ý với con đi. Bàn tay của cô quờ quạng lung tung như muốn cầm lấy cái gì. Thêm phúc vội vàng, cầm lấy tay của cô. Bàn tay của tím lập tức bị cô trở tay nắm ngược lại thật chặt. Từng từ dùng hết sức lực của mình, ngón tay của cô ghi chặt lấy thím phúc phát đau nhức thêm phúc Hãy đồng ý với con mà Thím đồng ý với con Thím đồng ý với con mà Con đừng nói nữa từ từ à Con mau chóng nghỉ ngơi một lát đi Thêm phúc vừa khóc vừa gật đầu Bàn tay của từng từ đang nắm Bàn tay bà đột nhiên buông ra Chậm rãi rũ mắt xuống buông thõng Khoai môi của cô nhếch lên từng chút từng chút một Vệt máu thỏ tươi ánh lên giống như đóa hoa mai hồng nở hộ. Cô cố gắng gượng nói thêm một câu cuối cùng. Nghe như có như không giống như là rắn chiều sắp than vậy. Vậy thì con có chết, cũng đã có thể nhắm mắt rồi. Từ từ, tiêm phúc đau đớn thắt lên một tiếng gọi tên cô, nước mắt lã chả để mà rơi xuống. Thím đồng ý với con, chuyện gì thím cũng đồng ý với con, còn cứ yên tâm, cứ yên tâm đi mà. Nhưng làm sao cô có thể yên tâm được đây? Cậu ấy đã là chồng của người khác, làm sao vô nhân của cậu ấy có thể chấp nhận cho con gái của con được chứ? Từ từ ngốc nghếch à, Chuyện cho tới bây giờ, làm sao con vẫn chưa mở mắt ra mà thấy? Làm sao con vẫn không buông bỏ được vậy chứ? Con chỉ nghĩ đến chuyện cậu ấy là ba quân nặng nặng. Đã bao giờ con từng nghĩ đến cậu ấy đã lập gia đình với người khác rồi không? Có lẽ có đúng hơn. Từ từ đến bây giờ, con vẫn không thể cam lòng. Không thể cam lòng vương tay với người đàn ông kia. Con không mong muốn cậu ta được sống an ổn nửa đời còn lại. Có đúng không hả? Thầm phúng giật mình đứng lặng ở trên giường. Lúc này tương tư lại rơi vào trạng thái hôn mê. Từ lúc bệnh viện trở về, Thiên Phúc đã từng khuyên cô lấy số tiền mà người đàn ông kia để lại, chuyển đến một bệnh viện lớn, tiền gặp trên xa, không chừng còn chưa đến mức không cứu chữa được. Nhưng cô vẫn luôn không chịu, còn nóng này hỏi một lần nữa, cũng chỉ có câu nói kia. Còn đã đồng ý với người ta, sẽ không bao giờ có bất cứ một chút liên quan gì với anh ấy nữa. Thiên Phúc không biết rốt cuộc lúc trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng tương tư đã có tính toán cả rồi. Ngày đó tại thành phố xe, Đỗ Phương Phương đồng ý cho cô về nhà một lần. Còn cô cũng đã đồng ý với Đỗ Phương Phương, từ nay về sau cô sẽ vĩnh viễn, viễn biến mất trong cuộc sống của Hà Dế Kiệt. Mặc dù Phương Phương đối xử với cô độc ác tàn nhẫn, nhưng cô ta đã giữ lời hứa. Đã như vậy thì đương nhiên văn tương tư cô cũng không thể để cho cô ta khinh thường mình được. Nếu như hiện tại, cô động tới số tiền của Hà Dĩ Kiệt, thì chẳng phải chứng minh rằng cô thực sự bị đáng mắng trời là con người hèn hạ hay sao? Trong mắt của người đời, dĩ nhiên cô đã mang danh là một con người tê tiện rồi. Nhưng tha rằng bị chết, cô cũng không thể chịu để cho mình lại tiếp tục mang tiếng xấu. Huống chỉ sức khỏe của bản thân như thế nào, tự cô đã quá rõ ràng rồi. Chẳng qua là cô giữ chặt trong lòng, chứ nhất định không để cho bất cứ ai biết được điều này. Cô không muốn để cho Thiêm Phúc biết được điều này. Mặc dù tương tư cảm thấy mình là người có lỗi với Đỗ Phương Phương, nhưng cô còn hận tất cả những việc mà cô ta làm hơn. Cô ta rời khỏi Hà Dĩ Kiệt, Chưa nhất định không để cho Hà Dĩ Kiệt cả đời, phải sống với một người phụ nữ như Đỗ Phương Phương bởi vì cô ta không sống. Ngay cả khi cô đã chết, cô cũng muốn ở dưới mặt đất mà nhìn lên, nhìn đến một ngày nào đó, cô ta và Hà Dĩ Kiệt sẽ đôi ngả chia tay. Cho nên cô mới cố ý để nặng nặng về sống bên cạnh Hà Dĩ Kiệt. Thứ nhất, sau khi thêm phúc trăm tuổi, nặng nặng sẽ không có người chăm sóc, dù là việc có phúc lợi hay là cô nhi viện cũng không thể sống tốt bằng ở bên cạnh chính cha ruột của mình. hơn ở trong thâm tâm cô vẫn luôn cảm thấy nhất định hà dĩ Kiệt sẽ đối xử tốt với nặng nặng nên cô không lo lắng gì về chuyện này. thứ hai là vì, cô đoàn chắc đỗ phương phương không có lòng bao dung với người khác, nếu như cô ta biết được sự tồn tại của nặng nặng, tất nhiên sẽ tức giận đến nổi trận lô tình. chỉ cần cô ta làm tổn thương đến nặng nặng. Tất nhiên Hà Dễ Kiệt sẽ không tha thứ cho cô ta. Con gái của cô chỉ có thể có cha, không thể có mẹ kế được. Cô còn sống không thể khuất nhục được anh. Cô có chết đi, cũng bắt buộc cả đời anh chỉ có thể trông nom cho nặc nặc, mà không thể có những người phụ nữ khác. Đây là một chút tính toán riêng của cô. Từ giây phút cô rời khỏi nơi đó, cô đã quyết tâm thực hiện cho bằng được. Cô sẽ không nói cho người khác biết. Phần thường từ cô thực sự có lúc hơi hèn hạng một chút. Khi có một ngày, Người kia đi vào trong cuộc sống của ta, ta mới biết được rằng ta đã làm tất cả vì anh ấy. Ta đã từng hoặc là kinh bỉ, hoặc là kinh thường những chuyện đó. Ta không biết chính mình đã làm tuần thương nên anh ấy đến mức nào. Nhưng ta hiểu rất rõ nỗi đau xót trong lòng. Ta chỉ muốn cả đời này, những người phụ nữ khác sẽ không bao giờ được phép ở bên cạnh anh. Đến khoảng nửa đêm, nàng nàng đang ngồi say trong phòng cùng với Thiêm Phúc, đột nhiên bừng tỉnh khóc mẹ gọi ẩm lên. Thiêm Phúc bị tiếng khóc đánh thức, ôm nặng nặng đầu đầy mồ hôi dỗ sành hồi lâu, nhưng cô bé vẫn khóc không ngừng. Cuối cùng Thiên Phúc mới chợt giật mình nhớ ra điều gì, ôm nặng nặng cuống cuồng chạy sang phòng của Tương Tư. Khi Thiên Phúc để cánh cửa ra, thì cơn góc nghẹn ngào của nặng nặc dừng lại. Trong phòng tối đen chỉ có ánh trăng ảm đạm đang chiếu rọi, soi lên hình dáng của người đang nằm ở đó. Cánh tay Tương Tư không còn sức lực, bưng thắm từ trên giường xuống dưới, cổ tay bé nhỏ yếu ớt Mấy đầu ngón tay được ánh trăng chiếu vào ánh lên màu trắng bệch. Trong phòng quá mức yên tĩnh, nhưng lại không nghe thấy tiếng hít thở của tương tư. Thiên Phúc chỉ cảm thấy hai chân của mình đột nhiên trở nên mềm nhũn. Bà làng đào bước đi từng bước, nặng nặng dãy ruộn lắc lắc người, trượt khỏi ngực của Thiên Phúc, xèo xèo vẹo vẹo chạy đến cạnh giường của tương tư, nằm lấy bàn tay đã lạnh bút của mẹ, ôm vào trong ngực mà bà khóc nức nở. Tiếng khóc của một đứa trẻ còn quá nhỏ, như đâm thẳng vào trong lòng của người lớn. Thiêm Phúc ngồi tê dại ở trên mặt đất không còn sức lực, nặng nặng bé nhỏ khóc đến kiệt sức khàn giọng. Nhưng ngay cả việc mở mắt để nhìn con, từng từ cũng không còn đủ sức được nữa rồi. Nếu như gia đình bà thuộc loại có tiền, thì đốt thêm một ít tiền nữa để gắng cường thêm được vài ngày. Nhưng tôi xem tình hình trong nhà bà cũng khá là khó khăn. Do đó tôi cũng không đành lòng xối gạt bà làm gì. Đừng uống phí thời gian nữa. Chuyện này hai bà ngỡ lan xong, bà vẫn nên tiết kiệm tiền để lại cho đứa trẻ thì tốt hơn. Mà tôi nhìn thấy bà sắc mặt giờ đã vàng rồi đó. Có phải bà bị bệnh gan không? Nhìn cô không nhạy đâu. Sao không tranh thủ một chút thời gian để điều trị một chút đi? Thiểm phúc gần như chạy chơi thích từ trong phòng làm việc của bác sĩ ra ngoài. Nặc nặc vẫn ngoan ngoãn ngồi trên ghế dài ngoài cửa. Cô bé quấy đầu khóe mắt vẫn còn ướt. Thiểm phúc buộc chặt lấy bụng. Gan của bà đang từng cơn đau dữ dội phát ra bà gần như có thể di chuyển từng bước một đi đến trước mặt nặc nặc bà nội mẹ nặc nặc vẫn chưa nói được ra những câu có quá nhiều từ cái miệng nhỏ nhắn ố ớ không biết đang nói cái gì Chờ mắt để mà nhìn thêm phúc thêm phúc vớt vớt đầu cô bé nặc nặc ngoan bà nội dẫn con đi tìm ba ba có được không ba ba nặc nặc lặp lại một cái từ lạ lẫm này cô bé có một chút không hiểu mà trừng mắt nhìn thêm phúc bàn tay nhỏ bé tôm lấy ống tay áo của bà lắc lắc muốn mẹ cô tiêm phúc ôm lấy nặng nặng nước mắt lại tuôn ra như mưa nặng nặng không biết vì sao bà nội lại khóc như thế nên cũng khóc theo có người nào đó đứng nghỉ chân lại ở đó thở dài một tiếng có người mơ hồ biết được chuyện lên kể lại bằng ngữ điệu thông cảm với những người đang vây nhìn xung quanh cô bé sau này lớn lên sẽ xinh đẹp lắm đây chỉ tiếc từ khi sinh ra đến giờ được hơn một tuổi rồi mà chưa được nhìn thấy cha mà mẹ cũng sắp chết rồi. Lập tức có người chép miệng thở dài, nặng nặc khóc thút thít nhìn sang người lớn nói chuyện. Lời nói chuyện của mọi người cô bé nghe không hiểu, nhưng một đứa trẻ nhỏ như cô bé không biết tại sao lại nước mắt rơi mãi không dừng lại được. Tiềm Phúc ôm lấy nặng nặng, hỏi thăm đường xá cẩn thận xong mới ngồi trên xe đi đến thành ủy. Bà đợi ở nơi đó từ buổi sáng cho đến giữa trưa, nhưng ngay cả cửa chính cũng không thể vào nổi. Người nhà bảo vệ an ninh nhìn hai bà cháu một người già nua đau bệnh ốm bệnh tật một đứa trẻ nhỏ còn mới biết đi bộ dạng nghèo kiết xác liền cho rằng chắc là có điều gì đó oan ức không vừa lòng nên mới vội tới đây để tìm lãnh đạo vì thế đã hết sức có trách nhiệm ngăn cản luôn hai bà cháu ở tiết xa ngoài cửa thiêm phúc cũng không biết làm sao mọi việc đã cấp bách sấm rồi tối hôm qua từ từ liên tục hôn mê thỉnh thoảng tình lại cũng chỉ dặn dò bà hãy đưa nặc nặc đi tìm ba dần dần thiêm phúc cũng cảm thấy bản thân mình lực bất tòng tâm còn cận trường sinh, thằng nhóc ngũ ngược kia đột nhiên mất tích từ ngày đó. Sau này cũng không còn xuất hiện nữa. Bà đành chịu không biết phải làm thế nào. Chỉ có thể thừa dịp bản thân còn có thể đi lại được. Bệnh tật vẫn còn kéo dài được. Quyết định đi tìm Hà Sĩ Kiệt. Đến giữa trưa thì nặng nặng đã đói bụng thì thầm gọi bà. Thì Phúc cầm tiền mua cho cô bé một cái bánh bao, một túi sữa. Nặng nặng con nhỏ, ăn còn thừa quá lại nửa chiếc bánh bao. Thì Phúc liền cố gắng ăn cho qua bữa. Thời tiết tháng 11 đã có một chút xe lạnh. Đến độ 3-4 giờ chiều thì mặt trời cũng ngả về phía tây. Thiêm Phúc ôm chặt nặng nặc trong ngực. Ánh mắt vẫn nhìn về phía trước, luôn nhìn sang phía cửa chính không chấp. Nhưng những người tới lui đều là đi xe, ở trong lòng bà nóng như lửa đốt, nhưng vẫn còn một chút nề hà, chỉ có thể nhất định phải đợi như vậy. Cuối cùng, Thiêm Phúc thấy giờ đến tan thờ, hiển nhiên chỉ có thể sốc toàn bộ tiền còn lại trong túi áo lặng lẽ đi theo một người bảo vệ an ninh vừa mới được thay ca rời đi. Đi mãi đến đầu phố mới gọi anh ta lại, kéo đến bên tay mà dối anh ta một ít tiền, nói rằng bà là người nhà của Bộ trưởng Hà, muốn đến tìm anh nhờ một chút chuyện, hỏi xem Bộ trưởng Hà đã tan tầm hay chưa. Nhân viên cửa an ninh cầm tiền nghĩ nghĩ một lúc nói, thời gian tan sờ còn nửa giờ, bà cứ ở nơi này xem, nếu như vận khí tốt thì... À, bà quả nhiên có một chút may mắn nha, bà có nhìn thấy chiếc xe kia không? Chính là chiếc xe màu đen đó Chính là xe thư ký của bộ trưởng Hà Bà tranh thủ một chút thời gian đến hỏi đi Tiềm phúc luôn luôn nói miệng lời cảm ơn Ôm nặng nặng cô hết sức chạy tới Cửa chính đã mở ra Thư ký triệu đang định lái xe đi vào Liền trông thấy một bà lão chân tập tĩnh Đứng chặn ở trước cửa xe Anh dẫm mạnh chân phanh xe dừng lại Vừa định tức giận Thì cả người liền ngây ngốc ngư ngẩn như là con gà gỗ Cô bé con ở trong ngực bà lão kia nếu lần lên quả thực thì chính là một phiên bản của văn tương tư. tiêm Phúc ôm nặc nặc ngồi ở trên xe. từ ký triệu nhìn chăm chăm vào nặc nặc, mắt cũng không hề chấp. Trên đường đi vẫn không hề nói chuyện. Đến khi xe dừng lại, anh mới hít sâu một hơi hoài Suốt cuộc đứa bé nhỏ này là như thế nào? Ở trong lòng Tiêm Phúc có một chút bất mãn, khâu khí có một chút ngang ngược. Chúng tôi không phải là người có lòng dạ hiểm độc thối rữa, cũng sẽ không nói dối gạt người khác. Đây là con gái của Bộ trưởng Hà. Ngữ điệu của bà xoa sợ nặng nặng. Nặng nặng nhút nhát e lệ nhìn tím phúc, rồi lại chuối vào trong ngực của bà, cầu khẩn rất đáng thương. Bà nội à, về nhà tìm mẹ. Tiếm phúc vỗ về cô bé, dỗ sành nhẹ nhàng. Nặng nặng ngoan, chốc lát nữa bà nội sẽ đưa nặng nặng về nhà nhé. Từ ký triệu nhìn qua khuôn mặt nhỏ nhắn hé ra kia một chút, ở trong lòng trăn trở hồi lâu, giọng nói mềm mại xuống. Để tôi đưa bà cháu đi lên thôi. Đây là chuyện riêng của bộ trưởng Hà, tôi không làm chủ được cần tức của tiêm phúc có một chút dịu lại. Bà bước xuống, đi theo thư ký triệu. Trên đường đi gặp được người quen chào hỏi, sau đó nhìn tiêm phúc và nặng nặng vẻ hồ nghi. Thư ký triệu chỉ giới thiệu qua la, nói bà lão là họ hàng đến thăm anh. Đến khi vào trong thang máy dành riêng, rồi đi thẳng lên lầu 16, thư ký triệu mới thoáng thở dài một hơi. Anh nhìn đầu vừa nhìn thấy nặng nặng, đã nhận ra cô bé này giống tương tư đến như vậy. Đáy lòng của anh giống như đang trào sầu sôi ủng ục nếu quả thực đới nhỏ này không phải là viên bản của văn tương tư thì cho anh mười lá gan anh cũng không dám làm loại chuyện này thang máy dừng lại tiêm phúc ôm nặc nặc cùng đi ra ngoài qua một hành lang thật thầy nhưng chỉ đảo mắt một cái đã đến phòng cuối cùng Thư ký triệu gó cửa khi nghe được tiếng nói trầm thấp từ bên trong chuyển ra anh mới để cửa đi vào Tránh sang một bên để cho tiêm phúc ôm nặng nặc tiến vào văn phòng hạ dĩ kiệt đang vùi đầu vào công việc anh vẫn nghĩ thư ký triệu sẽ tiến vào nên cũng không ngẩng đầu lên chỉ nhẹ giọng hỏi mọi chuyện xử lý như thế nào rồi đây là lần thứ hai tiêm phúc nhìn thấy hà dễ kiệt lần đầu tiên ở hàng châu khi ấy phu nhân tiên sinh đều đã mất cả rồi bà muốn lấy cho cốt về để an táng nhưng lại không có cách nào cả về sau chính là con người này đã xuất hiện một cách thần thông quảng đại lo liệu chuyện an táng cho tiên sinh và phu nhân bà đã có ấn tượng cực kỳ sâu sắc đối với anh cũng đã tu tùng cảm kích nhưng giờ phút này gặp lại, bà chỉ có cảm giác phảng phất, giống như đã cách một thế kỷ. Vẫn chỉ là một con người, vì sao trước sau lại khác nhau nhiều đến như vậy? hỏi lâu sau không thấy câu trả lời, Hà Dĩ Kỳ không khỏi ngừng đầu lên nhìn. Khi nhìn lại một lần nữa đột nhiên cả người anh sững sờ. Trong đầu chỉ thấy trống rỗng, lúc này đã là 5 giờ rưỡi chiều. Nhưng trời vẫn còn rất sáng, ánh sáng ấm áp xuyên qua cửa chấp rộng, mờ chiếu rọi vào bên trong phòng làn gió nhẹ nhẹ thổi phất qua lớp rèm cửa, làm tấm rèm che vải trong đưa. Ánh nắng chiếu vào hắt lên màu vàng cam, làm cho cả căn phòng như được bao phủ bởi sắc vàng ấm áp. Cây bút trong tay anh đánh rơi một cái cạch, nhưng anh cũng không hề hay biết. Anh đứt bật dậy, miệng há to hai mắt trợn trừng. Nhưng lúc này anh không hề chú ý tới sự luống cúng của mình, chỉ chăm chú nhìn vào gương mặt nho nhỏ của cô bé ở trong ngực tiếm phúc. Anh cảm thấy hơi thở của mình bắt đầu sôi trào nóng hồi. Không biết từ khi nào, tay của anh đã nắm chặt thành quyền. Trong mắt của anh sự đau đớn tràn lan, tự như có vật gì đó đâm vào khiến anh phải rơi lệ. Anh thờ hồn hình thành tiếng, càng ngày càng trở nên rồn rập. Trong hai con người phẳng phất như có lửa thiêu đốt. Cô bé nhỏ này có đôi mắt to đẹp, với hàng lông mi dài mảnh, giống như một tương tư khác. Hay nói đúng hơn, cô bé tự như là một tương tư được thu nhỏ lại. Từ từ đã yêu cầu tôi, sao nặc nặc lại cho cậu. Tôi đã đưa đề nghị đến rồi, cậu có muốn nhận hay không hả? Tiềm Phúc nhìn thấy sắc mặt cổ quái của anh, một hồi lâu vẫn thấy anh không nói lời nào, thì trong lòng Thiếm có một chút bối rối. Thím nghĩ đến lời nhắn nhủ của tương tư, cố ý cưỡng ép lại ý muốn và không cam lòng sao nặc nặc cho anh. Thiếm đặt nặc nặc đang ở trong ngực của mình, cùng với một cái túi phối nhỏ xuống để mặt đất. Vừa đặt cô bé xuống, Thiếm Phúc cố dằn lòng xoay người rời đi, nước mắt chứa chan trên gương mặt nói. Đó là con gái của cậu tên gọi là nhất nặc. Thêm Phúc nói xong liếc nhìn nặc nặc, cái miệng nhỏ của cô bé méo xẻo, duỗi bàn tay nhỏ bé dự định chạy qua bên bà. Nước mắt của bà rơi như mưa, cô nén lại nỗi đau lòng, nhẫn tâm xoay người mà bỏ chạy. Thoáng cái tiếng gào khóc của nặc nặc liền vang lên đuổi theo phía sau lưng bà. Tiếng khóc kia giống như lưỡi dao nhỏ sắc bén, cơ thể từng tí miếng mà lóc ở trên thịt bà vậy. Thêm Phúc cũng khóc, mặt mũi tràn đầy nước mắt, nhưng bước chân cũng không dám ngừng lại chạy thẳng đến trong thang máy rồi đóng cửa lại. Lúc này đây, Thiểm phung không còn sức lực nữa, cả người ngồi sụp xuống ở trên mặt đất tê dại. Tiếng khóc của nặng nặng đã kéo Hà Dĩ Kiệt thoát khỏi nỗi khiếp sợ như trong cơn ác mộng vậy, thậm chí anh cũng đã quên chạy ra ngoài mà đuổi theo Tiên Phúc, để hỏi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, thậm chí cũng quên luôn cả nỗi hoài nghi, sự việc đột phát này rốt cuộc là thật hay giả, có lẽ là do cha con anh bản tính trời sinh nên nhất nặng vừa khóc, trong lòng anh liền đau đớn không sao chịu nổi. Anh cũng không kịp suy nghĩ gì mà theo phản xạ, Nơ quỳ xuống ở trước mặt con gái, hai tay run rẩy ôm lấy đôi vai nhỏ xíu mềm mại của cô bé. Nhất nặng ngần mặt lên, cái miệng nhỏ nhắn há rộng thêm, gào lên khóc o ba. Trong trái tim nhỏ bé của cô bé tràn ngập nỗi sợ hãi, không biết vì sao suốt hai ngày nay cô bé không được nhìn thấy mẹ, không biết vì sao tiến phúc lại để bé một mình ở lại nơi này bé không muốn ở lại chỗ này, bé phải trở về nhà. bé nhớ mẹ. bé không muốn phải đối mặt với một ông bác vô cùng lạ lẫm, rất là kỳ lạ đang ở trước mặt đây đâu. vừa rồi hiển như thiên phúc đã nói, tên của bé là nhất nặc. hà dĩ kiệt cảm giác cuống họng của mình như bị vật gì đó Chẹn ngang qua. anh nhìn sang khuôn mặt nhỏ nhắn của nhất nặc, không tài nào dịch chuyển được ánh mắt đi chỗ khác. thật lâu sau, anh mới dùng hết khả năng để cho giọng nói của mình trở nên mềm mại nhẹ nhàng mà gọi một tiếng. Nặc nặc, nhất nặc khóc lên thành tiếng bị nấc, đôi mắt to ngập tràn nước nhìn sang anh, lập tức quay mặt sang chỗ khác, rửa người lên miệng mé máu ngửa mặt mà khóc nức nở. Cô bé khóc đến nỗi đầu đồ đầy mồ hôi, lớp tóc mềm mại ngàn trắng rồi bên lông mày cũng ướt đẫm. Hạ dễ kiệt trong lòng đau như cắt không sao chịu nổi, nhưng lại không biết phải dỗ bé như thế nào. Anh cũng muốn lau nước mắt cho con gái, nhưng khi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mỏng manh như lớp trứng cả kia, thì không dám lấy tay để lau đi. Anh luôn cuốn đến độ như muốn xoay vòng quanh, cuối cùng đành phải xoay người, định ôm nhất nặc lên. Thế nhưng nhất nặc lại không muốn cho anh ôm, thân thể nhỏ bé cứ trườn xuống, nhất định là không chịu. Anh sợ túm chặt lấy cánh tay của cô bé, sẽ làm cho cô bé đau, đành phải buông lòng ra. Nặng nặc bị anh thả lỏng tay, đánh một cái ngã phịch xuống đất, lặng đi một chút tuổi thân giờ nắm tay nhỏ bé lên mà oa oa khóc lớn hơn nữa. Hạ Dĩ Kiệt vừa hối hận lại vừa đau lòng, Rất khoát quỷ xuống nhẹ nhàng cầm hai tay nhỏ bé của con gái, phát hết óc mà kiên nhẫn sổ sành. Nặng nặng đừng khóc, nặng nặng ngoan, nặng nặng đừng khóc mà. Con khóc xói xám sẽ lớn tới đó, đừng sợ, màu màu nấp vào trong ngực ba đi. Thần thể của nặng nặng uốn éo, hai bàn tay nhỏ bé xảy ra, bàn tay nhỏ mập mạp thoáng cái đánh vào trên mặt của Hà dĩ Kiệt bé con tức giận cao chặt lông mày, cái miệng nhỏ nhắn méo xẹo thi, vừa khóc vừa chạy ra bên ngoài. Người sâu, Hà dễ kiệt vội vàng đứng dậy đuổi theo bé, cầm hai cổ tay nhỏ bé như là chiếc ngón sen kéo vào trong ngực mình. Nặc nặc ngoan, nặc nặc nghe lời ba ba nói. Anh dương ba rất là tự nhiên, không hề có một chút ngập ngừng nào cả, khiến cho nặc nặc sừng suốt một chút. Cái đầu nhỏ nhắn dường như nhớ ra lời của bà nội nói, bà nói bà mang bé đi tìm ba ba. Nhưng mà ba ba là cái gì nhỉ? Cái đầu bé nhỏ của bé không muốn suy nghĩ thêm về điều này. Thầm nghĩ tranh thủ thời gian để đi tìm mẹ. Đây chỉ là cây cao lương kỳ quái rất đáng ghét kia. Cứ giữ chặt lấy bé không rời tay. Nặng nặng chấp chấp đôi mắt to. Quay đầu nhìn lại Hà Dĩ Kiệt. Hà Dĩ Kiệt bị cô bé nhìn trần sừng xuất đến ngây người. Anh bị choáng váng đến bức cẩn như không thể cự động được. Về mặt này của cô bé sống tư tư như đúc. Cho đến khi anh mới tỉnh táo lại. Mơ hồ hiểu ra rằng đây là đứa con gái mà Tư Tư đã sinh ra cho anh. Nhưng mà cô đã sinh con từ lúc nào vậy chứ? Vài ngày trước sau? Không, không có khả năng. Không có khả năng mấy vài ngày mà con gái của anh đã lớn như thế này. Vậy thì chuyện này đã xảy ra từ khi nào? Vì sao cô lại phải khổ sở xấu giếm anh như vậy? Anh có một cô con gái, thậm chí là một cô bé xinh đẹp đáng yêu, thông minh hoạt bát đến những ngày. Từ nay về sau, tên khốn mẹ thiệu đình kia mà dám dê con gái của anh không xinh đẹp, anh nhất định sẽ mang nhất nặc của mình ra đặt ở trước mặt cậu ta, nhất định phải làm cho cậu ta ôm hận mà xấu hổ chết đi. Hà Dĩ Kiệt còn đang say mộng đẹp, nhất nặc lại cúi đầu cắn vào trên tay của anh. Chỉ tiếc rằng mấy cái răng sữa xinh xinh của bé hoàn toàn không làm gì được kẻ có cơ bắp này. Hà Dĩ Kiệt để mặc cho cô bé cắn một lát với vẻ đầy hưởng thụ, rồi sau đó mới nhẹ nhàng kéo con cái ra. Ôm bé vào trong lòng sổ dành quen dài, cuối cùng cũng tìm được cơ hội, liền nhẹ nhàng hôn một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Đừng làm cho răng mệt mỏi nữa Con gái ngoan ngoãn Nhất nặc khóc nịch Ngừng tiếng khóc thút tha tốt thít Ai ngờ lại rơi vào trong ngực của Hà dễ kiệt Anh vốt về cô bé Nhưng cô bé lại không cảm thấy thoải mái Bởi vì bàn tay của anh cứng ngắc Nhất nặc cứ cảm thấy tuổi thân hừ hừ không ngừng Hà dễ kiệt vội phá thả lỏng Cho động tác mềm mại hẳn đi Nhưng chợt nghe thấy tiếng cõ cửa công cấp Tiếp đó loáng thoáng giọng nói của thư ký triệu Chuyển đến có một chút sồn dập Bộ trưởng, Cô nhận đến à? Đỗ Phương Phương ngày thường không có việc gì vẫn thường xuyên đến nơi làm việc của anh để đón anh cùng tan tầm. Từ ký triệu vẫn luôn đề phòng. Bởi vậy khi cô ta vừa đến, anh liền vội vàng lên thang máy trước tới báo tin luôn. Theo lịch trình chỉ trong chốc lát, Đỗ Phương Phương chắc chắn sẽ đến đây. Trong đầu của Hà Dĩ Kiệt nhanh chóng xoay chuyển. Nói tôi tạm thời có việc đã ra khỏi văn phòng rồi, tôi không có ở đây. Anh vừa nói dứt lời, lập tức ôm nặng nặng lên, vừa hé mở cánh cửa của căn phòng nhỏ nghỉ ngơi bên cạnh. Trong phòng nghỉ có kê một cái bình phong, sau tấm bình phong là một chiếc giường lớn. Hạ Dĩ Kiệt ôm nặng nặng đi vào, nặng nặng vẫn còn hừ hừ khóc, ở trong lòng anh nóng như lửa đốt. Anh ôm thân thể bé nhỏ của con gái vào trong ngực, trong chú nghiêm túc nhìn thẳng vào con người đen lái như trái nho đen của con. nặng nặng cũng bị ánh mắt của anh hấp dẫn nhìn lại anh. Bốn con mắt nhìn nhau như thế. Hơi thở của anh nặng nề, còn hơi thở của nặng nặng nhẹ nhẹ mềm mại. Dần dần quyến quyết nhau trong không gian hẹp. Giữa lúc này, dường như có một dòng điện không thể nắm bắt đã được giao tiếp với nhau. Nặng nặng trật im lặng luôn, không biết có phải do mối liên hệ máu mù vô cùng kỳ diệu hay không. Mà lúc này, cô bé cảm nhận được hơi thở của ba ba. Hơn nữa hơi thở của ba ba làm cho sự kháng cự nơi đáy mắt của cô bé đã dần dần tan biến. Hà dĩ kiệt thấy con gái trở nên dịu dàng ngoan ngoãn như vậy. Càng nói dỗ dành con gái dịu dàng hơn. Nặng nặng ngoan Bây giờ con nghe lời ba ba nhé Chúng ta không thể phát ra một tiếng động nào có biết không hả Nếu nặng ngoan nghe lời Lát nữa ba ba sẽ đưa nặng nặng đi tìm mẹ Nặng nặng nghe thấy ba chữ phía sau Là đi tìm mẹ Thì lập tức dùng sức cật đầu Mím chặt cái miệng nhỏ nhắn lại Còn giờ bàn tay nhỏ bé mập mạp lên bịt chặt miệng Chỉ độ lăm một đôi mắt to tròn Linh lợi đáng yêu Hà dĩ kiệt nhìn con gái như vậy Trái tim anh dường như tan chảy ra, không kiềm chế nổi lại cái xuống hôn lên trên mặt con gái mấy cái nặng nặc bị anh hôn lông mày nhíu lại thành hình tự như hai con sâu nhỏ được xếp lại thành hình chữ bát nhìn rất là đáng yêu khoe môi hà dĩ kiệt khẽ nhích lên thiếu chút nữa thì cười ra tiếng nhưng chợt nghe thấy tiếng nói của đỗ phương phương và Thơ ký triệu anh vội vàng dựng thẳng ngón trỏ lên hạ giọng xuống không được nói gì nhé nana cảm thấy bộ dạng của anh lúc này rất là thú vị Cô bé cũng sự thẳng ngón tay trắng trẻo xinh xinh của mình đặt ở bên miệng, bắt chước bộ dáng của anh nhẹ nhàng. Uhm, không được nói gì hết. Hà dĩ kiệt nhìn con gái khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng ôm sát cô bé vào trong lòng, thì tháo khen ngợi con gái. Nặc nặc thật là thông minh. Dường như nặng nặng cũng cảm thấy không khí có một chút căng thẳng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của bé cứ vùi vào trong cổ của anh. Bàn tay nhỏ bé cũng vòng lên mà ôm lấy cổ anh. Một tư thế như vậy nhẹ nhàng khe khẽ hít thở, khiến cho trái tim cô Hà dĩ kiệt trở nên mềm nhũn. Anh ôm chặt lấy con gái, cầm tì trên mái tóc của cô bé, lặng lẽ thì thầm gọi tên con. Nặc nặc à, bà sẽ không bao giờ để cho con phải chịu một chút ớt ức, sẽ không bao giờ đâu. Ra khỏi văn phòng rồi sao? Tại sao lại không nói với tôi một tiếng chứ? Đỗ Vương Phương nghi ngờ nhìn căn phòng đã trống rỗng, dây cao gót trên sàn nhà vang lên tiếng cốc cốc. Từ ký triệu vội vàng đi vào theo cùng cẩn thận trả lời. Cũng đã đi cách đây được khoảng nửa giờ rồi ạ. Bộ trưởng tạm thời có việc cấp phải ra ngoài, nên có thể còn chưa kịp thông báo với cô thôi ạ. Đỗ Phương Phương gật gật đầu, để lại chiếc sắc tay trên bàn trà, ngồi xuống ghế xa lông. Tôi ngồi ở đây để chờ anh ấy trở về, tận tiện ăn một bữa cơm bên ngoài cũng được, dù sao lúc này đây tôi cũng không có việc gì. Hà Dĩ Kiệt nghe vậy thì trong mày, nhưng vẫn cẩn thận nhẹ nhàng ôm lấy thân thể nhỏ bé mềm mại của con gái vỗ nhẹ nhẹ sau lưng cô bé để trấn an. Nhất nặc bị anh ôm quá chặt, thân thể cô bé hơi vặn vẹo tỏ ý không vừa lòng. Hà Dĩ Kiệt vội vàng cúi đầu nhẹ nhàng, hôn lên gò má phúng phính của con gái, rồi khẽ sát vào bên tay nhỏ giọng thì thào dỗ dành. Ngoan nhé, nặng nặng chịu khó đợi một lát nữa thôi. Nặng nặng ôm chặt lấy cổ của Hạ Dĩ Kiệt, cái cằm mũm mĩm vội trong hóm cổ của anh gật gật. Hà Dĩ Kiệt chỉ cảm thấy trái tim của mình như là mềm nhũn ra không thể nào mà kiềm chế nổi, lại cúi xuống hôn nhẹ lên trán của con. Nặng nặng ôm lấy cổ của Hà Dĩ Kiệt, cái cằm mũm mĩm vừa vào trong hõm vai của anh cật cật. Vô nhân nào, bộ trưởng Hà khi đi có dặn lại, đêm nay ngày ấy có buổi tiệc xã sao? Thầm thầm thư ký trở biết, Hà Sĩ Kiệt đang ở trong phòng nghỉ. Đây chính là một cơ hội tuyệt hào để cho mình biểu hiện, bởi vậy trong lòng rất là vững vàng, không nhanh không chậm mà nói ra một câu. Đỗ Phương Phương nghe thấy vậy, thì trên mặt liền hiện ra một chút mất mắt, lông mày cô ta cau chặt lại xoắn vặn. chẳng biết tại sao trong lòng cô ta mơ hồ có một chút bất an, nhưng vẫn hành thờ dài cầm lấy sắc tay đứng lên. thế thì thôi vậy, tôi phải đi về trước cho xong. Phương Phương vừa nói, vừa quay đầu nhìn lại căn phòng làm việc trống chân một lượt. quả thực anh đi rất vội vàng. áo à khoang vẫn còn lại ở trên mắc giá treo. Phương Phương không còi dừng bước xoay người lại, đi về phía trước giá treo. Lúc này trên lưng từ ký triệu mồ hôi đã tua ra ướt đẫm, hai tay không ngừng vặn xoắn vào nhau. Nhưng chỉ thấy Đỗ Phương Phương nhất bước, đi tới lấy chiếc áo khoác của Hà Dễ Kiệt, xuống rồi khoác trên kiểu tay của mình, trong miệng lầm bẩm một câu. Mình nghe dự báo thời tiết nói đêm nay thời tiết tay rồi, người này cũng thật là không biết mặc quần áo cho trình tề rồi hãy đi ra ngoài thôi sao. Phương Phương nói xong liền đi ra bên ngoài, cô ta đi thẳng tới cửa, thư tí kiệu âm thầm thở dài thái độ hết sức cung kính mà nói một câu. Vô nhà à để tôi đưa ngài đi xuống dưới lầu. Đỗ Phương Phương khoát tay chặn lại rồi nói luôn. Không cần đâu, cậu nói cho tôi biết anh ấy đi xã giao ở đâu. Tôi đến đó đưa áo khoác cho anh ấy là được, ngủ nhớ buổi tối trời mưa sẽ lạnh đó. Từ cái triệu mô hôi lạnh vừa mới ráo lại tuôn ra, anh ta cắn chặt hẳn răng rạy, mái sau mới nói quanh con một câu. Vô nhân à, tôi thật sự là con biết, Bộ trưởng đi rất là vội, cũng quên không kịp dặn dò gì lại với tôi. Trên trán Hà Dĩ Kiệt. Trượt tối sầm lại, ở trong lòng anh lại bắt đầu trở nên cực kỳ căng thẳng. Nếu như Đỗ Phương Phương quyết tâm hiết dâng trào lại gọi điện thoại cho anh, như vậy thì không thể xấu giếm được gì nữa. Điện thoại của anh đang còn để trong ngăn kéo bàn làm việc. Giữa lúc đó suy nghĩ của anh chợt mau chóng xoay ngược trở lại. Trên người còn nặc nặc tỏa ra mùi sữa thơm dễ chịu theo hơi thở thơm nhẹ nhàng bên cô bé cứ quanh quần chóp mũi lòng bàn tay nhỏ bé của cô bé đã có một chút mồ hôi ẩm ướt nhưng cô bé vẫn ôm chặt lấy cổ của anh đây là lần đầu tiên hai cha con anh gặp mặt nhau nhưng vẫn cho rằng nặng nặc, coi anh là một người xa lạ chính là cô bé lại cực kỳ ngoan ngoãn nằm gọn trong ngực của anh anh không cần phải nói gì nhiều với cô bé mà cô bé cũng chưa nói được cả một câu trọn vẹn một cô bé con lúc này mới được một tuổi đi lại vẫn còn chưa vững, lại còn có thể bị ngã. Nhưng sự tiền còn ngoan ngoãn của con gái lại làm cho anh cảm thấy đau lòng. Nếu như quả thật không thể giấu giếm được nữa, vậy thì bằng bất cứ giá nào, đây là con gái của anh, không phải là người có thể tùy ý bưng tha bất cứ điều gì. Huống chi, đây là đứa con gái của anh cùng với tương tư, người phụ nữ mà anh yêu sâu đậm. Nghĩ tới đây, trong lòng anh thoáng liền bình tĩnh trở lại. Nếu như nói rằng số mệnh đã sắp đặt một tình cảnh như vậy, vậy thì anh sẽ nhận mệnh. đỗ phương phương nghe thấy thư ký triệu nói vậy thoáng một cái nổi cơn tức sẵn quát lên cậu là thư ký luôn theo sát bên cạnh bộ trưởng hà vậy mà chuyện gì cậu cũng bảo là không biết rõ là sao thư ký triệu nhận thấy phương phương bắt đầu ăn nói theo kiểu không giữ gìn, bất cần anh ngại rằng cô ta còn tiếp tục nói ra thêm những điều gì đó không nên nói lập tức cắt đứt ngang lời nói của đỗ phương phương hạ thấp giọng nói phu nhân à xin ngài bước ra một bước bên này để mà nói chuyện Nét mặt của anh ta thoạt nhìn có một chút sáng vẻ thần thần bí bí. Tầm tư của Đỗ Phương Phương lập tức xoay chuyển. Cô ta cứ ngỡ là có chuyện của Văn Tương Tư, lập tức vứt bỏ luôn chuyện của Hà Dĩ Kiệt đang ở đâu sang một bên. Đi theo thư ký triệu thẳng ra bên ngoài, đến chỗ cuối hành lang, sau đó kiều căng dừng bước lại nói. Là chuyện gì? Cậu nói cho tôi nghe xem nào. Trên đường đi, thư ký triệu đã sớm nghĩ được lý do để mà thoái thác, nên Phương Phương vừa hỏi, anh lập tức nói luôn. Vô nhà à, Ngày từ thành phố C trở về cũng đã được một thời gian Có nghe thấy tin tức gì của Văn Tiểu Thư ở bên kia không? Đỗ Vương Vương vừa nghe lời này liền cười lên một tiếng lạnh lùng rồi nhướng mày <laughs> Mặt cô ta đã thành ra như vậy Còn có thể có hứng thú để làm cái ba chuyện Phóng gió, trăng mưa đó sao? Từ ký triệu nghe thấy lời này thì không khỏi sững sờ Mặt cô ấy bị làm sao vậy? Lúc ấy anh cũng chỉ vì không dám đắc tội với Đỗ Phương Phương Nên đã để lộ ra địa chỉ ở thành phố C cho cô ta biết nhưng tất cả những chuyện còn lại thì thư ký triệu lại không rõ ràng lắm. Lúc này, vừa nghe thấy Đỗ Phương Phương nói như vậy, không hiểu sao trái tim trong ngực anh ta như làn này lên rồi rơi xuống lục bộp một tiếng. Đỗ Phương Phương vừa định nói, nhưng trong lòng lại có tính toán. Nói thế nào thì cái người họ triệu này cũng chính là người của Hà Dĩ Kiệt. Có lẽ không nên nói cho cậu ta biết thì sẽ hay hơn. Cho dù hiện tại, cậu ta đã bị cô ta nắm trong tay rồi, nhưng làm việc gì cũng nên cẩn thận một chút cô ta đã gạt Hà Dĩ Kiệt xuống tay với thuộc hạ của anh như vậy. Tạm thời có lẽ trước mắt nên trấn an cậu ta một chút, tránh dẫn đến làm cho cậu ta tức giận không tốt lắm. Nghĩ một chút, Đỗ Phương Phương liền cười nói. Tôi chỉ là thuận miệng nói vậy thôi, cậu đừng cho là thật nhé. Tôi đã rồi, nếu cậu đã không biết anh ấy đi đâu thì thôi, bây giờ tôi về trước đây. Đỗ Phương Phương nói qua quyết rồi sau đó quay người lại, đi tới chỗ thang máy phía đối diện ăn nút mở cửa. Từ ký triệu nhìn thấy Phương Phương đi vào, cửa thang máy đóng lại, lúc này mới dám thở vào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Cả người anh tự như mất hết sức lực, đứng dựa vào trên tường. Xem ra, làm người thật sự không nên làm những việc trái với lương tâm. Kể từ khi anh tiết lộ địa chỉ cho Đỗ Phương Phương biết, đến bây giờ không có một đêm nào anh được ngủ yên ổn cả. Vừa rồi lại nghe thấy Phương Phương nói một câu không rõ ràng như vậy. Họ nữa đột nhiên lúc này đứa nhỏ kia lại xuất hiện tới đây. Ngẫm nghĩ một lúc không hiểu sao anh cảm thấy nghi ngờ chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra với Văn Tương Tư rồi sao? Ý nghĩ này vừa bật ra, thử ký triệu làm thế nào, cũng không thể khống chế được những suy nghĩ lung tung trong đầu được nữa. Anh gắng sức đè nén lại tiếng tim đập thình thịch ở trong lòng ngực. Anh quay ngược trở về văn phòng. Đến nơi, thử ký triệu đã thấy Hà Dĩ Kiệt, bộ dạng ngây ngốc đang ôm đứa trẻ thì không khỏi sừng sốt. Mãi một lúc lâu sau anh mới phản hứng lại được, không khỏi liên tục nhìn lại cô bé kia vài thần. Giống, thật sự là rất giống. Nhất định khi còn bé Văn Tương Thư cũng có một bộ sáng như vậy. Đi rồi sao? Hà dễ kiệt khẽ giọng hỏi lại anh ta, từ ký triệu vội vàng gật đầu. Đi rồi ạ. Hà dễ kiệt mím chặt môi lại, cả lông mày và mắt đều nhíu lại một lát, sau đó mới ngẩng đầu lên nghiêm túc nói một câu. Chuyện ngày hôm nay không cho phép được tiết lộ ra ngoài nửa chữ. Bộ trưởng hãy yên tâm, tôi hiểu rõ điều này. Tôi đã đều rồi đều chuẩn bị xe đi. Chờ lát nữa, tôi sẽ đưa nặng nặng xuống dây đó. Hà Sĩ Kiệt nói xong ôm nặc nặc xuống ở trên ghế salon, lông. Thư ký Triệu Vân một tiếng rồi đi ra ngoài, nhẹ nhàng khóa cửa lại. Bầu trời đã trở nên tối đen. Nặc nặc ngồi ở trên đùi của Hà Sĩ Kiệt. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trào mập mập, vẫn còn vương những dệt nước mắt. Nhưng đôi mắt trong trào long lanh, mang đầy nét ngây thơ lại nhìn anh. Chốc lát lại chớp chớp vài cái. Tìm mẹ, tìm mẹ. Nặng nặng nhút nhát e dè mở miệng nói bàn tay nhỏ bé giữ chặt ống tay áo của anh nhẹ nhàng lắc lơ. Hạ Dĩ Kiệt vừa nghe thấy những lời này thì trong ngực liền chua xót, anh lại nhẹ nhàng ôm sát con gái, giọng nói mềm mại dịu dàng hòa lại. Nặc Nặc ngoan, con nói cho bà biết mẹ có khỏe không? Trong trong mắt đen nhánh của Nặc Nặc, nước mắt lại đang ánh lên. Một lúc lâu, cô bé cúi đầu nghịch nghịch mấy ngón tay, buông hàng lông mi thật dài xuống mở miệng. Mẹ cứ ngủ mãi thôi. Hạ Dĩ Kiệt không kìm nổi, anh ôm chặt lấy con cái, áp vào mái tóc mắt lạnh của cô bé. Trong ốc mắt anh tràn ngập cảm giác cay cay sát xa. Con bé còn quá nhỏ nên chưa biết diễn đặt, chỉ nhặt được những hình ảnh mà bản thân mình ấn tượng sâu sắc để nói. Ở trong mắt nặc nặc, từ từ luôn đang ngủ. Như vậy có phải con bé nói, thân thể của cô đã không phục hồi khỏe mạnh trở lại hay không? Nặc nặc ngoan. Bà bà mang nặc nặc đi tìm mẹ có được không? Ừ. Nặng nặc từ trong ngực anh lập tức ngẩng đầu lên đôi mắt to cong lại thành mảnh trăng lưỡi liềm. Cô bé thích thú vỗ đôi bàn tay bụ bẫm, nhẹn miệng cười nhìn lại anh. Nụ cười của con gái như vậy làm ngực anh đau nhức không thể nào kiềm chế được, mà trong khóe mắt đã bắt đầu ẩm ướt. Không khóc, không khóc nha. Nặng nặng vui vẻ vì đừng đưa anh đưa đi tìm mẹ. Trong tay tim nhỏ xíu của cô bé lập tức có tình cảm với ông bác này. Cô bé giơ bàn tay xinh xinh, xoa xoa lung tung trên mặt của anh. Nét mặt nghiêm túc thật nhìn giống nghi hệt như là tương tư vậy. Không biết tại sao trong lòng anh liền trào lên một lỗi bi thương. Anh đã không thể khống chế nổi bản thân nữa. Nước mắt cứ thế dâng lên mà tuôn trào, lăn trên cơn mặt kiên nghị của anh mà chảy xuống dưới. Nặng đặc bị bộ sáng của anh làm cho sợ hãi. Cô bé lặng lặng đi một lúc lâu, rồi sau đó méo cái miệng mà hòa khóc lên. Hà Dĩ Kiệt lau chùi qua khuyết nước mắt. Anh nâng qua mặt nhỏ nhắn của con gái trong lòng bàn tay, yêu thương mà cất tiếng nói. Nặng nặc man, nặng nặng không khóc. Ba ba là người giàu. "Từ nay về sau nặng nặng đừng ghét bỏ ba nữa có được hay không?" Nặng nặng nghe không hiểu gì, chỉ nhẹ nhàng lắc lơ cái đầu, lớp tóc dụ ngang trán ở bên lông mày hơi lay động, để lộ ra hàng lông mày đen nhánh như vẽ, giống mẹ như đúc. Hà dĩ Kiệt không sao kiềm chế nổi, anh cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên trán của con gái. "Nặng nặng, nặng nặng của ba." Anh nhắm mắt lại trong lòng tràn đầy khổ sở, ôm chặt thân thể nho nhỏ của con gái vào trong lòng. Anh có cảm giác Dường như trong ngực đã có ai đó, bộ ngực mốc mất trái tim của mình đi rồi. Giờ đây trong đó chỉ có cảm giác trống sống và lạnh lẽo. Trời đã tối đen hoàn toàn. Nặng nặng sợ bóng tối núp vào trong ngực của anh. Đôi mắt mở to khe khẽ rơn rẩy Hạ dĩ kiệt bật đèn lên. Ánh sáng rực rỡ trải rộng ra khắp trong phòng. Nặng nặng lập tức không sợ hãi nữa. Từ trên đầu gối của anh trần xuống. Cô bé giữ chặt lấy ống quần của anh kéo ra bên ngoài. Trong miệng lầu bầu mấy từ không rõ ràng lắm tìm mẹ, tìm mẹ. Hạ dĩ kiệt sợ con gái ngã, nên tranh thủ thời gian đứng lên, nặng nặng lôi kéo anh đến gần cửa, nhìn thấy cánh cửa đóng chặt lại liền ngờ qua mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh. Bộ dạng cơ mặt như chiếc bánh bao nhỏ, khi cao lông mày nhìn vô cùng đáng yêu. Cô bé chỉ ngón tay vào cánh cửa đã bị khóa, bộ dạng lo lắng nói với Hà dĩ kiệt. Không ra được. Con gái có thiên phú nói chuyện làm cho anh giật mình, bởi vì cô bé thật sự là đáng yêu trên mặt anh hiện lên nụ cười dịu dàng như cũ anh vân tay khẽ phản khóa mở cửa cánh cửa vừa mở ra thì nặc nặc liền bám vào khuôn cửa vỉnh cái mông đít nhỏ lên để mặt đẩy cửa ra tiếp tục hự hữ hự lôi kéo ống quần của hà dễ kiệt kéo anh đi ra bên ngoài hà dễ kiệt cũng không trốn tránh cứ để cho con gái mặc lôi kéo anh như thế đi ra khỏi sàn phòng nặng nặc đứng trong hành lang quay sang nhìn bên trái rồi lại nhìn sang bên phải không biết phải đi bên nào cho đúng cả Cô bé dùng ngón tay chống trên gò má để nghiêm mặt nghĩ nghĩ, rồi sau đó liền đào đôi mắt to tròn quay đầu nhìn lại. Hà dĩ kiệt chĩa tay về phía bên phải, nặc nặc lập tức, lắc lắc thân thể nhỏ bé, lôi ạ à kéo anh đi về phía bên phải. Hà dĩ kiệt càng thêm vui vẻ, cúi người xuống, bế con gái lên. Để bà bà ôm con đi, bà không muốn đôi chân nhỏ bé của nặng nặc bị mỏi, bà sẽ đau lòng đó. Nặc nặc vặn vẹo thân thể, cô bé cảm thấy anh ôm không được thoải mái nhưng cũng chỉ chua chua cái miệng nhỏ nhắn ra, không hề có ý định né tránh anh. Con gái không hề kháng cự lại, đã làm trong lòng của Hà Dĩ Kiệt cảm thấy thư tái rất nhiều. Anh ấn nút mở thang máy đi vào bên trong, hai tay của nặc nặc về quanh lấy cổ của Hà Dĩ Kiệt. Chiếc gừng gắn ở thang máy sáng nắng, phản chiếu lại hình dáng của hai cha con, khiến nặc nặc xoay mắt lại để nhìn. Hà Dĩ Kiệt cũng ngưng ánh mắt nhìn về nơi đó một người đàn ông cao lớn dáng người than dài rắn chắc khuôn mặt lạnh lùng trầm ổn mày kiên định sống mũi cao thẳng môi mím chặt lại đầy nghiêm nghị nhìn thấy như thế nào cũng là một người không dễ dàng thân cận vậy mà lúc này vẻ dịu dàng lại dần dần lăn tràn bao phủ khắp ở trên gương mặt màu đồng của anh đôi đồng tử luôn mang sắc thái lạnh lùng lúc này cũng tràn đầy sự vui vẻ nặc nặc áp chặt gương mặt mềm mại trắng trẻo như hạt gạo nếp của mình vào trong ngực anh một cách vô cùng thân thiết Phạt nhìn đã thấy sự siêu sáng không nói ra được. Nặc nặc nhìn tao bóng phản chiếu của hai người ở trong gương, sau đó quay đầu nhìn Hà Diết Kiệt đang ôm mình, rồi lại quay đầu nhìn vào trong gương. Đột nhiên cô bé vươn bàn tay nhỏ bé ra, nhanh như chớp vỗ bụng một cái vào gương mặt của Hà Diết Kiệt trong gương. Cao phản xạ, anh nhìn tránh ra một cái, nặc nặc lập tức bật tiếng cười khanh khách. Cười được một lúc, cô bé lại vươn tay ra tiếp tục đập. Hà Diệt Kiệt cố ý xả bộ hoảng sợ rôn hết cả người càng khiến cho nặc nặc bật cười. Cười xong cô bé lại đập vào cái gương, còn Hà Sĩ Kiệt mỗi lần như vậy lại giả bộ vô cùng sợ hãi. Nặc nặc chơi rất là vui vẻ, cho đến khi thang máy dừng lại thì nặc nặc đã cảm thấy có mối thiện cảm với anh lớn hơn. Cô bé giang hai cánh tay trắng trèo mũm mĩm như ngó sen, ôm chặt lấy cổ củ của anh. Suốt dọc đường đi nặng nặc luôn thì thầm nói chuyện với anh. Tuy rằng Hà Dĩ Kiệt không nghe hiểu ngôn ngữ của trẻ con của con gái, nhưng anh vẫn luôn giữ một thái độ lại chăm chú nghiên tai lắng nghe thỉnh thoảng còn gật đầu đáp lại một tiếng nặc nặc càng thêm vui vẻ Liêu ríu nói chuyện không ngừng có đôi khi một đứa trẻ nhỏ cũng không yêu cầu người lớn phải trả lời chính xác những vấn đề của mình chỉ cần lúc bé nói chuyện người lớn thật sự chú ý lắng nghe thỉnh thoảng đáp lại một hai câu như vậy bé đã hết sức thỏa mãn rồi bé có cảm giác bản thân mình đã được người lớn coi trọng chứ không phải là bị xem nhẹ vì là trẻ con khi đi ra khỏi tòa nhà lớn Mây đen đang bao trùm cả bờ trời bao la, đột nhiên chẳng một cái, trút xuống một mảnh mưa. Hà dễ kiệt không kịp phòng bị, tuy anh lanh Tay lại mắt ôm nặng nặc chạy tới chui vào trong xe, nhưng khi ngồi vào trong xe sửa lên nặng nặc, đã thấy tóc và trên người cô bé xính ướt. Trẻ con không thể giống như người lớn, không chỉ nói bị gặp mưa, bình thường hàng ngày chỉ kìm một cơn gió lạnh thổi vào cũng đã có thể sinh bệnh. Hà dễ kiệt không dám lơ là, nói với lái xe chạy thẳng vào bệnh viện còn chưa tới bệnh viện nặng nặng đã bị ho khăn. Hà Dĩ Kiệt không ngừng dùng khăn lông lâu khô tóc cho con gái. Cởi bộ quần áo đã bị ướt sũng ra. Tiếp đó nặng nặng được anh dùng một chiếc khăn lông lớn bao lại ôm chặt vào trong ngực, thậm chí mở cả hệ thống sưởi trong xe lên. Nhưng khuôn mặt nho nhỏ của cô bé đã đỏ rực, thỉnh thoảng còn ho khăn hai tiếng. Một đứa trẻ nhỏ bị sốt như thế cũng không hề khóc, cứ yên lặng ngồi còn ở trong lòng anh như vậy. Đáy lòng của Hà Dĩ Kiệt cảm thấy có lỗi không sao thể nào nói lên thành lời được từ từ mang thai nặng nặc một mình sinh con vậy mà cô vẫn có thể nuôi dạy nặng nặc tốt như vậy đến bệnh viện bác sĩ truyền dịch hạ sốt cho nặng nặc. nhìn thấy bình truyền dịch nhỏ hết sọt cuối cùng Hà dế kẹt mới nhẹ nhàng thở vào một hơi nặng nặng ở trên giường lớn chỉ nghe kẽ tiếng khóc thút thít lúc nãy khi phải kim truyền trên ở trên tay anh ôm nặng nặng mà tay rôn hết cả lên cuối cùng anh vẫn không thể buông con gái ra để cho y tá ôm. Khi nặc nặc bị kim vào, anh đau lòng gần như muốn chạy đến cướp con, không cho nó đâm vào tay. Nhưng đứa bé còn nhỏ như thế, đáy mắt chỉ lóe lên một chút nước, khẽ khóc vài tiếng mà thôi. Con có còn đau hay không? Anh ngồi ở bên giường nắm bàn tay nhỏ bé của con gái, nặc nặc tuổi thân gật đầu, vừa nhìn vào anh một cách đáng thương và mong chờ nói. Mẹ, nhớ mẹ. Trước kia khi nặc nặc tìm ống đầu tiên đều là có mẹ ôm bé. Vì sao lần này nặc nặc bị kín kín mà mẹ lại không đến thăm nặc nặc chứ? Nặc nặc đã ăn rất nhiều, đã không còn khóc lên nữa rồi. Hà Dĩ Kiệt muốn đi tìm tương tư, nhưng anh lại lo lắng nặc nặc ở đây một mình trong bệnh viện, cuối cùng lo lắng cho con gái. Anh vẫn quyết định chờ đến khi hừng đông, khi nặc nặc hết sốt, anh sẽ đưa con gái cùng đi. Anh không phải chỉ coi trọng nặc nặc mà xem nhẹ tương tư, nhưng mà thực sự, sự anh vẫn chưa biết mình phải lấy tư cách gì nên dùng một bộ mặt như thế nào để đi gặp anh anh đã từng nói vĩnh viễn, viễn anh sẽ không bao giờ lờ gạt cô nữa nếu như lúc này anh lại nuốt lời liệu rằng thường thư có tức giận hay không nhưng trong lòng anh vẫn có cảm giác điều gì đó không yên cô vẫn luôn lờ gạt anh về chuyện quần nặc nặc vì vậy tại sao đột nhiên hôm nay cô lại bảo người ta trả nặc nặc cho anh chứ cho dù không làm sao nghĩ ra được mọi chuyện rõ ràng nhưng hiện giờ anh chỉ cảm thấy trong lòng mình như là có lửa đốt chỉ hẳn là không thể lập tức được nhìn thấy cô nhưng đồng thời cũng cảm thấy sợ hãi nghĩ đến ngày mai khi anh đến gặp cô không biết cô sẽ có vẻ mặt như thế nào đêm đã về khuya lúc này thư ký triệu mang nồi cháo đã được hầm nhẫn đến hà dĩ kiệt đốt cho nặc nặc ăn một chút cháo sau đó dưới tác dụng của thuốc truyền dịch nặc nặc đã ngủ thiếp đi đỗ phương phương gọi điện cho anh rất nhiều lần nhưng anh không chịu nhận rất khoát sập máy, đồng thời cũng để cho thư ký triệu trở về nghỉ ngơi. Anh một mình canh giữ trước giường của nặc nặc, cứ để nguyên quần áo như vậy mà đi ngủ. Trong lúc y tá đổi bình thức truyền dịch thì nặc nặc tỉnh lại. Cô bé có một chút sợ hãi, nhìn anh nói muốn đi vệ sinh. Y tá định ôm nặc nặc đi, nhưng nặc nặc không chịu. Hạ dĩ kiệt liền bậc chất chăn mỏng, ôm con gái đi đến buồng vệ sinh. Nặc nặc buồn ngủ, mềm mắt dính chặt vào nhau. Vì thế cô bé vừa ngủ vừa đi tiểu. Hà dễ kẹt bê con gái trở về phòng. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô bé đang ngủ đỏ hồng như là quả táo, thì trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp dễ chịu. Anh đặt con gái nằm trên giường, đưa tay sờ lên trán của cô bé, đã không còn nóng nữa. Lúc này anh mới cảm thấy trong lòng thư thái. Anh nằm ở bên cạnh giường của con, nhìn gương mặt ngủ say kia, dần dần cũng tiếp đi. Mới sáng sớm, Đỗ Phương Phương đã vọt tới quy cô tích xá của thành ủy ở trên đường đi không ngừng chào hỏi cô ta. Nhưng Phương Phương vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, không thèm để ý đến một ai cả. Đến khi bên ngoài phòng làm việc của Hà Dĩ Kiệt, thấy cánh cửa khép hờ, Đỗ Phương Phương mím môi thật chặt, cố nén sự tức giận đẩy cửa đi vào. Âm xã, tối ngày hôm qua anh đã đi đâu? Lại nói còn chưa dứt, Phương Phương chợt sừng suốt ngây người. Thư ký triệu đang thu dọn đồ đạc ở trên giá sách, quay lại nhìn cô ta vẻ mặt đầy kinh ngạc. Tối ngày hôm qua, anh ấy đã đi đâu hả? toàn tức giận của Đỗ Phương Phương bắt đầu bốc lên lạnh lùng lên tiếng hỏi. Từ kế triệu lắc đầu đáp. Thật sự là tôi không biết thưa phụ nhân. Cậu là thư ký. Vậy rốt cuộc cậu đã làm những gì vậy hả? Đỗ Phương Phương đã phải nhẫn nhịn cơn tức giận suốt cả một đêm. giờ đây bắt đầu thoải mái mà phát tiết cơn giận dữ ra ngoài. Từ kế triệu bị những lời mắng mỏ đầy máu lửa xối vào đầu không ngừng, nhưng không nói một câu. Chờ đến khi cô ta phát tiết xong, anh mới có nén nhịn tức giận nói một câu. Vô nhân à, con bằng cô ngồi ở chỗ đây chờ một lát, để tôi rót cho cô một chén nước uống. Tôi không cần, tôi còn có việc. Chờ đến khi bộ trợ hàng trở về, cậu hãy bảo với anh ấy lập tức gọi điện thoại cho tôi ngay, nghe cho hả? Còn biết có việc gì quan trọng mà suốt cả một đêm không thèm trở về nhà, đã thế lại còn tắt máy nữa chứ. Đỗ Vương Vương trong bụng đè là oán giận, thờ về vì, vì đi ra khỏi phòng. Từ ký triệu nhìn theo bóng lưng của cô ta thì không khỏi lắc đầu, vừa gọi điện thoại cho Hà Sĩ Kiệt. Nhưng Hà Dĩ Kiệt vẫn tắt máy như cũ. Từ trí hiệu nhẫm lại có một chút lo lắng. Anh đi xuống lầu, lái xe đến bệnh viện. Cần sốt của nặng nặng đã lui, nhưng cô bé vẫn còn có một chút ho can. Sáng sớm vừa tỉnh lại đã làm loạn lên đi tài tìm mẹ. Hà Dĩ Kiệt cũng lo lắng cho thương thơ Vừa bàn thư ký triệu đến bệnh viện, Hà Dĩ Kiệt lần dặn dò thư ký triệu trông coi nặng nặng, rồi sau đó anh lái xe đến chỗ ở của tương thơ Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyền Người vợ không danh phận. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh truyện hẻm ngôn tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện.